Chương 71, ông nhìn tạ minh đồ tỉ mỉ hơn, lại đánh giá tô hiểu mạng từ trên xuống dưới, thấp giọng cảm khái một câu, quả nhiên là anh hùng không hỏi bề ngoài. Tô hiểu mạng, tô hiểu mạng liếc mắt nhìn tạ minh đồ một cái. Nói anh đó, tạ cẩu tử, tạ minh đồ không thể hiểu nổi, tuy rằng tạ minh đồ không hiểu ý tứ của tô hiểu mạng lắm, nhưng mà anh rất vui, cười rất tươi với tô hiểu mạng, lộ ra vài cái răng trắng tinh. Tô hiểu mạng, thật là không cứu nổi gia hỏa này nữa, không thèm để ý bộ gian mình chút nào cũng không có chút ý thức về hình tượng nào cả ba người bọn họ ở bên này nói chuyện sôi nổi sau khi kẻ mặt lạnh là chu hạ cường nhiệt tình lên thì cực kỳ gây chú ý khiến cho hà lượng ở cùng đội bắt đầu bất mãn hà lượng chướng mắt chu hạ cường vẫn luôn khen tạ minh đồ người nhà quê chẳng có kiến thức gì cả chỉ là sửa cái máy kéo mà thôi có bản lĩnh thì vào thành mà sửa xe bốn bánh xe hơi tôi còn sợ là bọn họ chưa gặp xe hơi bao giờ cơ Khương Yến Đường đứng ở bên cạnh gã ta không trên một tiếng, trong đầu còn hồi tưởng lại lời nói ban nãy. Năm nay hai chúng tôi vừa mới kết hôn, lúc tô hiểu mạng nói ra những lời này, ngữ khí bình tĩnh vô cùng, như thể đang trần thuật lại sự thật, cũng không có sự thẹn thùng của một cô gái vừa mới lấy chồng. Hiện tại cô thật sự cam tâm tình nguyện cưới tạ Minh Đồ Ư. Khi họ đến thôn, Chu Quân Hữu là đội trưởng đội sản xuất thôn Vĩnh Cần đến tiếp đón bọn họ, giúp sắp xếp chỗ ở cho tám người họ. Ngôi nhà cuối thôn bây giờ là nơi ở của thanh niên trí thức, chỗ đó mới xây dựng lại làm chỗ ở cho thanh niên trí thức, điều kiện cũng không tồi. Đội sản xuất Vĩnh Cần là đại đội sản xuất có điều kiện tương đối giàu có trong số các đại đội gần đó, ngôi nhà cho thanh niên trí thức xuống nông thôn ở cũng đều do đội sản xuất bỏ tiền ra xây dựng lại, có mấy căn phòng trống, hay, ở đó cũng có ba thanh niên trí thức, nếu không thì mấy người đến ở bên đó đi, điều kiện ở đó cũng không tồi, mấy người vừa lúc cũng có ba thanh niên tri trí thức, thật trùng hợp, đến bên đó đi, mọi người làm văn hóa với nhau sẽ có đề tài để nói chuyện, còn có thể thêm một người nữa, để một cô gái cũng đến ở đấy đi, cô gái, cô đến đấy nhé, đội trưởng chu chỉ về phía trương lị lị, những người khác sẽ chia ra ở lại nhà của người dân trong thôn, có một số nhà có điều kiện không quá tốt, mọi người chịu khó một chút. Trương Lị Lị không ngờ được đội trưởng Chu sẽ chỉ về phía mình, cô ấy vui mừng không xiết. điều đó có nghĩa là bốn người Khương Yến Đường, Triệu Thanh Thanh, Hà Lượng và cô sẽ đến ở cùng với đoàn thanh niên trí thức thôn vĩnh cần. Cô đã nhìn thấy ngôi nhà mà vừa rồi đội trưởng chu chỉ rồi, là ngôi nhà mới xây, tình trạng không tồi. Điều đáng tiếc duy nhất là hà lượng cũng nằm trong số đó. trong lòng trương lị lị thề rằng cô sẽ không bao giờ để ý đến hà lượng. nếu như hà lượng lại đeo bám cô, cô sẽ mang việc đời trước cùng nhau trả thù. cô liếc nhìn khương yến đường, khuôn mặt của anh ấy vô cùng anh tuấn, rất nhiều cô gái trong đội sản xuất vĩnh cần cũng đứng bên cạnh lén lút nhìn anh ấy có người còn muốn tiến lên chào hỏi, Trương Lệ Lệ không khỏi đắc ý nhìn về phía Tô Hiểu Mạn, cô biết tính cách của Tô Hiểu Mạn rất kén chọn, lại bị bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, bây giờ vận may của cô ấy không tốt, không được ở trong ngôi nhà tốt, còn không biết sẽ bị sắp xếp vào hộ gia đình nào đâu, ở chỗ của đoàn thanh niên trí thức luôn thoải mái hơn nhiều, Khương Yến Đường cũng được sắp xếp đến đó. Mấy người, ai, ông bác này, ông đến ở nhà của tôi nhé, còn chàng trai này, hai người bọn họ sẽ ở nhà của tôi chu hạ cường nhảy xuống khỏi máy kéo chỉ vào tạ minh đồ cùng tô hiểu mạng nói hai vợ chồng họ sẽ ở nhà của tôi vừa lúc nhà tôi còn có một phòng trống đội trưởng chu sửng sốt nói anh ba chu anh muốn để hai người họ đến ở nhà mình à lúc chu quân hữu sắp xếp chỗ ở cho mấy người này ông ấy hoàn toàn không suy xét đến nhà của chu hạ cường bởi vì ông biết tính cách của chu hạ cường anh ấy không chào đón những người bên ngoài đến trong đội học tập không nghĩ tới anh ấy sẽ chủ động xin phân phối chỗ ở cho người từ nơi khác đến hai người họ là vợ chồng đội trưởng chu đang đoán mối quan hệ giữa đôi vợ chồng này với chu hạ cường nhưng mà ông ấy cũng không nghe nói anh ấy có họ hàng xa nào ở bên đó mà cậu ta chu hạ cường chỉ tạ minh đồ nói tên nhóc cùng tôi rất hợp ý ngày mai tôi sẽ dạy nó cách chế tạo máy kéo đội trưởng chu cười nói quyết định vậy đi hai vợ chồng họ sẽ ở nhà của anh nhé đội trưởng chu nghĩ thầm thế mà có chuyện tốt như vậy xem ra vận may của đôi vợ này rất tốt đỡ cho ông không ít phiền toái ông còn tưởng rằng muốn huy động chu hà cường sẽ rất khó khăn nhưng hiện tại chu hà cường vậy mà lại chủ động nhận làm việc này vậy anh lái xe đưa họ đi tham quan các ao cá của đội chúng ta cả trại chăn nuôi ở dưới chân núi nữa đều không biết lái máy kéo dạy họ một chút thôi không tính tiền xăng đến lúc ý giúp chúng tôi làm việc một chút. Cuối cùng, sau khi đội trưởng Chu sắp xếp cho đường Kiến Cường đến ở nhà một hộ họ Chu khác trong thôn, việc sắp xếp chỗ ở cho tất cả mọi người đã thực hiện xong. Mọi người đi đường vất vả rồi, hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt, tiểu trương, cậu dẫn mấy người họ đến chỗ ở của thanh niên trí thức, bốn người trương lị lị theo một thanh niên trí thức đầu húi cua, đeo kính cận tên là tiểu trương đi về cuối thôn, giữa thôn có một cái học nước, họ đi dọc theo hồ nước, đi được nửa đường, khi quay đầu lại thì thấy tô hiểu mạng cùng tạ minh đồ đang đi về phía ngôi nhà gạch hai tầng tráng lệ nhất trong làng trương lỵ Lị, Lị nhịn không được mở miệng hỏi đó là nhà của ai vậy thanh niên trí thức tiểu trương nhìn theo hướng của cô ấy chỉ thuận miệng đáp đó là nhà của bác chu thường xuyên giúp người ở quanh đây sửa máy kéo nhà của bác ấy là nhà mới xây lại kiểu dáng đẹp nhất có máy bơm nước có nhà vệ sinh sạch đẹp còn lát cả gạch trắng ngôi nhà của chu hạ cường cũng là ngôi nhà gạch đầu tiên trong thôn họ ngôi nhà lớn này vừa được xây cách đây không lâu là ngôi nhà mang phong cách thời thượng nhất trong thôn nhà của chu hà cường là gia đình giàu có trong thôn anh ấy có tay nghề riêng sửa chữa máy kéo cho người khác chỉ cần nói mấy câu hoạt động tay vài cái là có thể kiếm được một khoản thu nhập thêm rồi đôi khi anh ấy còn phụ giúp vận chuyển hàng cho nhà nước thuộc một trong số ít hộ có điều kiện của thôn tôi hiểu mạng cùng tạ minh đồ đi theo chu hà cường đến nhà ông ấy sân nhà ông ấy rất rộng có hàng rào tre vây xung quanh khoanh trồng một miếng đất để trồng rau. Trong đó trồng rất nhiều loại rau quả, góc tường leo một dạng nho màu tím, góc tường phía tây xây một cái chuồng gà, mấy con gà, con vịt đang mổ lá rau dưới đất. Chu Hạ Cường sắp xếp cho bọn họ một căn phòng ở tầng 2, cầu thang ở nông thôn khi đó đều xây ở bên ngoài, leo lên cầu thang ở bên cạnh giếng nước liền có thể đi lên tầng 2. Tầng 2 có 4 phòng, hai người họ sẽ ở phòng trong góc, hai đứa sẽ ở phòng trên đó. Tô Hiểu Mạng cùng Tạ Minh Đồ cất hành lý vào phòng, con gái út của chu hạ cường là chu hiểu phượng ông chăn đệm vào phòng giúp hai người họ trải chăn đệm mới còn lấy cho họ một chiếc chăn bông chu hiểu phượng trạc tuổi tô hiểu mạng cô ấy có khuôn mặt tròn tròn lớn lên vô cùng xinh đẹp dáng người đẩy đà nhưng không béo trên người mặc quần áo hoa màu nhạt tính cách có chút thẹn thùng ít nói chị tên là tô hiểu mạng em tên chu hiểu phượng tên của hai chúng ta đều có chữ hiểu rất có duyên đấy tô hiểu mạng nói chuyện với cô ấy cô cảm thấy cô gái nhỏ mặt tròn hay xấu hổ này rất thú vị cô cũng vô cùng biết cảm ơn cả nhà chu hạ cường đã cho hai người đến ở nhờ nhà họ tính cách của chu hạ cường trông hơi lạnh lùng và cứng nhắc nhưng con gái của ông ấy lại có tính cách vừa dịu dàng vừa dễ thẹn thùng vẻ mặt chu hiểu phượng ngượng ngùng nói với cô mấy câu càng nói càng thả lỏng xuống dưới không còn căng thẳng như trước nữa sau khi thả lỏng hơn cô ấy liền nói ra những lời đang kìm nén trong lòng chị hiểu mạng chị thật xinh đẹp chị còn xinh hơn cả cái cô hiểu hồng đẹp nhất làng bọn em chu hiểu phượng cảm thấy tô hiểu mạng đến làm khách nhà cô là cô gái xinh đẹp nhất mà cô từng thấy còn xinh hơn chị họ của mình rất nhiều tô hiểu mạng cùng cô ấy nói đùa mấy câu đã bị gọi xuống uống trà với mọi người khách đến thôn chơi dù sao cũng phải mời một chén trà ăn chút hạt dưa chu hà cường có hai người con trai và một cô con gái con trai cả đã lập gia đình và có con rồi con trai thứ đang phục vụ trong quân đội bây giờ trong nhà chỉ còn lại cô con gái út chu hiểu phượng mấy ngày nữa cũng chuẩn bị kết hôn nhà chồng cũng không xa là một hộ gia đình trong thôn hai vợ chồng tô hiểu mạng đến thật đúng lúc họ vừa đến hôm nay nhà chồng tương lai của chu hiểu phượng cũng mang vải lụa đỏ đến đây để cô con dâu mới chu hiểu phượng bắt đầu may váy cưới sắp đến đám cưới của con gái út hai vợ chồng chu hạ cường rất vui mừng vừa lúc trong nhà có khách đến chơi buổi tối băm mấy cân thịt heo chuẩn bị một bàn nhiều món ngon chiêu đãi vợ chồng tô hiểu mạn. sắp rồi sắp rồi trước khi hai đứa rời đi vẫn có thể uống được rượu mừng của hiểu phượng sau khi tắm rửa xong nằm lên giường tô hiểu mạn không khỏi cảm thán rằng đây là chỗ ở thoải mái nhất mà cô đã ở kể từ khi xuyên đến những năm 1970. rốt cuộc trước đây cô chỉ được sống trong căn nhà nhỏ dột nát của tạ minh đồ điều kiện của nhà họ chu thực sự rất tốt tô hiểu mạn cảm thấy chuyến đi của họ có thể coi là một chuyến du lịch do nhà nước tài trợ thật tốt mạng mạng cũng muốn có một ngôi nhà như vậy sao tạ minh đồ đang ngồi cạnh đấy mở miệng hỏi cô căn phòng cho khách của nhà họ chu chỉ có một cái giường bởi vì biết hai người họ là vợ chồng cho nên cũng chỉ chuẩn bị một chiếc chăn bông cho hai người một giường một chăn hai người dùng chung lúc tô hiểu mạng nằm trên giường tạ minh đồ thành thật ngồi ở chiếc ghế gỗ bên cửa sổ tô hiểu mạng cảm thấy nếu cô không chủ động gọi tạ minh đồ anh ấy khẳng định sẽ không tới gần giường nửa bước hiện tại đã là đầu thu ở trong thôn, những đêm giữa hè có khi còn phải đắp một cái chăn mỏng, chứ đừng nói đến những đêm mùa thu, nửa đêm trời rét buốt, để anh ấy ngủ dưới đất, có mà bị đông lạnh đến ngốc luôn. Tô Hiểu Mạn đặt cái túi ngăn ở giữa, sau đó vẫy tay gọi Tạ Minh Đồ đến, ý bảo anh ấy ngủ ở đầu bên kia, cũng cho anh ấy một nửa chiếc chăn bông. Em muốn có một ngôi nhà tốt hơn ngôi nhà này, trước đây khi Tô Hiểu Mạn chưa bị phát hiện là tiểu thư giả của nhà giàu có, cô ấy đã nhìn thấy rất nhiều biệt thự cao cấp, sang trọng hơn nhiều vì vậy cô ấy đối với ngôi nhà gạch ở nông thôn này cũng không thấy quá ngạc nhiên, tất nhiên, bây giờ yêu cầu của đồng chí Tô Hiểu Mạn đối với một ngôi nhà cũng không cao, chỉ cần không bị dột, không có trắng, nhà vệ sinh sạch sẽ, tốt nhất là có ba tầng, phòng phải là phòng lớn, phải có một khu vườn để trồng hoa và một dàn nho. Tô Hiểu Mạn nhắm mắt lại, nói ra một số yêu cầu của bản thân, sau khi nói xong, cô lại thấy những ý tưởng này quá không thực tế. Bây giờ là thập niên 70, trồng hoa còn không bằng trồng rau có lợi hơn đâu. Trong sân trồng ít rau hẹ, lớn một lứa lại cắt một lứa, vô cùng tiện lợi, còn có hành lá, lúc nào nấu ăn có thể chạy ra ngắt mấy nhánh. Tô Hiểu Mạng nhắm mắt lại, cô cảm thấy bản thân mình bị thực tế đánh bại, sau này nếu thật sự có nhà của riêng mình, cô vẫn là trồng rau thôi. Mướp, dưa chuột, cà chua, đậu que, hành lá, rau hẹ, cải thiệt, mỗi loại cô đều sẽ trồng hết. Tạ Minh đồ thẳng tắp nằm ở trên giường, gối là một cái gối đôi, anh ngủ ở đầu bên này, cô ấy ngủ ở đầu bên kia, Mài tóc đen dài của tô hiểu mạng xỏa ra, có vài sợi vắt ngang qua tranh giới đến đầu bên này của anh, có hương thơm của hoa lan. Tạ Minh Đồ nhắm mắt lại, trong lòng ghi nhớ những lời cô ấy vừa nói ngày hôm sau Tạ Minh Đồ dậy sớm, cùng đi ra ngoài với Chu Hạ Cường trước, ông ấy nói sẽ dạy anh lái máy kéo, nhân tiện cùng nhau lên núi. Tô hiểu mạng không đi theo, ở lại nhà họ Chu hôm qua cô đã hẹn trước với chu hiểu phượng buổi sáng chu hiểu phượng sẽ dẫn cô đến nhà chị thuận chị thuận là chuyên gia nuôi tầm của ở chỗ bọn họ chu hiểu phượng dặn cô đừng dậy sớm cô ấy buổi sáng có việc bận tô hiểu mạng ngủ thêm một chút cũng không có người đến gọi cô dậy buổi sáng trong thôn vừa yên bình vừa ồn ào nói yên bình là bởi vì không nghe được tiếng người ồn ào nói ầm ĩ là chỉ tiếng ồn trong sân tiếng chim chóc ríu rít ngoài cửa sổ tiếng gà vịt kêu râm rang dưới mái hiên bên cạnh có con gà trống gáy rất to giống như muốn gọi hồn người khác bay ra vậy cũng may là nó không kêu thêm vài tiếng sau khi tô hiểu mạng bị tiếng gà kêu đánh thức thì lại ngủ thiếp đi trước khi chìm vào giấc ngủ cô còn nhớ ra một chuyện đã trải qua cô đến biệt thự của một người bạn chơi đó là một khu biệt thự ở ngoại thành có một số ông lão nhà giàu có sở thích đặc biệt là nuôi gà trong sân biệt thự ngay khi gà gáy từng tiếng chó sủa ở mỗi nhà đều kêu lên kéo theo chủ nhân của một dãy biệt thự bị đánh thức cuối cùng khiến cho nhiều người tức giận, cả đám súng vào giết gà. So với gà trống tới, ở nông thôn người đều ái dưỡng mẫu gà, gà mái là sinh gà đẻ, không chỉ có chính mình trên người trường thịt, nó còn đẻ trứng. So với gà trống, người dân quê thích nuôi gà mái hơn, nuôi gà mái rất có lợi, trên người chúng không chỉ có thịt mà còn có thể đẻ trứng. Mỗi ngày một quả trứng gà là một khoản thu nhập rất tốt, lúc tô hiểu mạng tỉnh lại, đã không phải lúc gà trống gáy, lúc này trời đã hửng sáng, mặt trời sắp ló dạng đứng dậy mặc quần áo tô hiểu mạng chải đầu rửa mặt và bước vào trong sân đi chưa được mấy bước tô hiểu mạng đột nhiên nghe được tiếng mắng cùng tiếng khóc truyền ra từ trong nhà chính phải làm sao bây giờ sao con có thể không cẩn thận như vậy chứ không sửa được chết mất thôi thật đáng tiếc lần này con phải làm sao bây giờ con nói đi con muốn làm như thế nào con cầm kéo sao lại không cẩn thận như vậy chứ có người phụ nữ ngẩng cao trách mắng một tiếng Âm thanh này là Tống Nguyệt Quyên, vợ của Chu Hà Cường đang nói, bên cạnh còn có âm thanh nghẹn ngào của con gái cô ta, Chu Hiểu Phượng. Chu Hiểu Phượng khóc thúc tha thúc thiết, "Làm sao bây giờ? Buổi sáng hôm nay cùng nhau đến đây, đi theo mẹ đến cắt vải đỏ để may áo cưới, cô ta vì muốn tiện nên gấp lại cắt một lần, đang cắt dở thì mẹ cô đến, chỉ dạy con gái dùng kéo cắt, ai biết được hai người tính toán cách làm không giống nhau, trái một kéo phải một kéo, cắt thành từng mảnh vải kích cỡ không giống nhau." Bây giờ may quần áo thế nào được đây? Con trai nhà họ Dương, nhà chồng tương lai của cô, Dương Trường Quế từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm của hai người rất không tồi, Chu Hiểu Phượng cũng được nhà chồng coi trọng. Hôm nay người mang vải đỏ đến chính là người nhà họ Dương đi vào trong huyện mua vải dệt cao cấp, đắt gấp đôi so với vải bố bình thường. Bây giờ mảnh vải lụa đang đẹp như vậy đã bị làm hỏng rồi, không làm thành áo cưới được. Vải dệt này không được, chắp lên cũng đông một khối tay một khối, vẫn bị lệch nhau như vậy may làm sao được mẹ ơi làm sao bây giờ con không phải tại con khi cắt vải không có mắt hả tại sao lại cắt lệch hết cả tấm vải lớn như này chu hiểu phượng tuổi thân nói mẹ vừa nãy là do mẹ mắng con kêu con cắt nhanh lên mà tống nguyệt quyên thở dốc tại sao lại trách mẹ mẹ bảo con nhìn cẩn thận một chút cẩn thận chút cái này vốn dĩ con không định cắt là tại mẹ vừa đến đã kêu con cắt nhanh lên cuộc cãi vã của hai mẹ con ngoại trừ hấp dẫn tô hiểu mạng còn có một người chị dâu họ đến nhà chơi cũng chạy vào hỏi thăm sao vậy mới sáng sớm ra đã có chuyện gì thế cắt hỏng mảnh vải này rồi chu hiểu phượng khóc đến nỗi đôi mắt đã sưng đỏ rực lên cả đêm hôm qua ngay cả nằm mơ vẫn tâm tâm niệm niệm được mặc bộ áo cưới xinh đẹp ai biết được bây giờ đều bị hỏng hết rồi chuyện vui đang tốt đẹp như vậy tại sao mỗi việc may quần áo thôi mà cũng đem vải dệt cắt hỏng chứ có thể cứu được không sửa lại hai mảnh này may lên tống nguyệt quyên nhíu mày như vậy thì làm sao đẹp nữa quần áo dùng để kết hôn có miếng vá thì khó coi đến mức nào chứ cái này hai bên không cân xứng người chị dâu họ kia làm một bộ không sao cả cũng không khó coi hiểu phượng của chúng ta bây giờ có điều kiện ngày trước khi kết hôn chỉ cần khoác một mảnh vải đỏ lên người là được làm gì chú ý đến nhiều thứ như vậy nghe thấy chị dâu họ nói như vậy chu hiểu phượng không cảm thấy được an ủi ngược lại trong lòng càng thêm khó chịu. Qua đó là nhà không có điều kiện mới chú ý, bây giờ mọi người đều biết nhà chồng bên kia tặng miếng vải đỏ tốt nhất, cô lại còn không được mặc áo cưới xinh đẹp, làm sao lại không biết xấu hổ gã vào nhà họ dương chứ, đều là người cùng thôn, mọi người đều nhìn vào, cô lấy đâu ra mặt mũi nữa, còn không cần, còn không mặc, còn không gã nữa, trả lại tiền cho nhà họ dương đi, cái con nhỏ này, nói bậy cái gì đó, việc vui đang yên đang lành, còn không phải chỉ là một miếng vải đỏ thôi sao, lại còn không gả, anh Dương của con mà nghe được thì thất vọng lắm đó. Lúc này Tô Hiểu Mạng cũng đi vào nhà chính, nghe thấy hai mẹ con Chu Hiểu Phượng nói chuyện, cô cũng có thể đại khái đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Tô Hiểu Mạng đến bên cạnh đống vải đỏ bên kia, gan tay ra đo kích cỡ, trước kia cô học thiết kế thời trang, tuy rằng đã một thời gian dài chưa tự mình may quần áo, nhưng cảm giác cũng vẫn còn. Cô quay đầu đánh giá thân hình Chu Hiểu Phượng, ngay lập tức trong đầu đã xuất hiện hình dáng thô sơ ban đầu của quần áo. Hiểu Phượng, lúc chị ở nhà cũng thạo việc làm quần áo, nếu em với bác mà tin tưởng chị, thì chị sẽ giúp em may một bộ quần áo cưới màu đỏ xinh đẹp. Giọng nói chu Hiểu Phượng đã khẳng đi vì khóc, bây giờ cắt hỏng hết vải rồi, còn may kiểu gì được, không bị cắt hỏng đâu, dùng chỗ vải này, chị giúp em may một bộ thật đẹp. Chu Hiểu Phượng chần chờ một chút, thật sự có thể làm được sao? Tô Hiểu Mạng cười nhẹ, gật đầu nói, em yên tâm đi, đến đây, chị đo lại kích cỡ cẩn thận cho em, nếu em mà mặc bộ quần áo cưới chị làm cho em, thì chắc chắn em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Chu Hiểu Phượng ngay ngốc đi qua, giang tay ra để Tô Hiểu Mạng đo kích cỡ, mẹ và chị dâu họ của cô ta còn nửa tin nửa ngờ mà nhìn Tô Hiểu Mạng, nhưng cũng không đi ngăn lại. Tô Hiểu Mạng trước mặt lớn lên xinh đẹp, làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh, quần áo phối hợp cũng rất đẹp, quần áo màu xanh nhạt, phát họa ra vòng eo mảnh khảnh trên ống tay áo còn thêu một đóa hoa đinh hương xinh đẹp, cô nói mình thành thạo việc làm quần áo, tự nhiên cũng có năng lực làm cho người khác từ từ tưởng. Tô Hiểu Mạng đo kích cỡ cho Chu Hiểu Phượng xong, hỏi một câu trong nhà chị dâu họ có máy may hay không, cùng với Chu Hiểu Phượng mang vải đỏ qua đó, Tống Nguyệt Quyên ở lại nhà, chờ một chút nữa có người nhà họ Dương đến đây, bà ta còn phải tiếp đãi. Không lâu sau, người nhà họ Dương cũng đã tới, chồng tương lai của Chu Hiểu Phượng, Dương Trường Quế cũng đến. Dương Trường Quế là thật lòng thích cho, hiện giờ đang vui tươi hớn hở mà chờ làm chú rể, rước vợ mình về nhà, cái gì? Cắt hỏng miếng vải kia rồi. Nghe được tin, Dương Trường Quế cũng ngốc luôn rồi, con cũng đừng trách con bé, đứa nhỏ hiểu phượng này cũng đang rất tự trách đấy, khóc hơn nửa ngày rồi, hiện giờ đang nghĩ cách giải quyết, sửa một chút vẫn có thể, không được. Hỏng rồi thì hỏng rồi đi, nhưng lúc bây giờ vẫn còn sớm, con chạy nhanh đi mua miếng vải mới chuyện kết hôn này, cả đời chỉ có một lần, Dương Trường Quế muốn cho đối phương làm cô dâu xinh đẹp nhất, không muốn cô chịu bất kỳ tuổi thân nào, vốn dĩ trong nhà Chu Hiểu Phượng cũng có một cái máy may cũ, mua cách đây nhiều năm, bây giờ toàn là theo, gần một năm rồi không dùng. Mấy ngày trước lôi ra để dùng, mới biết hỏng rồi, yêu cầu tìm người sửa lại. Chu Hiểu Phượng cảm thấy làm vậy thật phiền phức, còn phải tích cóp phiếu, quyết định đợi một thời gian nữa sẽ mua cái máy may mới, vì thế cũng không định sửa cái máy cũ này thời đại này việc mua một cái máy may mới cũng không phải dễ muốn mua máy khâu mới có tiền có phiếu cũng chưa chắc đã mua được còn cần đúng thời cơ nếu bị người mua hết thì phải đợi lô hàng tiếp theo đúng lúc này chu hiểu phượng muốn kết hôn cần dùng máy may may áo cưới thời gian quá gấp không kịp mua chị dâu của cô ấy chủ động nói nhà mình có máy may mới có thể cho cô ấy mượn để may áo cưới người nhà họ chu cũng quyết định sau khi nữ nhi kết hôn xong sẽ mua cho cô ấy một cái máy may mới cô hiểu mạng cùng chu hiểu phượng đi theo chị dâu cô ấy hứa cần đến nhà bên cạnh chị dâu cô ấy cũng là mới kết hôn được một hai năm trước đây điều kiện không tốt lắm gần đây tốt hơn rồi mới mua cái máy may mới chị dâu cô ấy vô cùng vui vẻ mỗi ngày đều nghĩ khoe với mọi người cái này là máy may mới được sản xuất tại thượng hải năm nay là loại mới hai đứa nhìn nhãn hiệu này nó vẫn mới tin đấy cái máy may trước mặt này được hứa cần bảo quản rất kỹ mới mua được mấy tháng ngày nào cũng được lau chùi máy vẫn đẹp như mới mua hứa cần nhìn tô hiểu mạng trên mặt cô ấy có chút do dự lúc trước cô ấy đồng ý cho chu hiểu phượng mượn nhưng cũng không có nghĩa là bây giờ cô cũng đồng ý cho tô hiểu mạng mượn cô ấy còn không biết tô hiểu mạng là người ra như thế nào có hay không làm hỏng bảo bối của cô cô dùng cẩn thận một chút từ sau khi xuyên thành tô hiểu mạng cô cũng chưa sử dụng máy may lần nào nữa bây giờ ngồi trước máy may tô hiểu mạng cảm giác như đã trôi qua mấy đời cảm giác vừa khẩn trương vừa mong đợi đang lan tràn toàn bộ cơ thể cô mặc dù ở thời đại này mà nói chiếc máy may trước mặt là máy may vận hành bằng chân kiểu mới nhất nhưng đối với tô tiểu mạng nó đã là loại máy may lỗi thời rồi mặc dù cô chưa từng dùng loại máy may dậm chân này nhưng cũng biết cách sử dụng của nó ngồi vào máy dùng một miếng vải cũ thử máy vài đường lập tức khôi phục cảm giác quen thuộc ngày xưa sau khi chị dâu hứa cần thấy cách dùng máy quen thuộc của cô liền xua tan nỗi nghi ngờ trong lòng cô ấy đứng một bên cười trêu chu hiểu phượng động tác của tiểu tô linh hoạt hơn so với em nhiều chu hiểu phượng mím chặt môi ánh mắt vẫn cứ dính chặt trên những mảnh vải đỏ bị cắt hỏng những lo lắng trong lòng cô ấy không hề có dấu hiệu giảm bớt cô ấy quay sang nhìn tô hiểu mạng tràn đầy hy vọng nói chị hiểu mạng khéo tay sau khi thử chạy máy may cô ấy đứng dậy cầm một chiếc kéo sắt trăng rắc cắt đống vải đỏ trước mặt khiến lòng của hứa cần và chu hiểu phượng ở bên cạnh nhìn mà vô cùng lo sợ nhất là chu hiểu phượng trước đó cô ấy đã cắt hỏng vải rồi mà hiện tại chị hiểu mạng chị ấy trái tim chu hiểu phượng chợt trầm xuống lòng của cô ấy giống như con kiến trong chảo nóng chỉ có thể đứng nhìn hành động của người đứng đối diện cô ấy đã chuẩn bị tâm lý đón nhận kết quả xấu nhất rồi khuôn mặt hứa cần lộ vẻ nghi ngờ cái cô gái họ tô xinh đẹp trước mặt lúc cô ấy cắt vải cũng không thấy cô ấy lấy thước đo gì trực tiếp cầm kéo răng rắc cắt vải nhìn giống như đang cắt lung tung vậy sao em lại cắt thế này chị dâu hứa cần không khỏi nói đừng vội tô hiểu mạn cầm tấm vải ngồi vào máy may nhìn hai mảnh vải đỏ giao điệp trong tay giống như cô đã làm động tác này rất nhiều lần rồi vậy trong lòng cũng tập luyện không biết bao nhiêu lần trong phòng bắt đầu vang lên tiếng lộc cộc và máy may chẳng mấy chốc một chiếc áo cưới kiểu trung quốc đã được làm ra dưới bàn tay khéo léo của tô hiểu mạn đường may của chiếc váy vô cùng chỉnh tề và đẹp đẽ đầu sợi chỉ gần như không nhìn thấy mặc dù được làm từ vài mảnh vải đỏ nhưng lại tạo thành một đường vân mềm mịn đến bất ngờ các đường vân kéo từ trước ngực đến eo hình thành một tuyến đường cong đối xứng với hai đường ở trước ngực đây là hai mắt chu hiểu phượng léo sáng lên chân váy bên dưới là một loại váy dài xếp ly đôi tay của tô hiểu mạng vô cùng khéo léo từng chút từng chút một mây xong cái váy xếp ly này một lúc sau hình thức ban đầu của váy đã làm xong mặc dù vẫn phải may cả cổ áo tay áo làng váy và các bộ phận khác cũng cần gia công thêm lần nữa, nhưng mà có thể mặc thử trước. Tô Hiểu Mạng bảo Chu Hiểu Phượng mặc thử áo trước để giảm bớt lo lắng của cô gái nhỏ này. Chu Hiểu Phượng nhìn bộ váy áo trước mặt mình, trong lòng vô cùng kích động, vội chạy vào phòng bên cạnh để thay quần áo. Cho dù là bộ đồ vẫn chưa may xong nhưng Chu Hiểu Phượng mặc ở trên người lại cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí còn đẹp hơn bộ quần áo mà mẹ cô may cho cô. Đây là lần đầu tiên Chu Hiểu Phượng mặc được bộ quần áo vừa vặn như vậy trong đời cô mặc chiếc váy đỏ trên người ngượng ngùng bước ra phần trên của váy được thiết kế vô cùng độc đáo có thể tôn lên đường cong tinh tế của trên người cô vòng một nở nang eo nhỏ thon gọn phần dưới là một chiếc váy dài xếp ly vừa lúc có thể che được đôi giày vải của cô lại không chạm đất chu hiểu phượng chưa bao giờ mặc chiếc váy dài như vậy vốn cho rằng mặt trên người sẽ không thoải mái khó đi lại nhưng lúc cô thử đi một bước đến trước gương lại cảm thấy theo mỗi bước đi của mình làng váy lay động giống như một con công xinh đẹp đang xòe đuôi vậy, lại giống những đóa hoa hồng đang nở rộ dưới ánh mặt trời sáng lạng, vô cùng xinh đẹp, rõ ràng chỉ là một thiết kế vô cùng đơn giản, nhưng mà làng váy bay bổng lại mang một cảm giác khí thế hào hùng, chân váy có màu đỏ tươi bắt mắt, khiến nước da của cô trở nên hồng hào là thường. Đây là lần đầu tiên Chu Hiểu Phượng nhìn thấy bản thân xinh đẹp quyến rũ như vậy, cô ấy sững sờ ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Hiểu Phượng Hiểu Phượng chị dâu hứa cần đứng bên ngoài gõ cửa chu hiểu phượng đi thay quần áo được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy người đi ra hứa cần thắc mắc hay là đã xảy ra chuyện gì hiểu phượng sao em vẫn chưa ra vậy là quần áo có vấn đề gì sao có phải mặc không nghe thấy giọng nói của chị dâu ngoài cửa chu hiểu phượng ở trong phòng xấu hổ đỏ bừng mặt vô ý thức vén làng váy đi tới mở cửa phòng hiểu phượng hứa cần giật mình mở to mắt khó có thể tin người trước mặt mình là cô em họ chu hiểu phượng cảm thấy bản thân giống như lần đầu tiên quen biết em họ vậy. Trong mắt không ngừng lóe lên sự kinh ngạc, ánh mắt hứa cần chấp cũng không chấp nhìn chiếc váy đỏ trên người của chu Hiểu Phượng, cô ấy không đành lòng quay mặt đi chỗ khác. Sau mấy giây, hứa cần mới giật mình tìm về giọng nói của mình, Hiểu Phượng, đến, em đi thử vài bước cho chị xem. Tô Hiểu Mạng đứng dựa vào tường. Vô cùng hài lòng nhìn bộ đồ trên người Chu Hiểu Phượng một cái, Chu Hiểu Phượng cúi đầu xuống ngượng ngùng cười, nghe tiếng thúc giục của Hứa Cần, mới buông làng váy xuống đi mấy bước về phía trước áo mới mặc ba năm áo cũng mặc ba năm khâu khâu vá vá cũng là ba năm người của thời đại này đều ăn mặc giản dị kiểu cách quần áo cũng chỉ mấy loại đơn giản như vậy càng có rất nhiều người ăn mặc quần áo rách nát đầy mụn vá quần áo mới đã hiếm có quần áo đẹp lại càng ít đây là lần đầu tiên chu hiểu phượng được mặc quần áo đẹp như vậy trong lòng cô ấy vui mừng không xiết đi lên đi xuống mấy bước không nhịn được lại vào phòng soi gương hiểu phượng bộ quần áo này của em đẹp quá, em mặc trên người chiếc váy đỏ đẹp như vậy, chính là cô gái xinh đẹp nhất thôn chúng ta, là cô dâu đẹp nhất mà chị từng thấy. Tô Hiểu Mạng đứng bên cạnh cười nói, không vội, còn chưa may xong đâu, theo thêm mấy đóa hoa trên váy nhìn sẽ càng đẹp hơn, Hiểu Phượng, đến, ngồi xuống đây, chị làm tóc cho em, để chu Hiểu Phượng ngồi trên băng ghế, Tô Hiểu Mạng xõa tóc của cô ấy ra, chia làm hai phần rồi cuốn chúng lên. Phía sau giữ lại hai lọn tóc dài rủ xuống trước ngực, vừa rồi tranh thủ lúc cô ấy đi thay đồ, tô tiểu mãn đã dùng những miếng vải thừa màu đỏ làm mấy bông hoa hồng tinh xảo, ghép năm sáu đóa thành một chùm, giúp tô điểm cho mái tóc của chu hiểu phượng. chu hiểu phượng cầm gương soi đi soi lại, vui vẻ sờ chùm hoa trên đầu, giống như là hôm nay cô ấy phải làm cô dâu vậy. chị hiểu mạn, thật xinh đẹp. lúc em kết hôn, chị hiểu mạn, chị làm tóc giúp em nhé. chị còn muốn ở thôn em thêm mười mấy ngày nữa, nếu được. Chị ở nhà em thêm một hai tháng nữa đi chu hiểu phượng lo lắng nắm lấy tay tô hiểu mạng sợ tô hiểu mạng rời đi trước khi mình kết hôn chị sẽ ở đây thêm một khoảng thời gian nữa nhất định phải uống rượu mừng của em xong mới đi đến lúc đó phải phát cho chị một bao lì xì lớn đấy tô hiểu mạng cười đồng ý tay nghề của chị cũng tạm được nếu em thích chị nhất định sẽ giúp em giúp em trang điểm xinh đẹp đợi đến ngày cưới anh dương của em nhìn thấy em chắc chắn sẽ bị vẻ đẹp của em mê đến choáng váng hứa cần đứng bên cạnh tươi cười có chút miễn cưỡng cô cũng là người phụ nữ yêu cái đẹp, nhìn thấy váy áo em họ mặc trên người thì vô cùng ghen tị. Trước đây cô còn cho rằng chiếc váy hoa đỏ hôm mình kết hôn đã quá đẹp rồi, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy nó xấu muốn chết, cho rằng chiếc váy chu Hiểu Phượng đang mặc bây giờ mới là bộ đồ đẹp nhất, nghe ý của em gái tô là còn muốn giúp em họ theo hoa ở trên váy nữa. Trong lòng hứa cần chua lầm, bộ quần áo đẹp như vậy, vì sao không phải để cho cô mặc chứ? Hiểu Phượng này, dáng người của hai chị em mình giống nhau, nếu không em để chị dâu mặc thử một chút nhé trong lòng hứa cần nghĩ bản thân mình tốt bụng cho chu hiểu phượng mượn máy may bộ quần áo này lại dùng máy may của cô để may ra để cho cô mặc thử thì cũng không có gì là không được chu hiểu phượng nắm chặt ống tay áo trên mặt lộ vẻ khó xử chiếc váy trên người là váy cưới của cô dùng để mặc lúc kết hôn sao có thể để cho người khác mặc được chị dâu đây là áo cưới của em áo cưới thì làm sao chứ chị không phải chị dâu của em à chu hiểu phượng em không được chị dâu quần áo của em chưa chắc chị đã mặc vừa dáng người hai chị em mình giống nhau tại sao lại mặc không vừa được chứ để chị thử xem nhất định có thể mặc vừa hiểu phượng trước đây chị dâu đã tốt bụng cho em mượn máy may đấy tô hiểu mạng đứng bên cạnh thấy hai người sắp sửa cãi nhau vội lên tiếng nói nếu chị dâu thích trong nhà cũng có vải em sẽ may giúp chị một bộ giống như vậy không bắt buộc phải là màu đỏ màu khác cũng được hứa cần nghe cô nói vậy thì vô cùng vui vẻ mặc quần áo của mình vẫn thích hơn so với mặc quần áo của người khác nhiều, cô liền không đòi mặc quần áo của chu Hiểu Phượng nữa. Được vậy thì tốt quá, chị sẽ đi mua vải, em gái tô, em nhất định phải may giúp chị một bộ thật đẹp nhé. Hiện tại em cứ đo kích cỡ giúp chị trước đi. Mặc chiếc váy đỏ kia vào người thì chu Hiểu Phượng liền không nở cởi ra nữa, sau khi đi qua đi lại mấy vòng liền thì mới miễn cưỡng thay nó ra, đưa cho tô hiểu mạng xử lý chi tiết của bộ quần áo. Hiểu Phượng, em về trước nói cho thím biết là chuyện này đã được giải quyết để thím yên tâm chu hiểu phượng gật đầu chị hiểu mạng hôm nay chậm trễ công việc của chị vốn dĩ em muốn đưa chị đến nhà chị thuận của em chị thuận trong miệng của chu hiểu phượng là chuyên gia nuôi tầm giỏi nhất trong thôn họ tầm mà chị ấy nuôi trắng trẻo mập mạp tơ nhã ra cũng có chất lượng tốt nhất hôm qua chu hiểu phượng đã hứa sẽ đưa tô hiểu mạng đến nhà chị thuận học tập nhưng bây giờ bởi vì việc áo cưới của cô mà làm trễ nải công việc của chị hiểu mạng không sao đâu để lần sau đi cũng được. Tô hiểu mạng biết người dân ở đây đa phần đều họ Chu, lẫn nhau đều có chút quan hệ họ hàng, địa vị của nhà Chu Hiểu Phượng ở trong thôn cũng không tầm thường, nếu nhận được sự yêu thích của cả nhà họ thì việc học tập làm việc sau này nhất định sẽ thuận lợi hơn. Chu Hiểu Phượng vui vẻ chạy về nhà, đúng lúc gặp được Dương Trường Quế đang đi đến nhà mình. Dương Trường Quế vừa bị mẹ vợ tương lai khuyên quay trở về làm việc, nhưng trong lòng vẫn lo lắng khó chịu, đang định tìm người mua phiếu vải ngày mai ngồi xe của chú anh vào huyện mua chút vải đỏ mang về sau khi tan làm dương trương quế nhớ nhung chu hiểu phượng mẹ vợ tương lai nói hôm nay cô cắt hỏng vải đỏ nên khóc rất nhiều dù như thế nào cũng muốn tự mình đến an ủi cô ai biết mới đi đến cổng nhà họ chu thì đã nhìn thấy chu hiểu phượng tươi cười rạng rỡ chạy về lập tức bị nụ cười của cô làm cho sững sờ tại chỗ hiểu phượng à chu hiểu phượng nhìn thấy dương trường quế trong lòng cũng rất vui vẻ còn có chút ngượng ngùng sao anh lại đến đây hiểu phượng anh đến nói cho em em không cần lo lắng ngày mai anh sẽ xin nghỉ để vào trong thành mua vải mua vải mua vải làm gì đang trong trạng thái vô cùng vui vẻ nên chu hiểu phượng còn không ý thức được rằng anh đã biết chuyện buổi sáng không phải nói vải bị cắt hỏng rồi sao em đừng lo lắng ngày chúng ta kết hôn anh nhất định sẽ để em mặc thật xinh đẹp lúc này chu hiểu phượng mới hiểu ra nhanh chóng khuyên ngăn anh đừng mua quần áo cưới của em đang được may rồi anh đừng lãng phí tiền làm gì chỉ cần đợi đến ngày kết hôn là được vừa nhớ tới chiếc váy mình mặc lúc nãy đấy lòng chu hiểu phượng liền cảm thấy vô cùng vui sướng tưởng tượng lúc người mình thích nhìn thấy cô mặc chiếc váy đỏ đó trong lòng càng thấy vui hơn anh về đi chuyện này anh không cần lo lắng anh cứ chờ đi chu hiểu phượng khuyên can mãi thì dương trường quế mới quay về dặn đi dặn lại anh đừng lãng phí tiền nữa nếu anh dám đi mua vải thì em sẽ không gả cho anh nữa em đã nói là làm đó anh đừng lo, em nhất định sẽ không để bản thân mình chịu thiệt đâu. Tay nghề may vá của chị hiểu mạng vô cùng tốt, anh cứ chờ đến ngày đó là được, bây giờ chưa thể cho anh xem. Lúc Chu Tiên Hùng về đến nhà, thì thấy vợ mình hứa cần vừa soi gương vừa ngâm nga hát, nhìn bộ dáng này của cô rõ ràng là đang vô cùng vui vẻ. Hôm nay nhà mình có ai đến chơi à? Hiểu Phượng đến mượn dùng máy may may áo cưới, sao? Chu Tiên Hùng nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô thì nhìn không được trêu ghẹo, là em họ anh kết hôn may áo cưới sao người chị dâu như em cũng vui vẻ như sắp được làm cô dâu vậy hứa cần trừng mắt nhìn anh một cái ngày mai em muốn vào trong thành một chuyến em vào trong thành làm gì em muốn đi mua ít vải về may quần áo may quần áo làm gì hứa cần nhún vai vui vẻ nói việc này anh không cần biết đợi nhìn thấy quần áo mới của em đi em đã tiết kiệm phiếu vải rất lâu rồi tiết kiệm lâu như vậy mà sao không làm cho anh một bộ anh tránh sang một bên đi ban ngày tạ minh đồ cũng mấy người đàn ông khác đi theo chu hạ cường học lái máy kéo ở làng một đám người thử lái xe trong số đó có tạ minh đồ và khương yến đường học nhanh nhất chu hạ cường thấy vậy thì cho hai người họ thử lái xe lên núi giúp người trong thôn chuyển đồ vật trong làng của chúng ta lại có thêm mấy tài xế mới ông cụ ngồi uống nước bên cạnh mở miệng trêu đùa tôi cũng muốn lái máy kéo trong suy nghĩ của những người trẻ tuổi trong thôn biết lái máy kéo chính là công việc nhẹ nhàng lại có thể diện rất nhiều người muốn lái máy kéo còn không có cơ hội đâu bây giờ thấy những người từ bên ngoài đến này đều được lái máy kéo khiến cho những thanh niên trẻ trong thôn vô cùng ghen ghét nếu anh muốn thì anh đi lên thử đi chỉ sợ anh không biết lái thôi hà lượng không biết lái máy kéo như thế nào anh ta còn chê bai cái máy kéo mình được chia kia quá cũ ngày hôm qua anh ta lái vào vũng buồn bây giờ trên xe đều dính đầy buồn bẩn vô cùng người trẻ tuổi học cái gì cũng nhanh cùng tôi lái xe lên núi nào, bây giờ là vụ nuôi tầm mùa thu. Triệu Thanh Thanh và Trương Lị Lị đi theo mấy người phụ nữ trong thôn lên núi hái lá dâu, những ngọn núi ở đây đều trồng rất nhiều cây dâu, lớn bé đầy đủ cả. Những người phụ nữ cùng mấy đứa bé lớn tuổi trong làng đều lên núi hái lá dâu, những ruộng dâu xanh màu ngọc bích nối tiếp nhau, người dân nơi đây sử dụng một loại túi chuyên dụng để đựng lá dâu, một túi có thể đựng được 50 cân lá dâu. Một túi lại một túi được xếp gọn ở ven đường, để cho những tài xế trong làng chợ xuống núi. Đây là lá dâu, nhìn xem, đều là những chiếc lá có chất lượng tốt, cách tính điểm làm việc như này, cứ hái được hai ba túi lá thì tính một điểm làm việc. Mấy đứa trẻ con cũng có thể kiếm được mấy công điểm, bọn chúng đều biết cách ngắt lá dâu. Triệu Thanh Thanh và Trương Lị Lị đội mũ vào đi cùng những người phụ nữ trong thôn đi ngắt lá dâu. Người phụ nữ hướng dẫn các cô thì vừa ngắt lá dâu vừa nói cho họ những việc chú ý khi nuôi tầm. Nhìn cái này, đây là lá non, loại lá này thích hợp cho tầm con ăn. Đối với tầm con, chúng ta phải cắt lá dâu thành mảnh nhỏ, có chút phiền phức. Trương Lị Lị giơ tay lau mồ hôi trên trán, công việc ở ruộng dâu tầm này so với một số công việc khác ở nông thôn thì đúng là sạch sẽ hơn thật, nhưng vẫn rất mệt mỏi. Ruộng dâu tầm xanh mát tươi tốt, mỗi khi lao động mệt mỏi thì đứng cạnh nghỉ ngơi, nhìn thấy gió thổi tới lay động từng mảng lá xanh cũng khiến tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Tại sao Tô Hiểu Mạng vẫn chưa đến thế? Trương Lị Lị cau mày sao cô ấy không đi làm chung với mọi người luôn vậy không rõ lắm nói là có chút việc bận nên đến muộn không sao đâu tí nữa đại nương sẽ đưa chúng ta đi tới nhà nuôi tầm chúng ta học thật tốt là được trong lòng trương lì lì cười nhạo một tiếng đúng là tô hiểu mạng vẫn chứng nào tật đấy biết phải đến ruộng dâu tầm này làm việc là cô ta liền không muốn đến đây lúc mới tới thì luôn miệng nói phải học tập thật tốt giờ không phải vẫn hiện nguyên hình rồi sao sau khi hẹn với chu hiểu phượng ngày mai đi nhà chị thuận buổi tối tô hiểu mạng về nhà thắp đèn để đẩy nhanh tốc độ hoàn thành bộ quần áo cưới cho cô ấy tô hiểu mạng không quá thích cách gọi áo cưới đỏ hai chữ áo cưới đỏ này thế nào cũng khiến cô nhớ đến một vài việc khiến người lạnh gáy hỏi rõ thời gian chu hiểu phượng mở tiệc rượu làm lễ cưới và phong tục cụ thể trong lễ cưới của bọn họ tô hiểu mạng bắt đầu lên kế hoạch cụ thể dù sao cũng không thể may áo cưới cho người ta xong trước ngày cưới có một ngày được mà phải làm xong càng sớm càng tốt hơn nữa còn phải cần sửa chữa một vài chỗ nữa, nên phải làm xong trước vài ngày, ban ngày cô vẫn còn có chuyện khác phải làm. Nên phải tranh thủ hết thời gian rảnh rỗi mà giúp cô ấy làm xong quần áo. Bởi vậy Tô Hiểu Mạng cũng không chọn hoa văn theo trên áo quá mức phức tạp, dùng nút bọc, bên cạnh theo một đóa hoa mẫu đơn nở to, cổ tay áo cũng có hoa văn, phía chân váy thêu bướm vần hoa. Cô thành thạo việc theo thùa nên cũng không cảm giác được mệt mỏi, cũng do thời đại này không có hoạt động giải trí nào khác, Đối với người thích theo thù như tô hiểu mạng mà nói, theo thù cũng giống như một trò chơi dùng để giải trí lúc buồn chán vậy. Tô hiểu mạng rất trân quý hai mắt của mình, sau một lúc chơi, trò chơi liền đứng dậy thả lỏng thân thể và để cho mắt nghỉ ngơi một chút. Bản thân cô cảm thấy là mình chỉ đang giải trí thôi, nhưng người bên cạnh lại không tránh khỏi đau lòng cho cô. Tạ Minh Đồ ngồi ở trên ghế, đôi mắt sáng như sao dựng ở áo cưới đỏ rực trong lòng tô hiểu mạng, cũng không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Tô hiểu mạng quay đầu nhìn anh cho rằng đối phương đang tò mò về đồ vật trên tay mình vì vậy bỏ quần áo xuống thuận miệng nói anh nhìn thấy chất liệu này đẹp không đó là loại vải tốt nhất ở trong thành hiện nay đó hai người dương trường quế và chu hiểu phượng là tâm đầu ý hợp người có tình cuối cùng cũng về một nhà người làm quần áo cưới cho hai người bọn họ cũng cảm thấy vui thay hiểu phượng mà mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp nhất định sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất kim khâu trên tay tô hiểu mạng không dừng lại nói mạng mạng cũng như vậy Tạ Minh Đồ nghiêm túc nhìn cô, tô hiểu mạng, như vậy cái gì? Cô ngẩn ra một chút, không hiểu ý của tạ Minh Đồ muốn nói đến cái gì. Mạng mạng mặc lên cũng sẽ rất xinh đẹp, tô hiểu mạng cười lắc đầu, cảm thấy bản thân có lẽ sẽ không có cơ hội được mặc áo cưới, đừng nói đến chuyện bây giờ cô đã kết hôn. Về sau nếu ly hôn thì tô hiểu mạng chưa chắc sẽ tái giá, về sau mở một cửa hàng hoặc một xưởng sản xuất quần áo, khâu xong một mũi, dư quan tô hiểu mạng đảo qua thân hình tạ Minh Đồ, nghĩ thầm. Về sau cô mà thành công trong sự nghiệp, nếu Tạ Cẩu tử này mà tái hôn thì cô cũng không ngại thiết kế riêng cho anh một bộ quần áo cưới, chẳng qua vì tránh người khác dị nghị nên chắc vợ người ta cũng không muốn cô làm quần áo cho đâu. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Hiểu mạng tự nhiên sinh ra một loại cảm xúc kỳ quái không tên, cô áp xuống cảm giác bực bội trong lòng này xuống, nửa thật nửa đùa mà hỏi Tạ Minh Đồ, "Sau này anh có muốn em giúp vợ anh làm áo cưới đỏ giống như này không?" Tạ Cẩu tử quyết đoán gật gật đầu, "Đương nhiên muốn." anh cảm thấy nếu mạng mạng mà mặc thì nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp. Tô hiểu mạng cúi đầu chăm chú nhìn kim chỉ trong tay, âm thanh cũng nhỏ hơn lúc trước, vậy sau này anh cầm vải đến tìm em, chắc chắn em sẽ đồng ý làm cho anh. Lúc đó còn phải xem vợ anh có đồng ý hay không thôi. Ngày hôm sau, tô hiểu mạng dậy sớm hơn một chút, đương nhiên tạ minh độ cũng vẫn dậy sớm hơn cô. Đi chung với chu Hạ Cường ra ngoài, muốn đi tới đại đội bên cạnh, hình như có người đến mời chu Hạ Cường đi sửa máy kéo, chu hạ cường liền kéo tạ minh đồ đi cùng qua bên đó anh ta cảm thấy tạ minh đồ rất có thiên phú về máy kéo trên đường đi tạ minh đồ gặp được dương trường quế lặng lẽ tìm anh ta hỏi thăm một chuyện dương trường quế không suy nghĩ gì mà nói cho anh biết dương trường quế biết vợ của người trước mắt giúp vợ sắp cưới của mình làm quần áo cưới nhất thời hảo cảm đối với tạ minh đồ liền tăng lên gấp bội chủ động nói anh tạ hay là anh đi cùng em lên huyện một chuyến luôn bên kia cần vài người lái xe em cảm thấy anh rất có thiên phú hay là anh đi thử xem sao không phải lái máy kéo mà là loại xe chở hàng có bốn bánh ấy chu gia nói anh học hỏi về đồ máy móc rất nhanh dương trường quế nghe chu hạ cường nói người thanh niên tạ minh đồ này là một người cực kỳ thông minh học tập rất nhanh chóng đối với những đồ máy móc bánh răng càng giống như sinh ra đã biết vậy thính lực và thị lực cũng rất tốt lái xe lại càng thành thạo hơn bọn họ có không ít nhà xưởng trong huyện có đôi khi nhà máy vận chuyển hóa chất thiếu tài xế thì những người có phương pháp lại có kỹ thuật giống như dương trường quế sẽ nhận làm công việc thời vụ có thể kiếm thêm một chút tiền tiêu vặt tô hiểu mạng cũng không rõ ràng lắm tạ minh đồ đi làm gì ăn xong bữa sáng cô cùng với chu hiểu phượng mang theo đôi mắt thăm quần đi đến nhà nuôi tầm của chị thuận đêm hôm qua em không nghỉ ngơi tốt hả đâu có ngủ ngon giấc lắm đó chu hiểu phượng lộ ra gương mặt tươi cười sáng lạng ngày hôm qua sau khi thử quần áo Chu Hiểu Phượng kích động đến hơn nửa đêm vẫn còn chưa ngủ được, trong đầu làm sao cũng không nhìn được mà ảo tưởng khoảnh khắc mình được mặc bộ đồ cưới này trong lễ cưới, quá mức hưng phấn, đến sau nửa đêm mới chập mắt được một chút, ngủ được một hai tiếng, vẫn còn mơ được một giấc mộng đẹp, cho dù xuất hiện quần thăm mắt thì cô cũng cảm thấy đêm qua mình ngủ rất ngon. Chu Hiểu Phượng chỉ về phía trước, nhà chị Thuận của em ở bên kia chị ấy quản lý ba cái nhà nuôi tầm chu hiểu phượng giới thiệu cho tôi hiểu mạng những quy tắc chăm sóc tầm ở đội sản xuất của cô ấy trong đội sản xuất lại chia ra từng tổ nhỏ hơn một mình chị thuận quản lý các tổ đội nhỏ hơn đó tổ đội nhỏ của cô ấy đã liên tục ba năm đều đạt được thành tích tốt nhất sản lượng và chất lượng đều cao nhất trong một năm có thể chăm sóc được mười ba mười bốn phê tầm mọi người trong tổ của các cô cũng đạt hiệu quả và lương cao nhất cuối năm vừa rồi khi chia hoa hồng mỗi người phụ nữ chăn nuôi tầm cũng được chia rất nhiều. Rất nhiều người trong thôn chúng ta đều muốn xin vào làm việc ở tổ của chị Thuận, một thời gian trước chị dâu cố có chút vấn đề, nên phải tìm người đến. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước, không bao lâu sau đã đi đến một phòng chăn nuôi tầm, là hai dãy nhà cấp 4 ở sát nhau, một dãy lớn và một dãy nhỏ. Dãy lớn kia nhìn từ bên ngoài vào cũng khoảng hơn 30 cái nhà cấp 4 nhỏ, dãy bên cạnh là khoảng mười mấy cái phòng ở nhỏ, bên trên đều được lập mái ngói màu đen cái này thôn chúng ta xây lên từ ba năm trước rồi, sau đó lại xây thêm vài cái nữa. Dãy lớn hơn kia là phòng nuôi tầm, cho lá dâu vào phải thật cẩn thận, không thể thả quá nhiều, nếu không sẽ bị nóng lên rồi bị chết. Chu Hiểu Phượng vừa nói dứt câu, nhìn thấy có một người phụ nữ cầm theo một cái khay đang đi từ nhà nuôi tầm ra, Chu Hiểu Phượng vừa nhìn thấy chị ta, ngay lập tức kinh ngạc vui mừng mở miệng gọi, chị Thuận ơi, chị Thuận là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, tóc tai được búi lên gọn gàng, lúc này chị ta đang cau mày, sắc mặt rất kém, phía dưới đôi mắt là một vòng thâm quần, khi nhìn thấy Chu Hiểu Phượng cũng không lộ ra vẻ vui mừng mà ngược lại sắc mặt càng đen hơn, lại là người nhà họ Chu. Chị Thuận thấp giọng mắng một câu, "Chị Thuận, xảy ra chuyện gì vậy, chị làm sao thế?" Chu Hiểu Phượng ngạc nhiên, thường ngày quan hệ giữa cô ta và chị Thuận cũng không đến nỗi nào, chưa bao giờ chị ấy lại lạnh lùng với cô ta như hôm nay. Còn không phải cái người Chu Hiểu Hồng nhà họ Chu các cô sao, một đám tầm trưởng thành đang yên đang lành lại bị cô ta nuôi kiểu gì hỏng hết rồi, cô ta đúng là biết cách lười biến đó, rửa qua loa cứt tầm, còn những cái lá dâu đó, tầm đã lớn như vậy rồi còn bị nhiễm virus đã có mũ luôn rồi, bao nhiêu ngày mất công chăm sóc, bây giờ lại thành phí công. Nói xong, đôi mắt chị Thuận cũng hồng hồng, hiện giờ đa số thời gian chị ta đều phải rất khổ cực mà chăm sóc tầm con, những phê tầm kia đều do chị ta chăm sóc tỉ mỉ nuôi lớn. Giờ lớn lên sắp nhã kén được rồi mà lại nhiễm bệnh, chữa cũng không khỏi, bao nhiêu tâm huyết từ trước đến giờ đổ sông đổ bể hết, làm sao mà chị Thuận lại không bực mình, oán hận được chứ? Cái người Chu Hiểu Hồng này, trước mặt chị ta giả vờ ngoan ngoãn tỉ mẩn, ai biết được trước mặt một kiểu sau lưng lại một kiểu khác. Lúc chị Thuận chỉ dạy cho cô ta cách nuôi tầm, Chu Hiểu Hồng cũng đảm bảo với chị ta sẽ làm thật trốt cũng rất nghe lời, nhưng thực tế lại làm việc qua loa có lệ, lười biếng không quét dọn khi bắt đầu nhiễm bệnh thì tầm sẽ lây lan nhau rất nhanh chờ đến khi chị thuận đến kiểm tra thì số lượng tầm nhiễm bệnh cũng đã rất lớn rồi chị thuận nuốt nước mắt nhặt những con tầm đã nhiễm bệnh ra ngoài chị ta còn chưa kịp đi trách móc chu hiểu hồng thì chu hiểu hồng đã đến trước mặt chị ta khóc sức mướt nói rất xin lỗi rất hối hận về sau sẽ sửa cái cô chu hiểu hồng này nhận sai rất nhanh nhưng trước giờ chưa bao giờ sửa lỗi cả làm chị thuận tức đến mức muốn học máu chị thuận là người bên ngoài gã đến trong thôn tuy rằng đã nghe nói đến danh tiếng của chu hiểu hồng nhưng vẫn còn chưa biết sự lợi hại của danh tiếng ấy lúc trước nhà chị dâu chu có việc nên trống ra một chỗ người nhà họ chu đi đến khen hết lời thì chị thuận mới đồng ý nhận chu hiểu hồng vào làm hiện giờ lại có kết quả như thế này chị thuận chỉ muốn quay trở lại nửa tháng trước đá mình một cái cho tỉnh ra bây giờ lại nhìn thấy người nhà họ chu cũng không tránh được mà giận chó đánh mèo đều tại người nhà cô giới thiệu chu hiểu hồng đến đây nói để cho cô ta học tập cô xem những con tầm đang khỏe mạnh như thế nghe thấy tên chu hiểu hồng trên mặt chu hiểu phượng cũng xuất hiện biểu cảm khó nói lên lời cái người chị họ cùng thôn này không biết họ hàng thân thuộc bao nhiêu với nhà cô ta là một người con gái có danh tiếng cực phẩm giống y hệt cha mẹ chị ta ham ăn lười làm luôn biết cách gian dối lúc nào trên mặt cũng mang theo vẻ đơn thuần vô hại mà hại người khác đến mức tận cùng bạn mà mắng chị ta hay dạy bảo chị ta thì đôi mắt chị ta lúc nào cũng hồng hồng nhận lỗi rất nhanh nói lần sau bản thân sẽ rút kinh nghiệm khiến cho người ta không dám trách móc cô ta quá mức nặng nề nhưng mà đâu vẫn vào đấy chị ta vẫn lại mắc sai lầm như cũ bảo chị ta làm việc gì chị ta đều đồng ý ngay lập tức nhưng khi bạn quay lưng đi rồi thì nhất định chị ta sẽ không làm theo ngay cả trưởng thôn cũng hết cách với chị ta đây là thói quen hình thành từ nhỏ của chị ta tính cách cha mẹ của chị ta cũng là gian dối thủ đoạn khiến cho nhà chị ta lúc nào cũng nghèo rất mồng tơi theo thời gian chu hiểu hồng cũng mang theo tính cách như vậy mà lớn lên khi còn nhỏ khi đi qua ruộng nhà người khác luôn luôn chớp lấy thời cơ mà ăn trộm một chút cho dù bị người khác phát hiện chu hiểu hồng lúc nào cũng khóc lóc nhận lỗi nói lần sau mình không dám như vậy nữa hơn nữa từ nhỏ đến lớn lúc nào chu hiểu hồng cũng rất xinh đẹp chị ta vừa khóc lóc nhận lỗi thì người trong thôn cũng không muốn làm khó chị ta nữa thế nên chu hiểu hồng lúc nào cũng sử dụng cách đó để trốn tránh trách nhiệm tập mãi cũng thành thói quen cho dù lớn lên xinh đẹp thì đàn ông trong thôn cũng không ai dám cưới chị ta cả, đương nhiên cũng có một vài người nhìn chị ta thèm nhỏ dãi, nhưng một khi có thanh niên mới lớn nảy sinh loại tâm tư này, cũng đều bị mẹ của bọn họ cầm chổi đuổi đánh đến tận cửa thôn. Nếu con mà dám cưới Chu Hiểu Hồng thì con không phải con của mẹ nữa, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Vậy nên lúc Chu Hiểu Hồng 22 tuổi vẫn chưa lấy được chồng, vất vả lắm mới gặp gỡ những thanh niên trí thức được quốc gia phân công tới thôn cô ta chu hiểu hồng cảm thấy đây chính là một cơ hội tốt để tiếp cận các thanh niên trí thức có người còn không biết chuyện trước kia của cô ta mà suýt chút nữa đã kết hôn với cô ta rồi đáng tiếc chu hiểu hồng không có thành công sau khi nam thanh niên trí thức kia biết quá khứ của cô thì bắt đầu như phát điên tòng quân đến biên cương chu hiểu hồng vẫn chưa thể lấy chồng ở lại trong thôn trưởng thôn cân nhắc suy nghĩ vì cô ta rất nhiều thời gian trước chu hiểu hồng còn khóc sức mướt nói rằng mình muốn thay đổi muốn tham gia làm việc trưởng thôn mới sắp xếp cho cô ta tới đây nuôi tầm ai mà ngờ được lại chính nào tật nấy chị thuận xin lỗi chu hiểu phượng nói lời xin lỗi với chị thuận nhưng sắc mặt chị thuận vẫn không tốt lên chút nào giờ này cô dẫn người tới đây làm gì ánh mắt của chị thuận dừng lại trên người tô hiểu mạng khi nhìn đến khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả chu hiểu hồng trong lòng bắt đầu ngập tràn chán ghét hiện tại chị ta vô cùng bài xích những người phụ nữ xinh đẹp lại nhu nhược như thế này chị hiểu mạng muốn tới học hỏi về nuôi dưỡng tầm chị thuận chị dẫn chị ấy đi đi chị thuận hừ lạnh cô mang cô ta đi đi hiện tại tôi làm gì có thời gian rảnh rỗi đi hướng dẫn người khác công việc bên này đang nập đầu đây hai người các người đi hết đi đừng tới quấy rầy tôi chu hiểu phượng bị chị ta từ chối tới mức không biết phải làm sao tôi hiểu mạng nói chị thuận để hai đứa chúng tôi hỗ trợ chị hỗ trợ cô không phải cô tới học cách nuôi tầm như thế nào ư cô thì biết hỗ trợ cái gì tôi hiểu mạng chị thuận hiện tại có loại bệnh của tầm khi làm việc lại càng cần phải sạch sẽ thông gió tiêu độc kịp thời trước khi tôi tới cũng đọc vài loại sách về cách nuôi tầm không phải không biết cái gì cả chu hiểu phượng vội vàng nói đúng vậy chị thuận bọn em ở lại đây giúp chị dọn dẹp sạch sẽ phòng nuôi tầm chị thuận nhấp môi hiện tại xác thực bên phòng nuôi tầm đang thiếu người tuy rằng chị không thích chu hiểu hồng nhưng có thể tin tưởng được chu hiểu phượng trước mắt nhưng mà người bên cạnh cô ta thì ánh mắt của chị thuận vẫn đặt trên người tô hiểu mạng tô hiểu mạng bình tĩnh mặc kệ chị ta đánh giá mình hiểu phượng cô đi sang phòng chứa lá dâu cô tới dọn sạch phân tầm với tôi chu hiểu phượng gật gật đầu đi làm việc tô hiểu mạng đi theo chị thuận tới phòng nuôi tầm trong phòng để một đống chậu số lượng tầm không thể đếm được đang gặm cắn lá dâu xanh biếc sau khi tầm ăn lá dâu sẽ bài tiết ra phân tầm màu đen cũng chính là phân tầm cũng giống như phân người nếu không kịp thời dọn sạch phân tầm môi trường sinh sống của tầm sẽ bị ô nhiễm, dễ mắc bệnh rồi chết. Tầm non rất yếu ớt, cần phải chăm sóc che chở thật kỹ, không thể để chúng nó chịu tác động xấu. Lúc dọn dẹp phân tầm sẽ dùng một loại võng bằng vải mỏng hình vuông, rải lá dâu tầm mới hái lên trên, đặt võng bên trên chậu nuôi tầm. Tầm bên trong chậu sẽ tự bò từ khung võng lên mặt võng rồi đánh chén thỏa thích món lá dâu mới hái, như thế là có thể dọn dẹp được phân tầm ở phía dưới. Sau 10 phút chị Thuận dẫn Tô Hiểu Mạng tới làm việc cùng nhau, nhìn động tác của đối phương, cảm thấy cô gái này cũng là người tay chân nhanh nhẹn, cũng thoáng yên lòng. Chị ta rất sợ lại có một người như Chu Hiểu Hồng xinh đẹp tới nữa. Tô Hiểu Mạng cũng nuôi tầm nhỏ giống như chị ta, sắc mặt chị thuần tốt hơn một chút, thậm chí còn bắt đầu nói chuyện với Tô Hiểu Mạng, dạy cô cách nuôi tầm như thế nào, còn cho cô biết một số kinh nghiệm nuôi tầm của đội sản xuất. Nuôi tầm trong gia đình mới là biện pháp tốt nhất, nhà nào nuôi của nhà nấy, nhà nào mà xảy ra vấn đề thì nhà ấy tự giải quyết. Nếu không nuôi tốt được thì đó cũng là chuyện của nhà họ, giống như khi tôi còn nhỏ, các hộ gia đình đều tự nuôi tầm riêng, bên chỗ thôn tôi cũng nuôi riêng từng nhà hết, chỉ thuần thở dài một hơi, hiện giờ cả đại đội nuôi tầm cùng nhau thì cũng có chỗ tốt, người nào phụ trách tốt vị trí của người ấy là được, tỉnh phân công nhân viên, người thì đi hái lá dâu tầm, cũng bớt được nhiều việc, nhưng lại cũng dễ xảy ra vấn đề, đặc biệt là vấn đề ở người, vậy nên tôi phải tuyển được người nuôi tầm tốt, nhất định phải có trách nhiệm mới được chu hiểu hồng như vậy nếu cô ta khóc sức mướt nói vài câu thì cũng chẳng có biện pháp nào khác cả bản thân cô ta mệt còn chưa tính mà tâm huyết của người khác cũng chịu tai hòa theo tôi hiểu mạng gật gật đâu một mình tôi nuôi tầm tuy rằng hơi lao tâm lao lực một tí nhưng mà tự tay mình làm thì ít xảy ra sai lầm làm được nhiều hay ít thì cũng tự mình gánh vác cùng nhau nuôi tầm có một người đức xích là rất dễ xảy ra sai lầm chị thuận gật gật đầu tôi cũng nuôi riêng một ít ở nhà không có vấn đề gì quá lớn nhưng mà mọi người hợp tác với nhau để nuôi tầm nếu mà không xảy ra vấn đề gì lớn thì sản lượng sẽ cao hơn nuôi riêng mấy năm nay sản lượng tốt cuối năm mọi nhà được chia không ít tiền hoa hồng nên thật ra tốt hơn nhiều so với nuôi theo quy mô hộ gia đình như trước kia tổ hợp tác này của tôi năm nào cũng chia hoa hồng cao nhất tôi hiểu mạng bảo là do chị thuận quản lý được mọi người chị thuận cười một cái chỉ cần trong đội không có mấy người như chu hiểu hồng thì mới không lãng phí tâm huyết của những người khác Chị Thuận nhắc nhở cô, công xã của các cô muốn nuôi tầm nhất định phải tuyển những người tốt về làm việc, chắc chắn chịu khó làm việc, bằng không chưa kịp nuôi tốt tầm đã bị làm chết hết, lấy đâu ra sản lượng nữa, luôn có những người thích kéo dài công việc, tai họa tự nhiên thì thôi chứ đừng đi kiếm những người thích gây tai họa về. Muốn để Chu Hiểu Hồng tới chỗ tôi làm việc không công, xem tôi có mắng chết cô ta hay không. Tôi hiểu mạng và Chu Hiểu Phượng theo chị Thuận làm việc cả ngày, nuôi rất nhiều tầm con còn dựng một gian tiêu độc trước khi vào phòng nuôi tầm. Những dụng cụ nuôi tầm được rửa sạch sẽ rồi phơi dưới nắng gắt hẳn một buổi trưa. Chị Thuận có cái nhìn thay đổi rất lớn đối với tô hiểu mạng, gần đây còn phải làm các ô vuông cho tầm cuốn kén, bởi vì bắt đầu có dịch bệnh, số tầm còn sống sót có trạng thái không tốt lắm. Chị Thuận thở dài liên tục, cho rằng dù có thuận lợi nhã tơ cuốn kén thì chất lượng của đám tơ tầm này cũng không được tốt lắm. Vì thế chị Thuận giao số tầm này cho chú Hiểu Phượng và Tô Hiểu Mạng quản lý chăm sóc nuôi nấng để tô hiểu mạng tự mày mò rồi tích lũy kinh nghiệm. Hai cô nuôi chúng, sau làm ô để tầm kết kén như thế nào, các cô cũng phải học, đương nhiên là tô hiểu mạng rất cảm tạ rồi, cảm ơn chị Thuận. Sau khi rời khỏi phòng nuôi tầm, cũng đã tới thời điểm mặt trời lặn mất rồi, tô hiểu mạng và chu hiểu phượng đi trên con đường lớn ở trong thôn, đường trong thôn trải sỏi đá, tốt hơn nhiều so với đường đất lầy lội nhưng cũng không dễ đi. Có đoạn đường trong thôn tôi đang đổ thành đường xi măng, Chu Hiểu Phượng nói, cha tôi nói có đường xi si măng đi sẽ tốt hơn hẳn. Tô Hiểu Mạng gật đầu, nghĩ thầm, nếu muốn giàu có thì phải sửa đường trước, mà sửa đường là điều rất cần thiết. Hai người sống vai nhau đi trên đường, nghe thấy phía sau có tiếng xe đang tới gần, bóp hai tiếng còi, ban đầu vốn Tô Hiểu Mạng cũng không quan tâm lắm, lôi kéo Chu Hiểu Phượng tránh sang bên cạnh, ai biết được ngay sau đó lại nghe tiếng kêu mạng mạng quen thuộc, hình như là tiếng của tạ Minh Đồ. Tô Hiểu Mạng quay đầu nhìn lại, thì thấy một chiếc xe vận tải nhỏ màu xanh lam, là loại xe vận tải bốn bánh, phía sau có mang theo cần cẩu, cũng coi như là loại hiếm thấy ở trong thôn, cô đưa mắt nhìn về phía ghế điều khiển, người ngồi trên ghế điều khiển hơi quen mắt, người nắm tay lái kia trông rất giống người đàn ông họ tạ nào đó. Mạn mạn, tô hiểu mạn khiếp sợ, hôm qua tạ Minh Độ mới đi học lái máy kéo như thế nào, hôm nay mới là ngày hôm sau thôi đã được thăng cấp đổi loại xe thành xe vận chuyển. Tạ cẩu tử, anh chưa có bằng lái mà đã lái đúng không? Xe vận chuyển dừng ở bên cạnh hai người, tài xế trên xe mời hai cô lên xe, lúc này tâm tình tô hiểu mạng vô cùng phức tạp, không muốn lên chiếc xe mà người lái xe chưa có bằng lái lắm. Tô hiểu mạng, cũng không biết cái niên đại này có cần phải đi học bằng lái hay không nữa, mạng mãn. Anh lái xe đưa hai người về nhé, tô hiểu mạng cảm thấy tạ cậu tử có hơi quá mức tự tin, mang chút hoài nghi lo lắng không tên, vẫn cùng chu hiểu phượng lên xe. Sau khi lên xe còn phát hiện ở trên xe còn có người khác, chính là vị hôn phu của Chu Hiểu Phượng dương trường quế mới vừa rồi dương trường quế tránh trên xe không muốn để bọn họ thấy mãi cho tới khi chu hiểu phượng lên xe mới cố tình lên tiếng dọa chu hiểu phượng sợ hãi chu hiểu phượng sao anh lại ở chỗ này về cùng với anh tạ thật tốt quá hiểu phượng chúng ta lại gặp nhau rồi đây là chị hiểu mạng đúng không nhỉ chị thật là xinh đẹp đương nhiên ở trong mắt anh thì hiểu phượng mới là người xinh đẹp nhất đôi vợ chồng chưa cưới này ngọt ngào tới ngáy người đôi vợ chồng thật bên cạnh lại không có động tĩnh gì cả tạ cẩu tử thành thật lái xe dương trường quế đứng đắn ngồi ở ghế phụ quay đầu lại không ngừng để nói chuyện với chu hiểu phượng tô hiểu mạng thấy trên xe còn có cả dương trường quế thì hơi an tâm một chút ít nhất thì không phải một người không có bằng lái như tạ cẩu tử tự do lái xe một mình mà bên cạnh còn có một người biết lái xe trên xe của bọn dương trường quế đang chở một đống xi măng và cát vừa khéo chu hiểu phượng và tô hiểu mạng cũng không vội về nhà hai người dứt khoát cùng họ đi đưa hàng hóa trên thực tế thì tô hiểu mạng rất muốn tránh xa khỏi chiếc xe có tài xế không có bằng lo xi này nhưng đôi tình nhân nhỏ chưa cưới nhau này không muốn tách ra cho nên cô xả thân vì người khác để đôi tình nhân nhỏ này tâm sự với nhau tuy rằng tạ minh đồ đang ngồi trên ghế điều khiển kia vẫn chưa có bằng lái nhưng mà lái xe vẫn rất ổn định không có vấn đề gì lớn cả sau khi dương trường quế nói vài câu thân mật với cô gái mình thích bắt đầu thấy hơi xấu hổ dù sao thì trên xe cũng chẳng phải chỉ có mỗi hai người bọn họ thôi, mà còn có một cặp vợ chồng khác, có những lời nói thân mật giữa tình nhân không thể công khai ra được, vì thế đôi vợ chồng chưa cưới này đặt ánh mắt tò mò lên đôi vợ chồng khác. Dương Trường Quế nghiêng đầu dán mắt nhìn sườn mặt tạ minh độ, đặc biệt chú ý tới bộ râu thể hiện sự thành thục tan thương của đối phương, lại xoay người liếc dung màu xinh đẹp của tô hiểu mạng. Dương Trường Quế đôi tình nhân như bọn họ rất tò mò hai vợ chồng bọn họ lúc ở chung trong sẽ như thế nào tạ minh đồ và tô hiểu mạng trước mắt thoạt nhìn cũng không được thân mật cho lắm đồng thời dương trường quế cũng vô cùng tò mò với cái dáng vẻ này thì tạ minh đồ làm sao có thể cưới được người vợ vừa khéo tay vừa hiền huệ lại xinh đẹp như tô hiểu mạng đương nhiên sau một thời gian ở chung dương trường quế bội phục năng lực của tạ minh đồ anh học tập quá nhanh lại còn biết chữ biết tính toán năng lực tính nhẩm nhanh cực kỳ là một người đàn ông vô cùng tài hoa xưởng trưởng của nhà xưởng thấy anh tính toán nhanh như vậy muốn giữ anh lại làm kế toán hôm nay tạ minh đồ còn hỗ trợ làm tài xế lái xe vận chuyển vật liệu còn kiêm chức ghi sổ tính sổ hàng hóa một người làm việc hai người vì thế người trong xưởng còn trả cho thêm một số tiền nữa xưởng trưởng cảm thấy anh chính là một nhân tài định để anh làm việc thích hợp hơn nhưng mà tạ minh đồ lại chẳng phải người ở đây khiến cho xưởng trưởng bó tay thở dài mãi không thôi cảm thấy nhân tài như vậy khiến người ta dương mắt trong mong muốn rất cả trồng ra, chị hiểu mạng chắc là coi trọng tài hoa của anh tạ. Anh tạ, anh và chị dâu đã kết hôn bao lâu rồi, Dương Trường Quế như đang nói việc nhà mà tùy ý hỏi. Tạ Minh Đồ, nói thật là cuộc hôn nhân này của bọn họ có hơi hoang đường, giống việc hiện tại anh không bằng mà lái xe, hai người bọn họ cũng kết hôn mà không đăng ký. Nghĩ tới đây tạ Minh Đồ không tự chủ được mà nắm chặt tay lái, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác khẩn trương mãnh liệt. Còn chưa được ba tháng, Tô Hiểu Mạng thuận miệng trả lời, đối với đôi vợ chồng sắp cưới trước mặt này, cô không tự giác chút nào cả. Đôi khi đàn ông còn thích hóng hớt hơn cả phụ nữ, cô ở chung với Chu Hiểu Phượng hai ngày, cũng không thấy cô ấy dò hỏi gì về chuyện của cô và Tạ Minh Đồ. Mà Dương Trường Quế mới ở cùng Tạ Minh Đồ có một ngày thôi mà giờ đã tò mò hỏi chuyện hai vợ chồng anh như vậy rồi, vậy mới cách tân hôn không lâu nhỉ, Dương Trường Quế cười ngây ngô vài tiếng, hiện tại hắn sắp được làm chú rể, mắt thấy cái gì cũng thấy vui vẻ, nhìn thấy hai con chim sẻ ven đường cũng cảm thấy đó là một đôi. Hắn muốn nói chuyện về vấn đề này cực kỳ, đặc biệt là chuyện ghép đôi giữa nam và nữ. Dưới con mắt của hắn, anh tạ mới quen này là người đàn ông rất tài hoa, sinh ra và lớn lên cùng một thôn với chị Hiểu Mạng, là một cặp thanh mai trúc mã, chàng có tình thiếp có ý, hắn và chu Hiểu Phượng cũng là như thế. Tuổi của chị Hiểu Mạng cũng không khác biệt mấy so với Hiểu Phượng nhà bọn họ, nhìn qua cũng chỉ 18-19 tuổi, vừa đến tuổi con gái có thể đăng ký kết hôn hợp pháp thực ra trong thôn bọn họ cũng không để ý chuyện này lắm có những cô gái lấy chồng từ rất sớm chu hiểu phượng là đứa con gái rất được yêu thương trong nhà mới được ở nhà mình làm con gái lâu thêm mấy năm vậy nên tới hiện tại hai người bọn họ mới nói tới chuyện kết hôn mà hai vợ chồng nhà họ tạ trước mặt dương trường quế vẫn đặt sự chú ý tập trung lên mặt tạ minh đồ đầu tóc người đàn ông trước mặt được xử lý sạch sẽ ngăn nắp kiểu tóc rất đẹp rất hấp dẫn ánh nhìn của người trẻ tuổi, hôm nay lúc hai người đi chạy xe vận chuyển, có mấy anh trai trẻ tuổi trọng chạy tới hỏi Dương Trường Quế, bạn đi cùng anh cắt tóc ở chỗ nào, bọn họ cũng muốn đi cắt một cái đầu như vậy. Dương Trường Quế hỏi tạ Minh Đồ, tạ Minh Đồ không chút để ý nào mà trả lời, nói là một ông thầy già ở cửa thôn cắt tùy tiện, nghe nói tóc người ta được ông thầy già ở quê nhà cắt cho. Mấy anh trai lái xe vận chuyển này cho dù muốn đi cắt tóc cũng không thể tìm được người cắt cho cũng chỉ có thể bó tay thở dài giống như xưởng trưởng của nhà xưởng. Bên thôn của anh tạ đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, vứt đi kiểu tóc rất hấp dẫn người trẻ tuổi này của tạ Minh Đồ, dưới con mắt của Dương Trường Quế, lông mày, đôi mắt, sống mũi cũng vô cùng đúng tiêu chí, nhìn vô cùng đoan chính lại xinh đẹp, ở điểm này, hai vợ chồng bọn họ vô cùng xứng đôi, nhưng mà đám râu trên cầm làm đối phương trong tan thương như đã trải qua rất nhiều chuyện, dung mạo của nửa dưới gương mặt mơ hồ, khuôn hình môi cũng bị che mất có hơi giống chú năm chu ở thôn bọn họ. Dương Trường Quế suy đoán tuổi tác của tạ Minh Đồ hẳn phải là 2627, có lẽ do bị gia đình trì hoãn, cũng có lẽ là chờ chị hiểu mạng trưởng thành. Mới chờ tới tận tuổi này, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì nguyên nhân khác mà hiện tại anh mới kết hôn. So sánh với hắn và Chu Hiểu Phượng, hai người này cách biệt tuổi tác có hơi lớn. Năm nay Dương Trường Quế vừa mới tròn 20, Chu Hiểu Phượng 18 tuổi, người lớn đều nói rằng, tuổi của bọn họ là duyên trời tác hợp. Hơn kém 2 tuổi là tốt nhất, bằng không vì sao nhà nước lại phải để nam thì 20 mà nữ thì 18 tuổi mới được đăng ký kết hôn chứ, Dương Trường Quế rất đắc ý về chuyện này, vì thế hắn hỏi ngược lại, anh tạ, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi, thật ra hắn muốn hỏi rằng vì sao tới tuổi này rồi đối phương mới kết hôn, tạ Minh Đồ nắm tay lái đã không muốn ở chung một chỗ với người tên Dương Trường Quế này nữa rồi, anh trả lời, sắp 20, anh tăng thêm một chút tuổi cho mình, chờ thêm năm rưỡi nữa là tròn 20 rồi nếu mà tô hiểu mạng không ngồi ở phía sau anh còn muốn tăng thêm cho mình nhiều hơn chút nữa khụ 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 dương trường quế bị nước bọt của chính mình làm cho sặc kinh ngạc không thể tin nổi trừng mắt nhìn tạ minh đồ dương trường quế hắn đã hai mươi mà anh tạ trong miệng hắn thế mà nói anh sắp hai mươi tuổi đại ý chính là chưa đến hai mươi anh tạ anh sinh năm bao nhiêu vậy tạ minh đồ đen mặt bản thân tạ cẩu tử hoàn toàn không muốn trả lời vấn đề này chút nào anh ấy sinh năm dê sắp được 19 tuổi rồi, tô hiểu mạng ngồi phía sau trả lời giúp anh. Tô hiểu mạng cảm thấy mình bao nhiêu tuổi không phải là một bí mật không thể để người ngoài biết được. Húng chi nhóm người này của bọn họ đều đã 18-19, đang là tuổi tác phong nhã hào hoa, càng không phải chuyện gì khó nói. Vậy là tôi còn lớn hơn một tuổi, rốt cuộc dương trường quế cũng sửa đúng lại, hóa ra là em trai và em dâu của tôi. Hôm nay hắn gọi anh cả một ngày trời, dương trường quế cũng không để ý chuyện gọi anh này lắm, hắn duỗi tay vỗ vỗ bả vai tạ minh đồ lại nhìn mặt đối phương tiếng em trai kia không thể nào nói ra được gương mặt đầy rây này của đối phương nhìn quá trưởng thành lão tạ sao cậu không cạo sạch sẽ đám râu này đi trong quá trưởng thành dương trường quế sờ sờ cái cầm trụi lũi của mình tô hiểu mạng ngồi ở phía sau cảm thấy người tên dương trường quế này hỏi đúng lắm cô cũng không nghĩ ra lý do vì sao tạ minh đồ không cạo râu đi tạ minh đồ lắc lắc đầu mở miệng từ chối không cạo vì sao vậy Dương Trường Quế tăng âm lượng của mình lên, để râu hắn cảm thấy không thoải mái chút nào cả, tới năm 60 tuổi để chút tri mép cũng được rồi. Bởi vì mạng mạng thích, Dương Trường Quế sửng sốt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ mà nói, hóa ra là như thế à, Chu Hiểu Phượng hơi dại ra mà nhìn về phía Tô Hiểu Mạng, nghĩ thầm hóa ra chị Hiểu Mạng thích loại hình như vậy. Tô Hiểu Mạng, bởi vì mạng mạng thích, sợi gân kia trong đầu Tô Hiểu Mạng bị đóng băng mất rồi, đặc biệt là lúc mà tà cẩu tử nói ra những lời này, trong giọng nói còn mang theo chút đắc ý và sung sướng khó có thể che giấu nổi. Anh đang đắc ý cái gì vậy? Tên này có phải đã hiểu lầm chỗ nào rồi hay không? Dưới ánh mắt kinh nghi bất định của Dương Trường Quế và Chu Hiểu Phượng, khóe miệng Tô Hiểu Mạng vừa nhếch, cô bám vào vòng bảo hộ, vương một cánh tay, sau kín kéo áo ở chỗ bả vai Tạ Minh Đồ, anh nói lại cẩn thận xem nào, ai thích, Tạ Minh Đồ chỉ cảm thấy sau lưng bỗng dưng dâng dân lên một luồng hơi lạnh. Tạ cẩu tử vốn luôn mẫn cảm với mọi sự vật xung quanh vô tình kẹp chặt cái đuôi chó vốn không tồn tại của mình. Như thể có một chuyện vô cùng nguy hiểm sắp xảy ra. Mạng mạng, không thích sao, tạ minh đồ nghi hoặc, anh cảm thấy mình nói không hề sai chỗ nào, đúng thật là mạng mạng thích. Trước kia lúc anh hỏi mạng mạng rằng có cạo râu hay không, mạng mạng nói không cạo, tô hiểu mạng, mạng mạng nói là không cạo, tô hiểu mạng. Nói không cạo có nghĩa là em thích ư, mạng mạng không thích đợi lát nữa xuống xe anh đi tìm cho em con dao sau khi vận chuyển hàng hóa đi xong về tới nhà họ chu vừa mới xuống xe tô hiểu mạng nhận con dao cạo râu mà chu hiểu phượng hữu nghị tặng nghe nói là anh trai cô ấy đã dùng qua rồi có hơi rỉ sau khi tô hiểu mạng nấu qua nước sôi một lần đè tạ cẩu tử xuống bắt anh thành thật cho cô cạo hết râu trên mặt râu rơi xuống rào rào giống như một cái bản đen bị học sinh nghịch ngợm vẽ bùa quỷ được dùng vẽ lau lau sạch sẽ lộ ra bộ dáng vốn có so sánh với bộ dáng lúc tô hiểu mạng vừa mới xuyên qua, tạ minh đồ béo lên một chút, không còn như bộ xương di động nữa, sau khi cạo sạch sẽ tất cả đám râu, tô hiểu mạng phát hiện đường công cầm tên nhóc cẩu tử này rất đẹp, đúng là người đàn ông tuấn Mỹ. Từ sớm tô hiểu mạng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biết diện mạo của tạ minh đồ rất xuất sắc, nhưng cô không ngờ ngũ quan, khung xương mặt của đối phương lại ưu việt tới như vậy. Bộ dạng trước kia của đối phương theo hơi hướng hào sản, hơn nữa thân hình gầy gò quá mức, tổng thể làm anh có dáng vẻ tang thương lại trưởng thành. Hiện tại trên cầm không còn râu nữa, trong nháy mắt người như trẻ lại 10 tuổi. Rốt cuộc cũng làm người ta thấy rõ được tuổi tác chân thực của anh, cũng cùng lắm chỉ là thanh niên mới 18 tuổi, gương mặt còn mang theo sự non nớt, trong cái tuấn Mỹ lộ ra cảm giác thiếu niên ngập tràn, làm trong đầu tô hiểu mạng không tự giác nảy ra một câu thơ, cưỡi ngựa lên, đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng nghiêng. Đầy lầu những tay áo hồng vẫy gọi, khiến người nhìn một lần khó quên sau khi hết kinh diễm tâm tình tô hiểu mạng có chút phức tạp cô bỗng dưng nhớ tới thân thế của tạ minh đồ anh vốn nên sinh ra ở một gia đình cán bộ làm một đứa con trai nhỏ được sủng ái từ nhỏ vô tư vô lự lớn lên xưng vương xưng bá trong đại viện sau khi trưởng thành thì thi vào trường quân đội nhập ngũ tổng quân hiện tại đang mặc quân trang học tập trong trường học nam chính khương yến đường chính là vì không muốn nghe theo gia đình vào trong trường quân đội nên mới xuống nông thôn làm thanh niên trí thức tạ minh độ anh có năng lực nhìn qua một lần là không thể quên năng lực ưu việt tố chất thân thể tốt bộ dáng xuất sắc tôi hiểu mạn nghĩ nếu như đối phương được lớn lên ở nhà họ khương phỏng chừng sẽ trở thành một thiếu niên xấu tính kiệt ngạo khó thuần vậy sẽ là một người cao ngạo tự mãn là một con báo nhỏ khi nói chuyện có thể khiến người ta tức chết chứ không phải là con cúng to xác ngoan ngoãn nghe lời như bây giờ rõ ràng là thương mại biết tạ minh đồ không phải con trai ruột của bà ta mới ngần ấy năm dùng sự nhục mà chèn ép anh, làm anh dưỡng thành cái thói quen cúi đầu giấu mình, cả người nhếch nhác không sửa soạn, là chú chó lớn lưu lạc chịu đánh chịu mắng. Tôi hiểu mạn miếng môi, đau lòng vì chuyện anh gặp phải. Trước kia tôi hiểu mạn cảm thấy ông trời đối xử với cô không tốt, nhưng mà so sánh với Tạ Minh Đồ, ông trời cũng đủ ưu ái cô rồi, hiện tại cũng đang đền bù cho cô, cho cô một cặp cha mẹ yêu thương mình, đó là thứ mà trước kia tới nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới. Mạn mạn làm sao vậy? Tạ Minh Đồ nhíu mày, bởi vì tay nghề tô hiểu mạng không tốt, có chút trâu rơi vướng ở cổ, vừa ngứa vừa đau làm Tạ Minh Đồ cảm thấy khó chịu. Má phải anh bị cạo ra chút máu, hiện tại bỏng rác còn hơi đau, khó coi như vậy sao, so với những thứ khác thì Tạ Minh Đồ càng để ý chuyện này hơn. Trong lòng anh vô cùng khẩn trương, sợ hãi sau khi cạo râu đi thì mạng mạng sẽ không thích nữa. Dù sao thì như vậy cũng không có tư vị đàn ông, tô hiểu mạng lấy gương cho anh xem, anh xem đi tạ minh đồ nhìn chính bản thân mình trong gương cũng không nhìn ra được cái gì cả tôi hiểu mạng tò mò hỏi anh anh không cảm thấy ngạc nhiên sao cậu tử xấu xí biến thành cậu tử đẹp trai giá trị nhan sắc biến hóa nghiêng trời lệch đất trong tiểu thuyết miêu tả thì đó là từ một người phụ nữ bị hủy dung xấu xí lập tức biến thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đương nhiên trên thực tế cũng không khoa trương như vậy tạ minh đồ nghiêng đầu lông mi vừa dài vừa đen như lông quả phẩy phẩy để lộ ra thần sắc mê man ngạc nhiên Tạ Minh Đồ không bỏ được sự lo lắng trong nội tâm, mạn mạn, em không thích anh như vậy. Tô Hiểu Mạn nuốt nước bọt, Tạ Minh Đồ, anh cảm thấy anh trở nên đẹp hơn hay xấu đi? Tạ Minh Đồ, anh trở lên đẹp hơn à? Tô Hiểu Mạn, đúng vậy, tên cậu tử ngốc nghếch này. Mạn mạn, em thích anh như thế này sao? Đây mới là chuyện mà Tạ Minh Đồ quan tâm nhất, hai mắt anh nhìn Tô Hiểu Mạn đầy trong mong, chỉ muốn biết được đáp án từ trong miệng cô. Thích. Tô Hiểu Mạn ho khan vài tiếng, mà tạ minh đồ nghe được câu trả lời của cô thì gặt đầu cười ngây ngô thật sự khờ quá đi tô hiểu mạng xoa nhẹ gương mặt anh diện mạo của tạ minh đồ không phải là loại ôn nhuận nhu hòa giữa mày tinh xảo sắc bén vậy nên tô hiểu mạng mới cho rằng nếu anh xuôi gió xuôi nước lớn lên như đã định nhất định sẽ là một thiếu niên anh đỉnh kiệt ngạo vô lễ nhưng hiện tại lại hướng sang hướng khác rồi ngờ nghệch ngốc nghếch vui vẻ cũng không biết anh đang vui vẻ vì chuyện gì Tô Hiểu Mạng không cầm lòng được mà nở nụ cười, chắc là do cười ngây ngô sẽ lây bệnh cho nhau, thấy anh cười cô cũng cười theo. Cô còn rất thích tạ minh độ như vậy, trước kia Tô Hiểu Mạng cũng gặp được không ít đàn ông đẹp trai, nhưng những người này khó tránh khỏi mang theo chút cảm giác giàu mở tự cho mình là đẹp, khiến cô cảm thấy chán ngán. Mà tạ cậu tử trước mắt hoàn toàn không có tự giác bản thân mình lớn lên đẹp, cũng không có chú ý hình tượng thần tượng, chỉ có một con chó lớn đang mê man, lúc ở chung rất là vui vẻ cảm ơn cảm ơn, anh là... Tạ lão ngủ, tạ minh đồ, sau khi đường kiến cường nhìn thấy tạ minh đồ, không thể tin được vào hai mắt của mình, người đàn ông này thật sự là tạ cẩu tử, ánh mắt hát ta không ngừng liếc đầu tóc của tạ minh đồ, tạ minh đồ cau mày, anh không quá thích cái cảm giác được mọi người chú ý này, hôm nay đi ra từ nhà họ chu, người trong thôn trang đều không nhìn được mà đặt ánh mắt lên người anh, cứ như thể là nhìn thấy con hổ từ trong núi đi ra vậy, chỉ chỉ trỏ trỏ vào anh chẳng qua anh mới cạo râu mà thôi ngày hôm qua tới lúc ăn cơm người nhà họ chu thấy anh lúc ngồi trên bàn cơm người nào người nấy đều vô cùng kinh ngạc đặc biệt là chu hạ cường ông dụi mắt liên tục đầu ngón tay run rẩy chỉ vào anh cậu tiểu tử này ai ôi tên tiểu tử này không nghĩ tới cậu đẹp trai tuấn tú tới như vậy mẹ tôi ơi cậu và vợ cậu đúng là trời sinh một đôi hiện tại đường kiến cường đang quan minh chính đại chỉ trỏ vào anh tạ minh đồ tôi không nhận ra anh nổi luôn rồi Ôi trời ạ, à, mẹ ruột của anh ở chỗ này, cũng chưa chắc đã nhận ra anh được. Đường kiến cường cảm thán liên tục, ánh mắt lại vẫn cứ không nhìn được mà dừng lại trên mái tóc của tạ Minh Đồ. Hắn cho rằng dung mạo tạ Minh Đồ rực rỡ hẳn lên tuy rằng có một phần do anh cạo bỏ râu đi nhưng phần lớn hơn là ở kiểu tóc của tạ Minh Đồ. Đầu tóc của tạ Minh Đồ làm anh trở nên đẹp nhiều hơn, hiện tại cạo bỏ râu đi thì như thể dệt hoa trên gấm. Những cô gái đi qua đều nhìn anh chăm chú, em trai tạ, cậu, cậu thật đúng là làm người khác phải kinh ngạc cảm thán. Dương Trường Quế thấy tạ Minh Đồ, choán ván mất vài giây, quả thực không thể tin tưởng nổi người cao gầy, diện mạo tuấn Mỹ, có vẻ hơi non nớt, trẻ tuổi chính là người ngày hôm qua đi chạy xe vận chuyển với hắn ta với cái vẻ trưởng thành tan thương, anh tạ. Nếu ngày hôm qua hắn nhìn thấy một tạ Minh Đồ như vậy thì như thế nào cũng không thể mở miệng gọi được một tiếng anh. Đây là một đứa em trai, đường kiến cường cùng với Dương Trường Quế đột nhiên xuất hiện ăn nhịp với nhau, ai người kề vai sát cánh mà chỉ chỉ trỏ trỏ tạ minh đồ khi tô hiểu mạng và chu hiểu phượng đi ra ngoài nhìn thấy bộ dáng dặn co của ba người này mặt tạ minh đồ khó coi gần chết đường kiến cường và dương trường quế như thể anh em tốt mà kề vai sát cánh nghị luận sôi nổi về tạ minh đồ chu hiểu phượng cười em không kinh ngạc chút nào người mà chị hiểu mạng của em xinh đẹp như thế lựa chọn anh tạ làm sao có thể xấu xí được trên thực tế đêm hôm qua khi chu hiểu phượng nhìn thấy tạ minh đồ cầm cô ấy cũng sắp rớt luôn trên mặt đất. Đối với người nhà họ Chu mà nói, đôi vợ chồng Tô Hiểu Mạn và Tạ Minh Đồ này có thể nói là đôi thần tiên mà bọn họ từng gặp qua, hoàn toàn không giống một cặp vợ chồng nông thôn bình thường. Dương Trường Quế và Đường Kiến Cường đều thèm nhỏ nhãi mái tóc của Tạ Minh Đồ như nhau, hắn ông bả vai Đường Kiến Cường cảm khái nói, đúng là tay nghề của thầy già trong thôn các người tốt, nếu có cơ hội đi tới thôn mấy người, tôi cũng sẽ tìm ông thầy đó cắt cái đầu, Tạ Minh Đồ tạ minh đồ đột nhiên cảm thấy không ổn cho lắm anh nghiêng đầu nhìn về phía tô hiểu mạng chủ động nói mạng mạng hình như anh để quên thứ gì đó ở trong phòng em có thể đi lên lấy cùng với anh hay không tô hiểu mạng không thể hiểu được cái gì thế em đi lên trên cùng anh ở trong lúc mà tô hiểu mạng không hiểu ra sao đường kiến cường bên cạnh còn càng không hiểu ra sao hơn ông thầy ở cửa thôn chúng tôi dương trường quế thổn thức chính là người cắt tóc cho tạ lão đệ tô hiểu mạng hửng ông thầy già cắt tóc ở cửa thôn, tạ minh đồ hoảng hốt, ưm ưm ưm, mạng mạng, đi lên không, tô hiểu mạng nghiến răng, đẩy khủy tay tạ minh đồ, hai người cùng nhau đi về phía hiên nhà, tới chỗ rẽ, hai người dừng lại, tạ minh đồ thành thật mà dựa vào tường, tô hiểu mạng nhìn anh, ngữ khí bắt đầu nguy hiểm lên, có phải anh vẫn muốn đi tìm ông thầy già ở cửa thôn cắt tóc cho anh không, tạ minh đồ? Mạng mạng, anh sai rồi. Cũng không có ông thầy già ở cửa thôn nào cả chỉ có mạng mạng ở trong nhà. Tô Hiểu Mạng rất muốn đánh cái đầu chó của anh, mỗi lần sau khi cô cho rằng tạ Minh Đồ rất thành thật và nghe lời thì anh luôn có thể làm ra chuyện xấu. Tô Hiểu Mạng, tên này khẳng định không hề đơn giản như bề ngoài, ở bên ngoài tới tột cùng anh nói em thành cái gì? Tạ Cẩu Tử, tạ Minh Đồ cục mắt xuống, im lặng không trả lời, anh, Tô Hiểu Mạng kiển chân lên, lại phát hiện bản thân vẫn không chạm tới đầu của tạ Minh Đồ thì tức giận nói, anh cúi xuống một chút tạ à, minh đồ nghe lời cuối người xuống cô nói thế nào thì làm thế đó bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời bây giờ tô hiểu mạng mới cảm thấy tên đàn ông này có tính cách của chó lúc nghe lời thì ngoan ngoãn ngồi xổm bảo đứng thì đứng giơ tay thì giơ tay nhưng đợi lúc chủ của nó vắng nhà nên phá chỗ nào thì phá chỗ đó sau khi phá hoại xong lại bày ra vẻ mặt trung thực với chủ của nó sau khi anh ấy không lưng xuống người cao một m sáu mấy như tô hiểu mạng cuối cùng cũng có thể xoa được mái tóc xù xù của anh Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Vẻ bề ngoài của tạ Minh Độ không có gì để chê bai, trước đó Tô Hiểu Mạng đã giúp anh cắt tỉa lại phần đuôi tóc, chỉ giữ lại phần tóc vừa đen vừa dày, sờ vào vô cùng mềm mại, xúc cảm trên tay rất tốt. Kiểu tóc này của anh có thể thu hút ánh nhìn của đường kiến cường và những người khác không chỉ vì kiểu dáng đẹp mà còn vì chất tóc tự nhiên của anh. Tô Hiểu Mạng túng lấy tóc anh chất vấn hỏi, anh nói là thợ cắt tóc già dạ ở cửa thôn giúp anh cắt, tạ cẩu tử chột dạ anh không muốn nói cho người khác là mạng mạng cắt tại sao không muốn mạng mạng cắt tóc cho người khác tôi hiểu mạng việc anh không muốn nhiều thật đó còn không phải chỉ cần cắt hai ba sợi tóc sao anh lại đi nói dối anh sai rồi tạ minh đồ cúi đầu thành thật thừa nhận lỗi lầm của mình anh rất sợ mạng mạng sẽ tức giận sợ mạng mạng sẽ không để ý đến anh nữa mạng mạng tôi hiểu mạng bỏ nhúm tóc trên tay ra dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh tóc của tạ minh đồ rất mềm trên đỉnh đầu có một cái xoáy rất đẹp, nhìn nó trong lòng cô không biết tại sao lại cảm thấy có chút vui vẻ, thôi được rồi, việc này cũng không to tác gì, về sau em chỉ cắt tóc cho anh, em cũng đâu có sở thích giúp người khác cắt tóc, nếu như lại cắt cho người khác, tôi hiểu mạng không thể bảo đảm rằng sẽ cắt được như vậy nữa, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô cắt tóc cho người khác, cũng không thể sánh được với thầy Tony, cũng chính nhờ vẻ bề ngoài của tà cậu tử rất đẹp, anh có cặp mắt và đôi lông mày rất đẹp có thể chinh phục mọi kiểu tóc, ngay cả khi cô cắt cho anh một cái đầu húi cua cũng khó có thể giảm bớt độ đẹp trai của anh. Mạng mạn nói gì anh cũng nghe hết, trong tai Tạ Minh Đồ bây giờ chỉ nghe thấy được tim đập cuồng loạn của mình, từ lúc cô ấy đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của anh, anh đã không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác rồi, giống như có một lớp màn trắng ngăn cách tất cả âm thanh xung quanh với anh. Ngón tay mềm mại nhẹ nhàng xoa giữa những lọn tóc, thân thể của Tạ Minh Đồ cứng đờ đến đáng sợ cố gắng kiềm chế bản thân mới không giơ tay lên nắm lấy bàn tay đó. Anh rất muốn gần gũi với cô, nhưng mà sợ mạng mạn từ chối mình, anh không muốn mạng mạn chán ghét anh, nếu như mỗi ngày mạng mạn đều có thể xoa xoa tóc của anh như vậy, anh đã thấy hài lòng lắm rồi. Được rồi, chúng ta quay về đi, Tô hiểu mạng giúp tạ minh đồ chỉnh lại đầu tóc, đặc biệt là chỗ vừa bị cô xoa rối tung, trong đó còn có hai sợi tóc bị chỏng ngược lên, tô mạng phải vuốt rất nhiều lần, mới chịu vào nếp, tạ minh đồ đứng dậy anh cảm thấy đầu dường như có chút ngứa liền đưa tay lên gãi gãi, mái tóc vừa được vuốt gọn lại bị vểnh lên. Tô Hiểu Mạng là một người cầu toàn, vì vậy khi cô ấy nhìn thấy tóc tạ minh đồ lại vểnh lên thì cộc cộc chạy lên cầu thang, dựa vào độ cao chênh lệch của bậc thang. Một tay chống tường, một tay xoa đầu anh, nói, đừng cử động, tóc vừa vuốt phẳng, anh gãi một chút nó lại bị vểnh lên rồi. Mặc dù bản thân tạ cẩu tử không có gánh nặng về hình tượng minh tinh, nhưng Tô Hiểu Mạng lại có một chút kiểu tóc của anh ấy là kiệt tác mới của cô, vì vậy anh không thể làm hỏng phát minh của cô được, đặc biệt là bên ngoài còn có người đang nhìn bọn họ đấy. Cô ấy giơ tay giúp tạ minh đồ vuốt tóc, lần này là mặt đối mặt, tạ minh đồ có thể nhìn thấy khóe miệng khẽ mỉm cười, đôi mắt hạnh to tròn ngập nước đang ngước nhìn mình, hai bím tóc đen rủ xuống trước ngực, phía dưới là vòng eo thon thả. Tạ Minh Đồ cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, mới không duỗi tay ra ôm cô vào lòng anh càng ngày càng khao khát được đến gần và kề cận với cô đi thôi tô hiểu mạn vỗ đầu anh mấy cái cả người thả lỏng chân sau vốn dĩ đang kiển hạ xuống có lẽ do lúc nãy kiển chân quá lâu khi cô thả chân xuống chỉ cảm thấy đầu gối mình mềm nhũng sự đau đớn mãnh liệt từ chân lập tức truyền thẳng lên đỉnh đầu cơ thể lảo đảo ngã về một phía đau đến chảy cả nước mắt đau thế giới xung quanh quay cuồng trước mắt tô hiểu mạn tối sầm lại cô cho rằng bản thân sẽ ngã nhào trên bậc thang lạnh lẽo lại không ngờ đến bản thân sẽ rơi vào một vòng tay mềm mại. Tạ Minh Đồ nhanh chóng đỡ được cô, lo lắng nói, mạn mạn, em không sao chứ, trẹo chân, tô hiểu mạn đau đến hút không khí, cô không ngờ mình lại có thể trẹo chân tại chỗ như vậy, điều này quả thực khiến cô dở khóc dở cười. Khi cô nắm tay tạ Minh Đồ để đứng dậy chỉ cảm thấy chân phải nặng đến mức không nhắc lên được, khi cô di chuyển một trận đau đớn thấu xương lập tức truyền đến bắp đùi, tạ Minh Đồ cõng cô trên lưng, chạy đến hỏi mấy người Chu Hiểu Phượng hỏi nhà bác sĩ trong thôn. Mấy người thấy Tô Hiểu Mạn bị thương lập tức dẫn đường đưa cô đến nhà bác sĩ Trương trong thôn. Chu Hiểu Phượng, chị Hiểu Mạn, hai người có chuyện gì vậy? Như thế nào bị trẹo chân rồi, lúc đi xuống cầu thang chị không cẩn thận, Tô Hiểu Mạn dùng hai tay ôm cổ Tạ Minh Đồ, bây giờ đã là đầu mùa thu, chiều tối gió thu thổi đến mang theo một loại rét lạnh thấu xương, nhiệt độ cơ thể của Tô Hiểu Mạn hơi thấp, mà làn da của Tạ Minh Đồ luôn nóng bỏng cả người tô hiểu mạng nằm trên lưng anh, nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể anh qua lớp quần áo truyền đến trên người cô. Cô đột nhiên phát hiện ra rằng mặc dù nhìn cơ thể tạ minh độ có vẻ gầy gò nhưng thực ra lại rất trắng chắc, tạo cho người ta một cảm giác kiên cường, rắn rỏi. Khuôn mặt của anh vô cùng đẹp trai, trên mặt còn có một vết thương nho nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được, đây là dấu vết hôm qua lúc tô hiểu mạng cạo râu cho anh cạo trúng da vết thương nhỏ không chỉ không làm giảm vẻ đẹp trai của anh mà còn khiến anh mang một vẻ đẹp hoang dã không kiềm chế được. Tô Hiểu Mạng ngay người nhìn chầm sườn mặt của anh, cô nghĩ tên đàn ông tà cẩu tử lớn lên đẹp như vậy, chỉ cần khuôn mặt này cũng đủ để thu hút rất nhiều cô gái, nếu sau này hai người họ ly hôn. Anh ấy chỉ cần một giây là có thể tìm được một cô gái xinh đẹp rồi. Nếu lúc đó anh đã trở về đại viện nhà họ Khương, vẫn còn rất nhiều cô gái trong đại viện đang chờ anh chọn đấy. Tất nhiên, cũng sẽ có rất nhiều cô gái không muốn gả cho người đã từng kết hôn, nhưng, mà, tôi hiểu mạng bỗng nhớ ra cuộc hôn nhân này của bọn họ chỉ là kết hôn giả, mặt trong mắt người trong thôn, hai người họ đã kết hôn rồi, nhưng mà trên pháp luật, hai người vẫn chưa có giấy đăng ký kết hôn, không phải vợ chồng, dù sau này có ly hôn cũng không cần giấy ly hôn, chỉ cần rời khỏi thôn, đến một nơi không ai quen biết họ. Về mặt pháp luật hai người bọn vẫn là những thực thể riêng biệt và không được coi là đã kết hôn. Nghĩ đến đây, trong lòng cô không hiểu sao lại có chút chua xót cô đơn tô hiểu mạng cũng không hiểu loại cảm giác này có ý nghĩa gì tạ minh đồ luôn giữ khoảng cách khi ở trước mặt cô anh tôn trọng cô nghe lời cô có lẽ là xem cô như chị gái của anh vậy trước đây không có ai đối xử tốt với anh như vậy đi anh cũng sẽ không sinh ra tình cảm nam nữ đối với cô bác sĩ trương là bác sĩ của thôn ngày thường hay khám chữa các bệnh nhẹ như cảm lạnh sốt và các vết bầm tím do bị ngã cho người dân trong thôn mắt cá chân của tô hiểu mạng bị sưng bác sĩ trương kiểm tra rồi phát thuốc cho cô không có việc gì một hai ngày sau là hết sưng về nhà nghỉ ngơi cho tốt sau này đi đứng cẩn thận một chút sau khi bôi thuốc xong tạ minh đồ còn muốn cổng cô về nhưng tô hiểu mạng từ chối nói hôm nay em còn muốn đi phòng nuôi tầm gặp chị thuận anh đừng lo lắng em không sao đâu cô thuận tay nhặt một nhánh cây ở ven đường làm gậy chống chỉ là bị thương một bên chân chân còn lại vẫn bình thường tô hiểu mạng chống gậy chậm rãi bước đi cô đẩy tạ minh đồ về phía dương trường quế nói hai người đi làm việc đi hôm nay không phải vẫn phải giao hàng sao tạ minh đồ cau mày lo lắng nhìn cô tô hiểu mạng thấy vậy thì tức giận trừng mắt nhìn anh nói đi đi tạ cẩu tử nghe cô quát vậy mới nghe lời ủ rũ đi theo dương trường quế vừa đi vừa lưu luyến quay đầu lại cứ ba bước lại quay một lần khiến cho chu hiểu phượng đang đứng bên cạnh tô hiểu mạng cười đau cả bụng chu hiểu phượng buồn cười trêu đùa chị hiểu mạng tình cảm của hai vợ chồng chị thật tốt, chị nhìn xem, anh tạ quan tâm chị như vậy, về sau anh Dương quan tâm em như vậy, em đã thấy thỏa mãn lắm rồi, tô hiểu mạng, trong lòng cô âm thầm lắc đầu, nghĩ rằng cô em này lại hiểu lầm gì rồi. Đại đội Thanh Hà, nhà họ tô, không biết hiểu mạng bên ngoài đang làm cái gì nhỉ, liễu thuộc phượng nhớ mong con gái của bà, tay vừa thái rau vừa lẩm bẩm nói, con bé chưa đi xa bao giờ, có biết tự chăm sóc bản thân không? Chắc sẽ không gây ra rắc rối gì đi bố tô chen vào nói, đi bên đó thì có thể xảy ra chuyện gì, chỉ cần con bé ngoan ngoãn ở cùng tạ lão ngủ, tôi đã cảm ơn trời Phật lắm rồi, ông nghĩ tốt về con gái một chút không được à, đợi một thời gian nữa, thím họ của Hiểu Mạn muốn cùng con gái cô ấy đến nhà chúng ta chơi, hai người họ nói là về quê thăm người thân, nhân tiện ghé qua thăm chúng ta một chút, tuổi của con bé Đường Hồng với Hiểu Mạn của chúng ta sắp xỉ nhau, lần trước nói đã có người yêu, chuẩn bị bàn chuyện kết hôn nói vậy lần này về quê chắc là muốn tổ chức hôn lễ đi, phải không, ở đây một hai ngày, lúc đó hiểu mạng chắc cũng trở lại rồi, nhà họ tạ, đối với nhà họ tạ mà nói, sau khi tô hiểu mạng và tạ minh đồ đi xa nhà, nhà bọn họ cũng không cảm thấy gì, tất nhiên, vợ của tạ lão nhị thấy vô cùng vui vẻ, người đàn bà đáng ghét tô hiểu mạng đi rồi, cô ta tiếp tục bắt nạt các chị em dâu trong nhà, vợ của anh cả và chú ba cũng không dám tranh luận với cô nửa lời. Dù sao cô cũng không phải làm việc nhà trong khoảng thời gian này lão tam nhà họ tạ phải làm việc vất vả hơn trước sau khi tạ minh đồ đi rồi công việc lên núi đốn củi đều đổ hết lên người anh ta đang mang thai chu tiểu hủy đau lòng người chồng của mình chỉ ước gì vợ chồng nhà chú năm mau chóng trở về chu tiểu hủy là người mong ngóng tô hiểu mạng nhanh quay về nhất trong nhà họ tạ sau đó là chị dâu cả tần tú anh trước đây hai cô đã thói quen việc nhà em dâu hai được bố mẹ chồng yêu chiều rồi cũng mặc kệ vợ lão nhị hoành hành ngang ngược như thế nào các cô cũng không có một lời oán thán nhưng mà sau khi nhìn thấy tô hiểu mạng dám chống lại vợ lão nhị nhìn vợ lão nhị bị cô ấy làm cho sợ hãi lúc đó hai cô cảm thấy hành động của em dâu năm không hay lắm nhưng một thời gian sau hai người lại rất vui vì cô ấy làm vậy bây giờ tô hiểu mạng không có nhà vợ của chú hai lại chứng nào tật nấy trước đây chu tiểu hủy và tần tú anh còn có thể chịu được cô ta hống hách bắt nạt mình mà bây giờ mặc dù cũng trên mặt không lộ vẻ gì nhưng trong lòng lại hy vọng Tô Hiểu Mạng nhanh quay về, hai người đó tiếp tục đấu nhau. Vợ chú Năm, em nhanh quay về đi, ngoài trừ chị dâu cả với chị dâu ba nhớ mong Tô Hiểu Mạng, còn có ông tạ cũng hy vọng con dâu nhanh trở lại, vì Tô Hiểu Mạng về, ít nhất chất lượng bữa ăn của họ cũng sẽ tốt hơn chút. Bản thân Tô Hiểu Mạng còn không biết có nhiều người mong ngóng cô quay về như vậy đâu. Khoảng thời gian gần đây Tôn Mai có biểu hiện rất khác thường, có người nhìn thấy bà ấy đi đến chỗ ở của thanh niên trí thức, cố hương của thanh niên trí thức khương ở đâu hắn ta là người nơi nào tôn mai ở nơi ở của thanh niên trí thức thì đụng phải bạn cùng phòng của thanh niên trí thức khương là lâm bạch tuấn sau khi đuổi theo hắn hỏi liên tục vài cái vấn đề hỏi tình huống trong nhà của thanh niên trí thức khương còn có vài chuyện khi còn nhỏ tuy rằng lâm bạch tuấn có chút nghi hoặc nhưng mà chuyện về khương yến đường hắn biết không ít hắn cũng nói một số chuyện mà tất cả mọi người đều biết cho tôn mai tôn mai tự dưng mò tới hỏi chuyện của thanh niên trí thức khương không thể hiểu được đây là có ý gì cha mẹ cậu ấy có đối xử tốt với cậu ấy không khi còn nhỏ cậu ấy đi học ở đâu đúng tất cả đều đúng hết trong lòng tôn mai vô cùng kích động càng ngày bà ta càng muốn nghe nhiều chuyện về thanh niên trí thức khương yến đường hơn bà ta muốn biết hết thảy mọi chuyện phát sinh trên người hắn con trai bà ta đứa con trai đáng thương của bà ta nếu không phải lúc đứa trẻ này sinh ra cả người vàng vọt tiếng khóc cứ như mũi nhìn như sắp tắt thở thì bà ta sẽ không đây là đứa con trai của bà ta đứa con trai khỏe mạnh của bà ta nó còn ưu tú như vậy tim tôn mai đập bình bịch bà ta gấp không chờ nổi muốn gặp mặt thanh niên trí thức khương nhìn thấy đứa trẻ ưu tú kia nó còn ưu tú hơn so với lão nhị lớn lên tuấn tú trình độ văn hóa cao ai thấy nó đều khen ngợi nó hết người như vậy mới là con trai ruột của bà ta tôn mai gấp không chờ nổi muốn gặp khương yến đường thanh niên trí thức lâm cậu biết bao giờ bọn họ trở về không lâm bạch tuấn sửng sốt Chuyện này làm sao mà tôi biết được, phải hỏi đại đội trưởng mới biết được, bọn họ chỉ đi ra ngoài học tập thôi, sao mà phải đi lâu như vậy? Tôn Mai hận không thể chạy đi theo ngay, bên ngoài có cái gì để mà học tập? Bà ta muốn gặp Khương Yến Đường, mấy ngày nay ngày nào bà ta cũng nghĩ tới chuyện này, nghĩ tới mức chẳng buồn ăn uống. Lúc này một nữ thanh niên trí thức đi từ cửa sau ra, vừa khéo là Vương Lâm mới làm loạn một hồi lúc trước, cô ta trốn ở phía sau nghe được cuộc đối thoại của Lâm Bạch Tuấn và Tôn Mai. Hiện tại Vương Lam vô cùng phẫn quốc với Tô Hiểu Mạng và mọi chuyện xung quanh cô, nghe thấy Tôn Mai tới hỏi thăm Khương Yến Đường, càng không nhịn được mà chăm chọc mỉa mai. À, thanh niên trí thức Khương người ta về khi nào, liên quan gì đến bà à, ngày nào cũng chạy tới để hỏi, người không biết còn tưởng rằng bà là mẹ ruột của thanh niên trí thức Khương đó. Sắc mặt Tôn Mai đột nhiên trắng bệt, thân thể lùi về phía sau một bước, một cổ không khí lạnh lẽo bò lên sau lưng bà ta. Vương Lam cũng không biết lời cô ta thuận miệng nói ra lại tiết lộ sự thật kinh khủng cỡ nào. Trước kia Tô Hiểu Mạng còn vô cùng trong mong leo lên được người thanh niên trí thức Khương, sao nào? Hiện tại mẹ chồng cô ta cũng muốn học theo ư, Vương Lam chỉ muốn phát tiết cảm xúc mà thôi, cô ta cho rằng Tô Mai thừa dịp này đi tìm hiểu tin tức về thanh niên trí thức Khương, chỉ là vì đề phòng Tô Hiểu Mạng thông đồng với thanh niên trí thức Khương mà thôi, nhưng mà, trong đáy lòng cô ta có cái suy đoán khác. Người đàn bà tôn mai trong thôn này là một người đanh đá, vừa nhìn là biết người không nói lý. Lỡ như trong lúc tô hiểu mạn đi học tập ở nơi khác ăn và thanh niên trí thức khương, phóng chừng tôn mai cũng muốn mượn chuyện này để sinh sự gây phiền toái và ảnh hưởng cho thanh niên trí thức khương một chút, cho tên bà ta mới tới tìm hiểu thông tin của cải của thanh niên trí thức khương, tính toán xem về sau có thể chiếm được bao nhiêu tiền. Bà kiềm chế lại chút đi, còn tới tận nơi này để hỏi thăm về thanh niên trí thức khương, ha ha tôn mai toàn thân lạnh lẽo tinh thần mơ hồ bà ta không quá rõ vương lam đang nói cái gì chỉ với một câu trước đó của đối phương cũng đủ khiến bà ta sợ mất hồn mất vía trong lòng bà ta nghĩ thần nghi quỷ sợ người khác dựa vào hành động của bà ta mà đoán ra chân tướng mọi chuyện từ từ còn chưa được sau khi vòng mấy vòng tôn mai trở về nhà họ tạ một đoạn thời gian sau đó không dám đến nơi ở của thanh niên trí thức nữa cũng không dám lộ liễu quá mức đi tìm hiểu chuyện về thanh niên trí thức khương Tuy rằng chân Tô hiểu mạng bị thương, nhưng vẫn có thể đi nuôi tầm giúp mọi người, phòng nuôi tầm cùng lắm cũng chỉ là căn nhà ở rộng 30 mét vuông, làm việc bên trong đó cũng xem như khá tiện cho người có cái chân không linh hoạt lắm. Lúc sau là việc lột kén, cũng thích hợp với người già không quá linh hoạt tới làm, như vậy có thể khai phá rất nhiều nguồn sức lao động tới tham gia làm việc, đạt được nhiều công điểm. Tô hiểu mạng và Chu Hiểu Phượng cùng nhau chăm sóc lứa tầm đã từng bị bệnh kia, những con tầm bị bệnh đã được nhặt bỏ ra ngoài hết hôm nay còn dư lại tầm bị bệnh chắc khoảng một hai con còn những con còn lại đều có trạng thái rất tốt chị thuận cũng cảm thấy ngạc nhiên sau khi giao lứa tầm này cho hai người nhìn bắt đầu tốt hơn nhiều rồi ngày hôm qua tôi còn lo lắng tất cả sẽ như đá ném lên sông chờ mấy ngày nữa xem chất lượng kết kén như thế nào tôi hiểu mạng cười cười công cụ nuôi tầm đều đã đổi hết tiêu độc hẳn là sẽ không xảy ra sự cố nào quá lớn trước kia nuôi tầm có người nói tôi hiểu mạng rất có duyên với tầm Trước đó cô tự tay nuôi tầm, kén kết vừa dày vừa tốt, chất lượng là loại thường thừa Những con tầm này trước mắt sắp nhả tơ, chúng nó không cần phải ngủ nữa, ngày nào cũng ăn uống điên cuồng. Sau vài ngày liên tục ăn uống thì sẽ biến thành màu vàng và chui vào ô vuông nhỏ để nhả tơ kết kén. Bởi vậy mấy ngày này số lá dâu tiêu hao là lớn nhất. Tô Hiểu Mạng nhìn đám tầm lớn nằm trên lá dâu gặm qua gặm lại, thấy chúng nó thật sự chăm chỉ ăn cơm như người. Người ăn cơm, hồn cũng ăn cơm, chị Thuận đi đến. Tô Hiểu Mạn nói chuyện với chị vài câu, hai người nói chút về cách chăm sóc và quản lý tầm lớn và tầm nhỏ, cũng có một số biện pháp nuôi tầm khoa học ít tốn công sức, như là làm sao khống chế lượng lá dâu cần dùng, số lượng tầm nhỏ nuôi nấng bao nhiêu là đủ, tầm to thì nên nuôi như thế nào để có kén tầm với chất lượng tốt nhất. Hai người nói chuyện vô cùng hợp lý, chị Thuận càng ngày càng thích Tô Hiểu Mạn, nếu mà cô là người trong thôn chị, chị rất muốn giữ cô lại tổ của chị làm việc tới lúc đó sản lượng thu hoạch của tổ chúng ta phỏng chừng còn lớn hơn nữa chị sang phòng nuôi tầm bên chỗ chị văn xem đây lần trước chị ấy bảo chị đưa chị ấy một đám tầm non được nuôi tốt dứt lời chị thuận rời đi tô hiểu mạng ngồi ở trên ghế nhỏ kiểm tra độ tươi mới của một đám lá dâu tầm chọn lựa những lá không còn tốt ra đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng tranh chấp cãi nhau là tiếng của hai người phụ nữ trong đó một người là chu hiểu phượng chu hiểu hồng chị tới đây làm gì chị thuận đã bảo chị đừng tới rồi mà đây là tiếng của chu hiểu phượng tiếng của một người phụ nữ khác thì nhu nhu nhược nhược mang theo chút khóc nức nở trong giọng nói để lọ ra nỗi ủy khuất vô hạn hiểu phượng để chị làm việc cùng với bọn em đi chị biết sai rồi sau này sẽ không bao giờ làm thế nữa chẳng qua là do chị nhất thời không cẩn thận cho chị thêm một cơ hội nữa được không chu hiểu phượng cười lạnh chu hiểu hồng chị có cái dạng tính cách như thế nào còn nghĩ rằng không ai biết sao chị đã phạm sai lầm sẽ không có ai cho chị cơ hội làm lại lần nữa đâu chu hiểu hồng cực kỳ ủy khuất chị thật sự biết sai rồi ai cũng phạm sai lầm cả chị cũng chỉ phạm vào cái sai lầm mà bất cứ cô gái nào nuôi tầm cũng sẽ gặp phải chị thuận sẽ không gặp tôi cũng không bao giờ rõ ràng là chị không hề có trách nhiệm chị chỉ muốn lười biếng mà thôi chị thuận sẽ không cho chị thêm bất cứ cơ hội nào nữa chị đi về đi đều tại vì chị chu hiểu hồng chị khiến cho cả đám tầm kia bị bệnh nhóm chị thuận tổn thất lớn thế nào nhiều tâm huyết và nỗ lực như vậy mà tất cả đều bị uổng phí, thế mà chị còn không biết xấu hổ đứng đây mà khóc, chu Hiểu Hồng, nếu tôi là chị, tôi sẽ cảm thấy không còn mặt mũi nào tới gặp chị Thuận nữa, vậy mà chị còn chạy tới đây, sao mặt chị có thể dày như vậy được chứ, người trong thôn đã cho chị bao nhiêu cơ hội rồi, chu Hiểu Phượng không biết cãi nhau như thế nào cả, lúc đối mặt với chu Hiểu Hồng, cô ấy tức tới khó thở cũng không nói ra được lời quá phận nào. Từ nhỏ tới lớn Chu Hiểu Phượng đều chán ghét Chu Hiểu Hồng người phụ nữ tên chu hiểu hồng này trộm lấy đi của cô không biết bao nhiêu thứ không phát hiện đành tự nhận mình xui xẻo phát hiện ra thì chu hiểu hồng liền bắt đầu khóc lóc náo loạn nói rằng mình không cẩn thận lấy nhầm làm chu hiểu phượng hận tới ngứa răng ngứa lợi có một lần chu hiểu phượng làm lớn chuyện tới mức sắp đưa cô ta tới đồn công an nhưng mà người mang họ chu trong thôn không ai đồng ý cả đều mang họ chu đều là thân thích tìm hướng khoan dung độ lượng mà đi không thể làm tới mức mất hết thanh danh cho dù có đánh gãy tay thì xương cốt vẫn gắn liền với gân mà khi đó dáng người chu hiểu phượng nhỏ cũng rất dễ lừa sau mỗi lần chu hiểu hồng đều xin lỗi đều làm ra vẻ hai chị em tốt mà lấy lòng cô mấy ngày sau khi dỗ dành tới khi chu hiểu phượng tin là thật thì sau đó lại bắt đầu làm chuyện xấu bây giờ chu hiểu phượng sẽ không bao giờ tin lời chu hiểu hồng nói nữa cô đang ngóng trong ôn thần này lấy chồng và ra khỏi thôn của bọn họ chu hiểu phượng chẳng phải cô cũng là đứa không biết xấu hổ hay sao ngữ khí nhu nhược ủy khuất của chu hiểu hồng lúc này bắt đầu thay đổi đề cao âm lượng lên tôi cùng lắm cũng chỉ phạm một cái sai lầm nhỏ đúng vậy có một số tầm lớn bị chết nhưng mà cô thì sao tôi nghe nói cô cắt hỏng vải đỏ anh tê quy đưa tới rồi mấy con tầm đó chết đáng giá bao nhiêu tiền đâu nhưng còn chỗ vải đỏ đó tốn bao nhiêu tiền cô còn có mặt mũi mà mắng tôi những mảnh vải đỏ đó là do anh tê quy cực khổ kiếm về cô làm uổng phí bao nhiêu tâm huyết của anh ấy cô mới xấu xa không biết xấu hổ chị mới là đồ không biết xấu hổ hai mắt chu hiểu phượng đỏ lên trừng mắt nhìn chu hiểu hồng trước mặt chu hiểu hồng cũng không cam lòng yếu thế hai người dương cung bạc kiếm thiếu chút nữa là lao vào đánh nhau rồi tô hiểu mạng chống nạn đi ra chu hiểu phượng nhìn thấy cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút chị hiểu mạng chu hiểu hồng thấy có người khác ở đây đôi mắt bắt đầu phím hồng lại biến thành bộ dáng nhu nhu nhược nhược như bông hoa trắng nhỏ dễ bị bắt nạt bởi vì cô ta xinh đẹp không ít đàn ông trong thôn thích bộ dạng này của cô ta hiểu phượng sao em có thể làm như vậy đang nói thì nhìn thấy gương mặt của tô hiểu mạng thần sắc chu hiểu hồng biểu hiện ra vài phần khác thường người phụ nữ xa là xinh đẹp này hẳn là người xứ khác tới trong thôn bọn họ để học tập nhưng mà thật sự cô quá xinh đẹp người phụ nữ này còn đẹp hơn cả hoa đào tháng ba vài phần vừa có khí chất lại tự nhiên hào phóng không giống như một cô gái lớn lên trong thôn quê chút nào cả có lẽ là thanh niên trí thức từ trong thành phố tới trông có vẻ rất phóng khoáng giống như là tiểu thư khuê các được gia đình chăm sóc nuôi dạy tỉ mỉ sắc mặt chu hiểu hồng bỗng dưng xuất hiện vài phần ghen ghét sinh ra dữ tợn đối phương xuất hiện làm cô ta sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt chu hiểu hồng rất chán ghét những cô gái xinh đẹp còn đặc biệt ghét những người xinh đẹp hơn cô ta dựa vào cái gì mà các cô có thể nuôi các cô thật quá đáng những con tầm đó là do tôi nuôi nấng trước hiện tại đã sắp kết kén rồi bắt đầu đuổi tôi đi thật quá đáng đôi mắt chu hiểu hồng phiến hồng làm ra vẻ đã chịu nổi ủy khuất cực kỳ lớn tô hiểu mạn nhìn cô ta chăm chú tôi nghe được chuyện của cô ở chỗ chị thuận lúc tầm còn nhỏ thì do chị thuận cực khổ nuôi dưỡng cô mới tới đây nuôi được mấy ngày mới mấy ngày thôi đã xảy ra chuyện rồi cô còn không biết xấu hổ tới đây đòi chia sao chờ tới khi kết kén nên chia cho tôi thì vẫn phải chia cho tôi dựa vào đâu mà tôi làm việc không công cho chị ta chu hiểu phượng nghiến răng nghiến lợi nói trước đó chị làm bao nhiêu ngày thì tính cho chị bấy nhiêu, sau khi kết kén rồi xem chất lượng xong còn phải chia cho tôi một phần. Chu Hiểu Phượng thật sự cảm thấy người trước mặt này quá đáng giận, chị cũng chẳng nuôi được mấy ngày, chị còn không biết xấu hổ mà đòi chia cái này à, vậy hiện tại tôi tới nuôi cùng với các cô đi, hôm tay bắt đầu tính là ngày đầu làm việc của tôi. Tô Hiểu Mạng nhìn thử sắc trời bên ngoài, phát hiện Chu Hiểu Hồng đúng là một người đàn bà da mặt còn dày hơn cả tường thành, có ý chọn lúc 4-5 giờ chiều mới tới đây. Còn yêu cầu đăng ký một ngày công. Được, Hiểu Phượng, tính cho cô ta một ngày công, cô bắt đầu đi làm việc đi. Chị Hiểu Mạng, chú Hiểu Phượng sốt ruột, tô Hiểu Mạng cho cô một ánh mắt yên tâm, dùng khẩu hình nói, chúng ta chờ chị Thuần trở về. Chú Hiểu Phượng nhìn xuống, nén giận nhìn chú Hiểu Hồng đắc ý giàu dạt đi lấy lá dâu. Hiểu Phượng à, chị gái nhận sai với em, với vừa rồi khẩu khí nói chuyện của chị không tốt, đừng có để ý mấy chỗ chị làm quá mức, hai chúng ta vẫn là chị em tốt đạt được mục đích của chính mình gương mặt chu hiểu hồng tươi cười sáng lạng ngữ khí trở nên cực kỳ nhu hòa nghe như thể một người rất hiểu chuyện lại dễ nói chuyện hiện tại tôi nghe hai người sai bảo hai người nói làm gì tôi làm cái đó chu hiểu phượng trợn trắng mắt ai muốn làm chị em tốt với chị ta tô hiểu mạng tô hiểu mạng cũng rất bội phục người như chu hiểu hồng da mặt đủ dày đổi sắc mặt cũng nhanh chóng nói dễ nghe một chút thì gọi là có được giảng được nói khó nghe một chút thì phải nói là không biết xấu hổ loại người này rất khó có biện pháp đối phó đặc biệt là những người thành thật sẽ bị cô ta bắt nạt gắt gao hiện tại tôi đi cho tầm ăn lá dâu chu hiểu hồng được tốt còn khoe mẹ biểu lộ ra bộ dáng vô cùng chăm chỉ hiểu hồng à hiện tại ba chúng ta làm việc cùng với nhau nhất định phải nghe phân phó công việc chị đi dọn sạch mấy thứ cứt tầm này đi trước hết cứ dọn sạch những thứ đó đi đã tôi hiểu mạng không chút khách khí nào sai xử cô ta sắc mặt chu hiểu hồng trở nên khó coi lúc vừa định mở miệng nói chuyện đã nghe tô hiểu mạng bồi thêm một câu đợi chút nữa chị thuần trở về nhìn thấy nhất định sẽ vui vẻ chị dọn sạch sẽ một chút chu hiểu hồng gương mặt tươi cười của chu hiểu hồng cứng đờ cô ta quyết định nhìn xuống trước thành thật đi dọn sạch đống phân tầm khiến da đầu cô ta tê dại kia cô ta tự an ủi chính mình trong lòng công việc hôm nay đã hoàn thành rồi cứ thành thật làm trong chốc lát trước đi chờ sau đó cô ta sẽ chọn được những công việc nhẹ nhàng hơn làm một tiếng đồng hồ Chị Thuận cũng đã trở lại, nhìn thấy Chu Hiểu Hồng đang làm việc ở đây, quả nhiên sắc mặt tốt hơn không ít. Chu Hiểu Hồng là một người làm chút công việc phải biểu hiện ra như thể mình làm toàn bộ hết thảy, cô ta lập tức chạy tới trước mặt chị Thuận để tranh công. "Chị Thuận, giờ em đã biết sai rồi, sau này em nhất định sẽ sửa, xin chị Thuận tha thứ cho em đi, để em được ở lại tổ làm việc tiếp." "Chị Thuận, chỗ phân tầm này hôm nay đều do em dọn sạch, chị nhìn mà xem, hôm nay dọn sạch cực kỳ" biểu tình chu hiểu hồng đắc ý vô cùng vốn ngay từ đầu cô ta chỉ định làm qua loa thôi nhưng mà đôi mắt của người phụ nữ tên tô hiểu mạng này quá tin luôn đúng lúc mấu chốt tới nhắc nhở cô ta muốn lười biếng cũng không có cách nào lười biếng được thành thật làm công việc vừa dơ bẩn vừa mệt nhưng mà làm vậy cũng có chỗ tốt ít nhất có thể mượn cái này lấy được sự tha thứ của chị thuận quả nhiên chị thuận vô cùng vừa lòng gật đầu hiểu hồng à hôm nay cô làm việc rất là tốt đấy chu hiểu phượng đứng ở bên cạnh tức giận nói đã ghi cho chị ta một ngày công chu hiểu hồng nắm chặt ống tay áo trong lòng thầm mắng chu hiểu phượng và tô hiểu mạng vậy cũng nên chị thuận không so đo tính toán gì nhiều mấy việc này ngược lại ôn hòa kéo chu hiểu hồng tới một bên khác lúc này chu hiểu hồng đã cực kỳ đắc ý cảm thấy hết thảy mọi chuyện đều đang đi theo một hướng tốt đẹp chị thuận không dám chọc vào người nhà họ chu mình chị thôi thì chẳng có biện pháp nào cả vẫn phải cho cô ta chút mặt mũi mà ghi công điểm vào còn chu hiểu phượng cô gái làm bại tướng này luôn bị cô ta đưa vào trồng mà cái người tên tô hiểu mạng khiến người ta chán ghét kia sớm hay muộn gì cô ta cũng sẽ để cô biết thế nào là lợi hại tôi vừa mới tới chỗ chị văn hiểu hồng bên chỗ chị ấy thiếu người làm về sau cô sang bên đó làm đi cái gì chu hiểu hồng kinh ngạc biến sắc chị thuận em muốn ở lại tổ của chị tổ tôi đã đủ người rồi ngày mai cô đừng tới đây nữa chỗ chị văn đang thiếu người cô cũng biết được tính tình chị văn thế nào mà chị ấy đã nói với tôi rồi cô biết sớm nhất định phải qua bên đó sớm một chút chị văn trong miệng chị họ chu tên là chu văn văn lấy chồng trong thôn cũng là kẻ lưu manh nổi tiếng gần xa trong thôn bọn họ chị thuận đồng ý mang mấy chậu tầm con qua đó chu văn văn mới đồng ý cho chu hiểu hồng tới tổ của họ làm việc nếu mà cô ta dám dùng thủ đoạn gian dối làm việc dưới trướng chị văn chị văn sẽ tới mắng thẳng mặt không những dám mắng mà chị ấy còn dám đánh chị ấy cũng mang họ chu ở bên này toàn người nhà mẹ đẻ, rất ít người dám chọc vào chị. Sau khi chị Thuận sắp xếp thỏa đáng cho Chu Hiểu Hồng xong thì cho Tô Hiểu Mạng một ánh mắt cảm ơn, lúc nói chuyện phím hôm nay, Tô Hiểu Mạng đưa ra cái chủ ý này cho chị, tiễn ôn thần đi một cách quan minh chính đại, người ác cần có người ác hơn vậy. Chị Hiểu Mạng, hôm nay em rất vui mừng, Chu Hiểu Phượng kéo cánh tay Tô Hiểu Mạng, cảm thấy hôm nay bản thân đã thở ra được một ngụm ác khí, Tô Hiểu Mạng cười cười lắc đầu hai người đi ra khỏi phòng nuôi tầm một chiếc xe vận chuyển màu xanh làm quen thuộc dựng ở gần đó chu hiểu hồng đứng ở bên cửa sổ nũng nịu mà nói với bên trong là anh trường quế hả chu hiểu phượng nghe được nắm chặt hai bàn tay lại trước kia chu hiểu hồng cũng thích dính bên người dương trường quế nếu mà anh đi nói chuyện với cô ta cô ta sẽ nói là xem đối phương như anh trai ruột của mình anh có tư tưởng suy nghĩ xấu xa mới hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người bọn họ chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ anh ấy giống như thể là anh trai ruột của chi sao em có thể hiểu lầm mối quan hệ của bọn chị được lúc trước dương trường quế và chu hiểu phượng từng vì chu hiểu hồng mà cãi nhau một trận thiếu chút nữa là hai người họ đường ai nấy đi rồi vâng là chị thuận đánh thức cô nếu hai người các cô mà cãi nhau vì cô ta thì đó là thân giả đau thù giả mau cô ta hận không thể chia cắt tình cảm của hai người đúng vậy chu hiểu hồng không thích dương trường quế lúc ấy cô ta chỉ cố ý làm chu hiểu phượng thấy ghê tởm dương trường quế ở trên xe đen mặt không hề muốn nhìn thấy người khó chơi sát tinh như chu hiểu hồng càng sợ vợ tương lai của hắn hiểu lầm anh trường quế sao anh không xuống dưới hôm nay làm việc bận bịu bên ngoài cả một ngày mệt mỏi lắm rồi nhỉ uống nước đi để anh đợi lâu rồi anh mau xuống dưới đi chu hiểu hồng biết lúc này dương trường quế tới thì chắc chắn là vì chu hiểu phượng nhưng hiện tại cô ta đứng ở dưới xe nói những lời này khẩu khí còn làm như thể dương trường quế tới đây là vì đón cô ta anh dương con gái trong thôn các anh thật là xinh đẹp hôm nay người ngồi phía trước lái xe chính là một anh trai làm vận chuyển khác ở huyện thành tên là triệu đông triệu đông nhìn thấy cô gái nũng nịu bên ngoài cửa sổ không khỏi lên tiếng trêu ghẹo sắc mặt dương trường quế đã bắt đầu thối như thể ăn phải phân suýt chút nữa định giơ tay bảo triệu đông lái xe đi thẳng để tôi đi xuống phía sau truyền tới một giọng nam thanh lãnh tạ minh đồ đen mặt ngồi ở thùng xe phía sau cửa sau chất đầy hàng hóa nếu không dở hàng thì anh không đi xuống được chỉ có thể bò lên ghế trước rồi xuống bằng cửa trước anh lộn qua lan can trước mặt là có thể nhảy vào ghế điều khiển nhưng mà hai người ngồi phía trước không ai nhúc nhích cả anh đang vội vàng muốn gặp mạng mạng tạ lão đệ vậy cậu đi xuống đón vợ cậu đi dương trường quế phát lên người triệu đông nhường vị trí cho tạ minh đồ triệu đông chuyện gì đang xảy ra vậy tạ minh đồ mở cửa xe xoay người lưu loát rơi xuống đất chu hiểu hồng đứng ngoài xe sửng sốt cô ta vốn tưởng người xuống xe là dương trường quế không nghĩ tới mới nháy mắt một chút một con mèo đen co quắp sau thùng xe bỗng dưng nhanh nhẹn nhảy ra mở cửa xe rầm một tiếng đi xuống người đàn ông xuống xe cao cao gầy gầy mặc một bộ quần áo màu đen quần đen dài quần áo có độ rộng thích hợp bao bọc lấy cơ bắp thon chắc hữu lực của anh dáng người vốn đã đủ cao gầy lại bị bộ đồ đen làm cho càng cao hơn khi rơi xuống đất tóc đen trên đỉnh đầu bị gió thổi thẳng vào vài sợi tóc đen khẽ phất qua gương mặt tuấn mỹ của anh khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông chu hiểu hồng ngây ngốc đứng lặng tại chỗ cô ta chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp trai tới như vậy chỉ là sắc mặt đối phương không được tốt lắm mày kiếm anh đỉnh hơi nhíu môi mỏng nhạt màu mím thành một đường thẳng tạ minh đồ xem nhẹ cô ta vừa xoay đầu thoáng nhìn tô hiểu mạng đứng cạnh chu hiểu phượng cách đó không xa ngay tức khắc mặt mày giãn ra sải bước dài đi về phía hai người họ mạng mạng tô hiểu mạng nhìn thấy tạ minh đồ đi tới từ đối diện cũng không khỏi hơi lặng người lần đầu tiên nhìn thấy tạ cậu tử mặc một thân quần áo đen, thật sự cảm thấy đối phương như vậy quá 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 đẹp trai. Tạ Minh Đồ trước đây, thân hình cao cao gầy gầy, mặc những bộ quần áo cũ rộng thùng thình không phù hợp lắm, quần áo quá rộng khiến anh trông có vẻ rất gầy ống. Hiện tại mặc vào bộ quần áo vừa vặn, quả thực là kiểu dáng người đàn ông có thể gặp nhưng không thể cầu. Mặc một bộ quần áo đen tuyền, vừa lạnh lùng lại vừa đẹp trai, quả nhiên là người đẹp vì lụa, màu đen rất rất hợp với anh chính bản thân Tô Hiểu Mạng cũng chưa phát hiện cô bật cười, tạ minh đồ, sao anh lại thay quần áo vậy, hai ngày nay đối phương biến hóa quá lớn. Quả thực chính là một cuộc cải tạo lớn với lưu lạc cẩu tử, tạ minh đồ cười chớp chớp mắt, sự vừa lạnh lùng vừa ngầu lọi mà Tô Hiểu Mạng nhìn thấy trước đó bỗng dưng biến mất tâm, trở về thành chú chó lớn cười ngây ngô. Mạng mạng thích không, Tô Hiểu Mạng, đây là quần áo của anh, em có thích hay không thì có liên quan gì, có thích. Em cũng không mặc được cô vừa dứt lời chu hiểu phượng ở bên cạnh bắt đầu chật chật hai tiếng che tay lại né sang bên cạnh hai bước rồi cô ấy hướng về phía xe vận chuyển mà đi tự hồ không muốn nghe cuộc đối thoại giữa đôi vợ chồng này xưởng quần áo cho tạ minh đồ cổng tô hiểu mạng lên kể cho cô những chuyện phát sinh hôm nay hôm nay bọn họ chạy xe đi vận chuyển hàng hóa có một nhà nhận hàng là xưởng quần áo trong thành phố người trong xưởng nghe chứ cần nói tạ minh đồ có thể nghe tiếng để sửa máy kéo cảm thấy rất tài giỏi trùng hợp là trong xưởng bọn họ cũng có cái máy may bị hỏng không tìm ra được nguyên nhân trêu ghẹo bảo anh đi nghe thử kết quả là anh vừa nghe thử thật sự tìm được ra nguyên nhân máy móc hỏng hóc vì tỏ lòng cảm ơn nên bên xưởng quần áo muốn tặng hai bộ quần áo để anh tự chọn thật sao vậy thì tốt quá tạ cẩu tử nhà bọn họ kiếm được quần áo bằng bản lĩnh tô hiểu mạng ông cổ tạ minh đồ trước lạ sau quen giờ cô đã ở trên lưng tạ minh đồ thành quen rồi tạ minh đồ nói sẽ cổng cô về nhà cô cùng không cố gắng cứng cỏi dùng nạn chống không khách khí bò lên lưng đối phương nghe nói chuyện này từ miệng tạ minh đồ một phương diện tô hiểu mạng thấy vui mừng về phương diện khác lại cảm thấy thật thần kỳ hình như tai tạ minh đồ mẫn cảm hơn so với người bình thường rất nhiều thính lực của anh tốt quá tạ minh đồ anh từng nghe nói thuật phong nhĩ trong thần thoại hay các câu chuyện xưa chưa tạ minh đồ cười lắc lắc đầu tô hiểu mạng ông cổ anh trong lòng ngẫm lại thấy cũng đúng những năm này vừa cũ kỹ vừa cổ hủ có những chuyện không thể nói rõ ra được Thuộc phong nhĩ thiên lý nhãn cũng đều là những nhân vật trong truyền thuyết thần thoại người bình thường sao có thể có được năng lực như bọn họ chứ tô hiểu mạng cũng chỉ cho là tai tạ minh đồ thính hơn so với người bình thường một chút cũng không có nghĩ gì nhiều hết cô duỗi tay về phía trước nắm lấy vành tai tạ minh đồ vành tai anh hơi lạnh lẽo mềm mại xem như một chỗ tương đối có thịt trên người anh cả người tạ minh đồ cứng đờ hơi hơi né một chút sau đó thành thành thật thật chịu đựng cô xoa nắng anh cảm thấy những chỗ bị đối phương xoa qua giống như là châm lên một ngọn lửa nóng rực lên khiến tim anh đập càng ngày càng nhanh hơn toàn bộ lỗ tai sắp bị ngọn lửa nóng rực kia thiêu đỏ ốc nhĩ vang lên tiếng ầm ầm làm gì còn nghe được thanh âm nào khác thuật phong nhĩ là một người có thể nghe thấy thanh âm từ rất xa tô hiểu mạng buông tay phải xuống bên vành tai anh cũng không biết có phải vừa rồi cô dùng lực mạnh quá hay không toàn bộ tai của đối phương đỏ bừng lên, vành tai lại càng đỏ như sắp nhỏ máu. Tô Hiểu Mạng hơi hơi chột dạ, hoài nghi có phải ban nãy mình hơi quá mức hay không? Chột dạ nên Tô Hiểu Mạng hơi cúi đầu, nghiêng đầu xẹt qua vành tai đỏ bừng của đối phương, ánh mắt dừng lại ở sườn mặt của anh. Dưới ánh sáng sắp tàn ấm áp của hoàng hôn, đường công cầm sắc bén lại càng thêm rõ ràng hơn, độ dày môi vừa khéo, nhiễm lên màu cam hồng nhàn nhạt khiến hình dáng càng thêm trong sáng, khóe miệng công lên tự nhiên rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Tạ cậu tử thật đúng là một cậu tử rất đẹp trai. Tô hiểu mạng nghĩ thầm nếu nhóc này mà thay đổi hình dạng sớm một chút, phỏng chừng không tới lượt cô đã bị những gia đình muốn nuôi con rể từ bé mua đi. Với cái tính kia của Tôn Mai, chắc chắn sẽ đồng ý bán đứa con trai không phải con ruột của mình này, đổi lấy một số tiền tài. Những người đàn ông đẹp đẽ cũng giống như những cô gái xinh đẹp, chạm tay là bỏng. Tô hiểu mạng bản thân tạ minh đồ không biết rằng anh rất đẹp hay sao hay là anh cố ý làm như vậy tô hiểu mạng thường xuyên cảm thấy anh là một con chó lớn ngốc nghếch nhưng có đôi khi lại nhìn không được mà nghĩ chú chó khờ khạo này không hề đơn giản như bề ngoài anh biểu hiện ra có lẽ là do biết đối phương là bốt vai ác trong tiểu thuyết gốc khó tránh khỏi mang theo một cái kính lọc để nhìn anh đại ma vương có thể là một chú chó khờ khạo thành thật ư ít nhất ở trước mắt cô vẫn là một chú chó khờ khạo Cô không có thấy những thứ độc ác nham hiểm xảo trá khác trên người anh, thế nên tô hiểu mạng vô pháp liên hệ anh với cái từ gọi là vai ác với nhau được. Trong đầu lại càng rõ ràng rằng, lúc tạ minh đồ ở chung với chính mình sẽ nghe lời, thành thật, ngốc nghếch, khờ khạo, thích nhìn cô cười ngây ngô, không bao giờ làm trái ý cô, cũng đẹp trai nữa, cầm cô để lên cơ vai dày rộng của đối phương, tô hiểu mạng mím môi. Nếu nói, người dựa quần áo, đẹp dựa trang điểm, mới vừa rồi cô đột nhiên ý thức được rằng, trừ bỏ bộ quần áo trên người lúc này, có lẽ từ nhỏ tới lớn tạ minh đồ chưa từng được mặc quần áo mới, ống quần đều bị rách tung tóe. Tô hiểu mạng im lặng, thấy đau lòng thay anh. Tạ minh đồ, chờ sau này có thời gian, em sẽ làm cho anh một bộ quần áo mới nhé. Hô hấp tạ minh đồ hơi dừng lại, liều mạng đè nén cảm xúc mừng như điên điên cuồng sinh sôi ở trong lòng xuống, nỗ lực dùng thanh âm vững vàng nói, cảm ơn mạng mạng, tô hiểu mạng thả lỏng cơ thể trong đầu bắt đầu đo đến xem nên làm cho anh bộ quần áo như thế nào tạ minh đồ cổng cô đi về phía trước chỉ cảm thấy sau lưng nặng trĩu hiện tại anh đang cổng người quan trọng nhất đời này của mình chạng vạng vào mùa thu gió thu lạnh lẽo thổi lá cây rung rinh các loại côn trùng trên núi rừng vẫn chưa hoàn toàn thôi ồn ào cách đó không xa còn có tiếng người nhưng mà tại thời khắc này những thanh âm đó anh không nghe được gì cả anh chỉ nghe thấy tiếng hít thở mềm nhẹ của cô khi còn nhỏ thế giới của tạ minh đồ chỉ có những âm thanh âm ĩ hỗn tạp vô luận anh trốn tránh như thế nào nhưng thanh âm chanh chua chói tai đó cũng đều vô tình hay cố ý lọt vào lỗ tai anh những lúc cổng người khác thường xuyên có những thanh ấm xấu xa độc ác phát tiết nỗi lòng của chính mình phát ra còn có những kế hoạch ích kỷ âm độc bọn họ cho rằng không ai nghe được hết nhưng mà cố tình bản thân anh lại nghe thấy được bởi vậy anh chán ghét những nơi nhiều người lại thích một mình an tĩnh ở trên núi bên tai nghe được âm thanh của tự nhiên mà sau khi gặp gỡ cô anh phát hiện cho dù là nơi nhiều người cũng chẳng quan trọng hết thảy những tạp âm xung quanh đều không ảnh hưởng tới anh được mạng mạn làm anh cảm nhận được an tâm và vui vẻ lần này ra ngoài tạ minh đồ gặp được những thứ mà từ nhỏ tới lớn anh chưa từng gặp qua cũng làm anh nhận thức sâu hơn về năng lực của chính mình anh không hề chán ghét sự bất đồng giữa anh và người bình thường anh có thể nghe ra tiếng máy móc bị trục trặc anh không thể quên được những quyển sách anh đã đọc hay những thứ anh đã gặp qua năng lực giải toán của anh rất mạnh, thế giới bên ngoài rất lớn, anh có thể cho mạng mạng một cuộc sống thật tốt. Tạ Minh đổ rũ mắt xuống, ánh mặt trời lặn rắc lên hàng mi anh một mảnh vàng rực, anh mềm giọng nói, mạng mạng, hai ngày nay anh kiếm được một ít tiền, vậy anh cất giữ cho tốt, tôi hiểu mạng cười cổ vũ anh, cô biết đối phương đi chạy xe vận chuyển giúp, còn biết sửa máy móc, đánh giá ngân khố của nhóc cậu tử này lại nhiều thêm không ít, bất kỳ thời đại nào cũng vậy, người có năng lực có kỹ thuật đều sống tốt chờ lúc trở về, mua những thứ mà bản thân muốn mua, tạ minh đồ nhẹ nhàng mà từ một tiếng, tạ minh đồ cổng tô hiểu mạn chậm rãi đi tới bên cạnh ba người chu hiểu phượng, lúc này dương trường quế đã xuống xe, chu hiểu hồng mềm dọn ổn ẻn mà kêu vài tiếng anh trường quế, làm chu hiểu phượng ghê tởm hết sức, lúc này mới hé miệng nói một câu, sảng khoái hơn không ít, chờ mấy ngày nữa anh trường quế và em gái hiểu phượng phải tổ chức tiệc mừng rồi, em nhất định là phải đến. Ba người chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm thân thiết nhất em tin rằng sau khi anh trường quế kết hôn cũng sẽ không quên tình nghĩa giữa chúng ta chu hiểu phượng siết chặt nắm tay dương trường quế nắm lấy cổ tay của cô trấn an chu hiểu hồng chị là bà chị gái già của hiểu phượng thì cũng là chị gái già của em tiệc kết hôn của chúng em hoan nghênh bà chị già tới dự câu bà chị già trong miệng hắn ở trong thôn này dùng để gọi những người phụ nữ lớn tuổi chu hiểu hồng là anh em nhà chu hiểu phượng gọi cô ta một tiếng bà chị già cũng không sai tí nào nhưng mà nghe thấy thật quê mùa cũng gây mất hứng trước một câu bà chị già sau một câu bà chị già này chu hiểu hồng nghe được xong mặt tái mét chị kém chỉ tận mặt nói tên cô ta bảo bác gái đừng có chặn đường tôi và chị chẳng có tình nghĩa gì hết cả chu hiểu phượng phục một tiếng bật cười chồng hát vợ khen hay nói chị già hồng tới lúc đó hoan nghênh chị tới tham gia tiệc rượu của chúng em em yên tâm nhất định chị sẽ tới thấy bộ dáng đắc ý giàu già của cô chu hiểu hồng nghiến răng nghiến lợi nói anh tạ cổng chị hiểu mạng tới rồi chúng ta về cùng nhau đi chị chị muốn về cùng với chúng em không sắc mặt chu hiểu hồng âm tình bất định vừa định từ chối lại không nhịn được bị tạ minh đồ hấp dẫn tầm nhìn trong lòng cô ta âm thầm suy đoán người này là ai từ khi nào trong thôn bọn họ có một người trẻ tuổi đẹp trai tới như vậy lớn lên cao gầy bộ dạng còn đẹp hơn vài phần so với con gái nhìn tướng mạo không giống người nhà quê lắm chẳng lẽ là thanh niên trí thức mới tới đây nghe nói đám thanh niên trí thức mới tới đây đều chưa kết hôn đôi mắt chu hiểu hồng không chớp cái nào nhìn chằm chằm tạ minh đồ tô hiểu mạng đã nhận thấy ánh mắt nóng rực kia của chu hiểu hồng trong lòng cực kỳ không thoải mái ông chặt cổ con chó to dưới thân hai người dán nhau càng thêm chặt chẽ chúng ta đi thôi chu hiểu hồng biết tô hiểu mạng đã kết hôn cô ta đã nghe qua người trong thôn bàn luận nói tướng mạo chồng cô không ra gặp người khác được nhìn vẻ ngoài chính là một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu trước kia cô ta còn ghen ghét tô hiểu mạng xinh đẹp hơn mình nhưng mà tưởng tượng cô phải lấy một bãi phân trâu thì cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều hiện tại thấy tô hiểu mạng nhờ cái chân bị thương của mình mà có thể thân mật gần gũi với một nam thanh niên trí thức chỉ cảm thấy vô cùng khinh thường nam thanh niên trí thức này phải xui xẻo lắm mới bị cô bám lấy có nên tìm cơ hội tìm người chồng phân trâu kia của cô để nói chuyện hay không sau khi chu hiểu hồng về đến nhà lập tức lục tung tìm ra một bộ váy đỏ nhét đáy hòm đây là bộ váy hai ba năm trước chu hiểu hồng về nhà khóc lóc kiếm chuyện mới có được ngày thường cô ta rất yêu quý chiếc váy đỏ này rất ít khi mặc lúc này cô ta thay váy đỏ cầm làn váy xoay hai vòng ở trong phòng vô cùng vừa lòng trên mặt mang theo ba phần tươi cười tuy rằng là quần áo cũ vải dệt cũng củi kỹ tối màu hơn nhưng mà so sánh với quần áo của những cô gái khác trong thôn mà nói vẫn vô cùng đẹp đẽ cô ta vuốt gương mặt của chính mình mừng thầm chỉ có người phụ nữ xinh đẹp như mình thì mặc váy đỏ mới đẹp những người khác không thể so bì được với cô ta chu hiểu hồng tính toán mặc chiếc váy đỏ này để tham gia hôn lễ của chu hiểu phượng buồn cười chết người vải đỏ của chu hiểu phượng bị chính tay cô ấy cắt hỏng còn không biết sẽ mặc tạm cái gì làm hỷ phục để kết hôn nghĩ tới gương mặt nhạt nhẽo bình thường kia của cô chu hiểu hồng vô cùng muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô khi nhìn thấy cô ta xuất hiện ở hôn lễ của mình làm cô xấu hổ tới cúi đầu muốn chui xuống đất ban đêm tô hiểu mạng còn vội vã may váy cưới ban ngày lúc dậy sớm cô cũng sẽ làm khoảng một hai tiếng, lúc sau lại đi phòng nuôi tầm, trải qua mấy ngày bận rộn, bộ váy cưới đỏ này đã hoàn thành được hơn nữa, còn xong sớm hơn dự tính của cô. Hoa thơ tinh mỹ ở vạt áo dưới ánh đèn ban đêm càng thêm tinh xảo xinh đẹp, nút áo xinh đẹp làm bằng hạt châu, phản xạ ra ánh sáng lóa mắt, hoa văn ở cổ tay áo cũng xong gần hết rồi, tô hiểu mạng cắt đứt sợi chỉ trong tay, cầm lấy quần áo trong tay giơ lên trước mặt ngắm cô phát hiện tay nghề theo thùa của cô còn tốt hơn so với trước kia nhiều, chắc là do hiện giờ trong lòng cô nhẹ nhõm, không có quá nhiều chuyện để trong lòng, kim chỉ trong tay cũng càng tự nhiên linh động hơn. Tay tô hiểu mạng nhẹ nhàng lướt qua hoa văn theo thùa, rất là thích, tạ minh đồ, anh xem anh xem, có đẹp không, tô hiểu mạng cười rất xinh đẹp, cho người bên cạnh xem thành quả lao động của chính mình, đẹp tạ minh đồ ông nhu nhìn cô, cho cô một cái đáp án xác định. Tay anh không nhìn được mà đặt lên trên túi quần, trong túi là số phiếu anh vừa mới đổi. Hôm nay anh lại đi tới xưởng quần áo, quả nhiên tới tìm người trong xưởng quần áo đổi phiếu vải là một lựa chọn sáng suốt, nếu tìm người bình thường, rất khó đổi được phiếu vải giá thấp, mà các công nhân viên chức trong xưởng quần áo có rất nhiều người thừa phiếu vải. Tạ Minh Đồ tìm Dương Trường Quế hỏi tên địa chỉ, lại chờ thêm hai ngày nữa sẽ có một đám hàng hóa mới đến. Tô Hiểu Mạng nhẹ nhàng thở nhẹ nhõm một hơi, sau khi giúp Chu Hiểu Phượng làm tốt áo cưới, cô lại bắt đầu giúp chị dâu họ của mình là hứa cần làm quần áo, vì làm quần áo mới mà hứa cần tích cấp được một chút phiếu vải, tô hiểu mạng muốn giúp chị, kéo chị đi làm đổi ra một ít phiếu vải nữa. Hứa cần còn tưởng tô hiểu mạng cũng muốn làm quần áo cho chính mình, hỏi cô có muốn cùng mua ít vải dệt hay không, tô hiểu mạng từ chối, cô còn phải làm cho tạ minh đồ một bộ quần áo. Tô hiểu mạng liếc mắt nhìn tạ cậu tử một cái, quyết định trước tạm thời không nói cho anh nghe về việc này điều kiện thủy lợi bên chỗ chúng ta cũng có cậu cả của cô vừa mới dẫn người xây xong đê chắn lũ chắc chắn sau này sẽ được an lành những ao cá bỏ hoang trong đội cũng có thể tận dụng được không ra ngoài thì thôi vừa mới ra khỏi thôn mới hiểu được cuộc sống của dân các nơi khác như thế nào người dân bọn họ bên này sống rất tốt đấy nhìn xem cả đám đều ăn đủ no mặc đủ ấm hết đứng ở dưới một gốc cây dâu ông trần không nhịn được mà cảm thán trước đây ông sinh sống trong thôn nghèo đời đời đều sống như vậy tới chết cũng không nghĩ cách thay đổi sao cho tốt khuyên những người trẻ tuổi thì cũng là khuyên bọn họ có sống như vậy tới già có khổ có mệt cả đời cũng cứ trôi qua đi như vậy hiện giờ thấy một nông thôn phồn vinh như vậy trong lòng ông trần giống như được châm một ngọn lửa ông chụp một phát vào gốc dâu bên bờ ao cá trồng thêm cây dâu lá dâu cho tầm ăn phân tầm thì cho cá buồn đất lại nuôi cây dâu tầm thôn chúng ta cũng có thể học hỏi cách làm này cháu đã lấy vỡ ghi kỹ lại rồi còn đi tìm những người lão làng trong thôn học được rất nhiều kinh nghiệm tôi xem thôn họ tu sửa lại đường xá máy kéo xe vận chuyển chạy trên đường máy dập lúa còn có nơi xây bột cuộc sống của họ đúng là quá tốt lý nhị dẫn bọn cháu đi xem ao sen của bọn họ chờ một thời gian nữa là có thể thu hoạch củ sen tám người ra ngoài học tập đã được một đoạn thời gian rồi hôm nay tụ tập lại làm một buổi giao lưu học tập nhỏ tổng kết lại kết quả sau khi chấm dứt quá trình học tập Ông Trần lôi kéo Tô Hiểu Mạng đứng dưới gốc dâu nói chuyện. Mẹ cháu là Liễu Thục Phượng rất tinh mắt, ông Trần hút điếu thuốc cảm khái một chút, một chuyến ra bên ngoài này, tạ lão ngủ thay đổi quá lớn, mới vừa rồi gặp, suýt chút nữa ông đã không nhận ra được. Đứa trẻ này quá đẹp trai, lúc mới vừa mở hộp, cho dù có đứng bên cạnh thanh niên trí thức Khương cũng không bị đem ra so sánh. Ông Trần còn cảm thấy đứa trẻ này còn đẹp hơn nhiều so với thanh niên trí thức Khương, nghe đương gia nhà họ chu nói rằng, tạ minh đồ học cái gì cũng nhanh không chỉ có lái máy kéo lái xe vận chuyển lái xe vận tải cỡ lớn mà cái gì tới tay cũng làm được phản phất trời sinh anh nên làm công việc này tới cả công ty vận chuyển trong huyện cũng muốn tới tiền mời anh về làm công nhân viên chức bởi vì anh không chỉ biết lái anh còn biết sửa xe cũng không biết anh học được từ đâu nghe nói là cầm bản thuyết minh máy móc gì đó đọc 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 thế là học xong cả việc sửa xe mà tạ lão ngủ không chỉ biết sửa xe thôi nghe nói tới máy móc trong xưởng quần áo anh cũng biết sửa. trời ạ, à, đây đúng là thiên phú mà. trong thôn bọn họ cũng có thể sinh ra một nhân tài. tạ lão ngũ đúng là một nhân tài. trước kia tô hiểu mạng bị bắt phải cưới tạ minh đồ, ông trần chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được, buồn bực với người phụ nữ lợi hại như liễu thuộc phượng, thế mà lại đồng ý cho đứa con gái duy nhất của mình là tô hiểu mạng gả cho tên tiểu tử nghèo dung mạo bình thường như tạ minh đồ, mà nhà họ tô bọn họ còn không đòi một phần tiền lễ cho tới giờ phút này, ông mới bừng tỉnh phát hiện, liễu thục phượng có hỏa nhãn kim tinh. Mọi người đều nói tô hiểu mạng gã cho tạ minh đồ chính là một đóa hoa nhại cắm bãi phân trâu, nhưng mà sau khi bãi phân trâu này sửa soạn sạch sẽ, bên trong thế mà lại bao bọc một khối ngọc, húng chi tạ lão ngũ còn là người trong thôn bọn họ, biết căn nguyên gốc gác, có thể so với đám thanh niên trí thức đến từ bên ngoài không biết khi nào rời đi thì khá hơn nhiều. Hiểu mạng à, sống cùng tiểu tạ cho tốt, cuộc sống sau này của cháu sẽ càng ngày càng tốt lên. Tô Hiểu Mạn cười cười, gật đầu với ông Trần. Tạ Minh Đồ cầm kéo giúp Đường Kiện Cường chỉnh sửa lại tóc. Đường Kiện Cường thèm thuồng kiểu tóc của Tạ Minh Đồ đã lâu. Cuối cùng hôm nay không nhìn được nữa chạy tới tìm Tô Hiểu Mạn xin cô cắt cho hắn một cái đầu giống như của Tạ Minh Đồ. Tô Hiểu Mạn, một, nghe thấy cái yêu cầu này Tô Hiểu Mạn cực kỳ khiếp sợ. Dù sao thì cô cũng sẽ không cắt tóc cho người khác. Lúc trước chỉ tùy tay cắt qua loa một chút trên đầu tạ cẩu tử, may mà không cắt hỏng cũng một phần nhờ thiên phú dị bẩm của tạ cẩu tử hình dáng đầu rất là đẹp đẽ hiện tại bảo cô cắt cô cũng không biết nên cắt như thế nào cả thật sự làm cô cảm thấy khó xử tôi không biết cắt lúc trước tôi chỉ tùy tay cắt giúp tạ minh đồ mà thôi nghe xong lời tô hiểu mạng nói đường kiện cường bắt đầu để lộ ra nụ cười sang sảng của người nhà quê đầy chất phát vậy cô tùy tay cắt giúp tôi một chút đi nếu có cắt hỏng tôi cũng không trách cô tô hiểu mạng cho dù là ở niên đại bần cùng như thế này, những thanh niên trẻ vẫn theo đuổi cái đẹp, không ngừng nghỉ, đều thích những bộ quần áo xinh đẹp, có khi còn mang cả những kiểu tóc theo phong cách Tây, thiếu chút nữa là tô hiểu mạng đã bị hắn thuyết phục rồi, người ta sùng kính cô như thể thầu Tony, cô cũng phải nhìn lại bản thân xem mình có thiên phú làm thầy Tony hay không đã. Tạ Minh Đồ lại không muốn để Tô Hiểu Mạng cắt tóc cho người khác, vì thế Xuân Phong nhận việc muốn cắt tóc cho Đường Kiện Cường. Cậu! Cậu có thể ư? đương kiện cường dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh nhưng mà khi nhìn đến gương mặt tuấn mỹ của đối phương tâm địa đáng xấu hổ kia dao động người lớn lên xinh đẹp sẽ khiến cho người ta có loại cảm giác tin cậy tín nhiệm không tên nếu mà tạ cẩu tử để cái đầu như tổ quả nói muốn cắt tóc cho hắn hắn sẽ đánh tạ cẩu tử một trận nên thân hai người bọn họ tìm người trong thôn để mượn kéo tạ minh đồ cắt tóc cho hắn ta đừng nói tạ minh đồ rất có thiên phú chỉnh sửa máy móc đồng dạng cắt tóc cho người ta cũng rất tài giỏi. Đường kiện cường nhìn gương đánh giá kiểu tóc mới của mình, tức khắc bắt đầu tự luyến, cho rằng mình có thể so sánh được với nam chính điện ảnh. Tạ lão ngủ, về sau tóc tôi sẽ để cho cậu cắt, dương trường quế đi qua nhìn thấy, cũng thèm thuồng vô cùng, hắn sắp trở thành chú rể mới. Cũng rất muốn có một kiểu tóc mới thời thượng nên lập tức ngồi xuống băng ghế trước mặt tạ Minh Đồ, không hề ái ngại gì mà nhờ anh cắt tóc hộ. Dương Trường Quế là người quen trong thôn, mọi người đều quen biết hắn, không ít đàn ông trẻ tuổi trong thôn vây lại đây xem náo nhiệt, lúc thì nhìn chầm chầm đỉnh đầu tạ minh đồ, lúc lại ngắm nhìn đỉnh đầu đường kiện cường. Đường kiện cường đã được đổi kiểu tóc rất tự tin mà khoe ra, tủy tiện cho người ta đánh giá, miệng còn hỏi liên tiếp, sao nào? Thấy tóc mới của tôi ra sao? Tạ minh đồ, anh cũng giúp dương trường quế cắt tóc, sau một trận tiếng kéo răng rắc, tóc màu đen rơi như bông tuyết xuống mặt đất, người xem náo nhiệt gật đầu liên tục. Sau khi cắt xong, Dương Trường Quế cướp gương từ trong tay đường kiện cường, chải chải, cũng vô cùng vừa lòng với kiểu tóc của chính mình, thấy cắt đẹp, bắt đầu như có bất dẫn lửa, tiếng pháo trúc vang lên bùng bùng liên tiếp cũng không nhắc được, càng nhiều người tới tìm tạ minh đồ để cắt tóc hơn. Mỗi lần năm mau, tạ minh đồ dùng bản lĩnh của mình kiếm được hai khối tiền, làm tô hiểu mạng ngồi xem bên cạnh ông bụng cười to, nghĩ thầm tạ cẩu tử lại tìm được ngón nghề làm giàu nữa rồi, càng cắt thì tay nghề càng tốt, sau khi trở về, không chừng có thể mở một tiệm cắt tóc ở công xã. Hóa ra cô không phải là thầy Tony mà tạ cậu tử mới có tài năng của thầy Tony. Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, mau qua bên kia can ngăn đi. Chị Thuận cùng chị dâu ba nhà họ Kim bắt đầu mắng chửi nhau. Một đám người kéo nhau qua khuyên ngăn, nghe nói có đánh nhau, đoàn người tô hiểu mạng cũng đi theo đám người qua bên đó xem sao, cãi nhau trong thôn chính là một chuyện náo nhiệt, đặc biệt là những người thích hóng hớt, tất cả đều tụ tập qua đây chủ nhiệm phụ nữ chu viện phương cầm một cái loa kêu to nhường đường ở trong đám người đừng có chặn đường tôi muốn vào trong để khuyên can tô hiểu mạng đứng trong đám người tạ minh đồ đứng canh giữ ở bên người cô hai người chen vào trong đám người đi tới phía đầu chỗ tiêu điểm của vòng vây đó là chị thuận và chị dâu thứ ba nhà họ kim tần hậu anh tần hậu anh là người ngoài tỉnh đi chạy nạn vào trong thôn bọn họ gả cho một dòng họ lớn khác trong thôn là nhà họ kim tính tình cực kỳ đanh đá thích chiếm tiện nghi của người khác có rất nhiều người sợ ả à ta và không muốn dính dáng gì tới a à cả ả à ta cãi nhau với chị thuận cũng là vì chuyện nuôi tâm. bên chỗ chị thuận nuôi một đám tầm mới là một đám tầm tốt được chọn nhặt ra số lượng rất ít chị nuôi lứa tầm này tới mức trắng trẻo mập mạp đây cũng là tâm huyết của chị phía trước vì muốn tống cổ chu hiểu hồng sang tổ của chu văn văn nên chị đồng ý đưa một phần tâm huyết này cho chu văn văn kết quả để tổ ba của tần hậu anh biết được tâm tình không thoải mái cho lắm mấy tổ nhỡ nuôi tầm này đều phân cao thấp sau lưng nhau ai cũng không phục ai đều hận chính mình không thể thu hoạch càng nhiều một năm chia lợi nhuận càng cao lên trước đó tổ của chị thuận được vị trí đứng đầu tần hậu anh xếp thứ hai tổ của chu văn văn là cuối cùng nhà họ chu nhiều của cải cũng không để ý vị trí nhất hay nhì lắm nhưng mà lần này lại có được tâm huyết của chị thuận nếu bọn họ nuôi dưỡng đám tầm này tốt thì thế hệ tiếp theo chị thuận đã đáp ứng hỗ trợ chăm sóc cho tổ của bọn họ nói không chừng sẽ vượt qua tổ của tần hậu anh bước lên vị trí thứ hai chị thuận nuôi dưỡng tỉ mỉ càng dễ làm ra kén tầm chất lượng tốt càng là tơ tầm thượng đẳng thì giá bán càng cao có những người nuôi tầm thu hoạch kén tầm tầm nhã tơ vừa mỏng vừa ít tầm còn chết ở bên trong màu kén tầm bị vàng đó chính là loại kén tầm kém nhất bán không được tiền chu văn văn không thể tốt được tần hậu anh đỏ đôi mắt chạy tới bên chỗ chị thuận cãi nhau yêu cầu ả ta cũng muốn có một loạt tầm mới được nuôi dưỡng chăm sóc tốt loại tốt, đối mặt với yêu cầu vô lý của Tần Hậu Anh, sao chị Thuận có thể đáp ứng ả ta được, chị cực khổ lắm mới nuôi ra được một đám tâm huyết như thế, chia cho tổ của Chu Văn Văn một phần cũng đã vô cùng đau lòng rồi, sao còn có khả năng chia cho Tần Hậu Anh nữa, huống hồ gì đối phương có thể so sánh được với công phu sư tử ngoạm, hai người bắt đầu cãi nhau ở bên cạnh ruộng dâu, càng cãi càng nói ra những câu không lựa lời, Tần Hậu Anh trào phúng chị Thuận khắc chồng, nói chị là một kẻ tan môn tinh, gây tai họa cho cả nhà, gả cho ai là hại người đó, tên họ từng nên trả người xui xẻo như chị trở về. Lần đầu là bị thương eo, lần tiếp theo nói không chừng khéo rất đầu, phi, tai họa, con trai duy nhất của tần hậu anh là Kim Gia Bảo đứng ở bên cạnh mẹ mình học theo, mở miệng mắng to một câu với chị Thuận, vừa mắng chị Thuận là tai họa còn nhổ một ngụm nước bọt vào chị, Kim Gia Bảo mới 10 tuổi, phía trên có hai người chị gái, nó là đứa con trai nhỏ nhất, Tần hậu anh ngàn sủng vạn sủng nó, hận không thể lúc nào cũng mang theo đứa con độc đinh này. Kim Gia Bảo cũng bị ả ta cưng chiều tới hư đốn vô cùng, ở nhà vô pháp vô thiên, ở bên ngoài cũng là hỗn thế ma vương thích gây chuyện, cho dù mới có 10 tuổi mà thôi. Mẹ nó vẫn phải chạy theo sau để đút cơm cho nó ăn. Trước khi chị Thuận lấy chồng về đây cũng từng có một đời chồng khác, mới cưới được có một năm thì người đàn ông kia bị bệnh rồi chết, không bao lâu sau chị tái giá rồi tới nơi này ở, người chồng thứ hai tên là Tần Thiếu Cường thể chất của tàng thiếu cường khỏe hơn nhiều so với chồng cũ của chị hai người sống với nhau một đoạn thời gian tốt đẹp nhưng mà sau khi kết hôn nửa năm trong lúc tàng thiếu cường sửa chữa bị thương ở eo thân thể càng yếu dần đi hiện giờ vẫn còn ống đau nằm ở trên giường mấy năm nay dựa vào bản lĩnh nuôi tầm của chị thuận cuộc sống của hai vợ chồng mới có thể miễn cưỡng mà trôi tiếp được những việc này là cái rầm trong lòng chị thuận tần hậu anh làm trò trước mặt mọi người mà nhổ cây rầm này ra khiến máu chảy đầm đìa chị thuận máu dồn lên não chỉ nghĩ tới gây gỗ với người đàn bà trước mắt này tới người chết ta sống a phi cô mới là kẻ lòng dạ đen tối nuôi ra một con chó đầu không có suy nghĩ hai người lao vào đánh nhau đừng 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 có đánh nữa đều là người cũng thôn mà người tới ai lên đi đi lên giữ chặt họ lại hòa khí sinh tài chủ nhiệm hội phụ nữ thu loa lại tiến lên giữ chặt cánh tay chị thuận mấy bác gái chị gái khác thì ghìm chặt chị ba kim phụ nữ ở nông thôn đánh nhau nếu không dùng móng tay cào thì sẽ nắm tóc nhau, lúc này đầu tóc hai người đều tán loạn, chị Thuận nhổ một ngụm nước bọt, tóc của chị bị đối phương cố tình kéo một nắm, đau tới mức nhe răng trợn mắt, chị Ba Kim cũng không khá hơn là bao, mặt bị cào ra vài vết máu, hai cánh tay bị mấy người phụ nữ kéo ra phía sau, mà A à ta vẫn còn dãy dụ kêu to, con chó Thuận, mày là kẻ khắc chết cả nhà, tao muốn liều mạng với mày, buông mẹ tôi ra, Kim gia bảo cháu muốn làm gì. Tần hậu anh cô dạy dỗ thằng con trai của cô cho tốt, chủ tịch hội phụ nữ thét lên, điên hết cả rồi. Làm sao có thể cho trẻ con làm loạn như vậy? Nhất định phải phê bình, Kim Gia Bảo tuy nhỏ tuổi nhưng sức lực lại rất lớn, một nhát quốc đập mạnh xuống đất, đầu quốc cắm sâu vào trong đất phát ra âm thanh vô cùng chói tai, nó cười hắc hắc, thấy dáng vẻ mấy người lớn bị hành động của mình dọa sợ thì vô cùng đắc ý. Giây tiếp theo, khi nó muốn kéo quốc lên, lại phát hiện ra cái quốc đã bị kẹt chặt trên mặt đất, sức bình thường không thể nhấc lên được, vì vậy cả hai tay kim gia bảo nắm lấy cán quốc dùng toàn bộ sức của bản thân để kéo quốc lên. Bang, một âm thanh chói tai vang lên, kim gia bảo không đứng vững mất đà lùi về phía sau, cái quốc trong tay cũng theo đó bay về phía sau, nó không may vấp phải cục đá bị ngã ngồi trên đất, cái quốc cũng theo đó tuột khỏi tay, đầu quốc sắc nhọn, bang, một cái đập thẳng giữa trán thằng nhóc, máu lập tức chảy không ngừng vụ tai nạn này khiến những người xung quanh vô cùng khiếp sợ tần hậu anh gào khóc thét lên gia bảo bảo bối của mẹ xảy ra chuyện rồi xảy ra chuyện rồi lần này muốn chết người rồi nhanh 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 bế thằng bé lên đưa đến bệnh viện xã trong lúc nhất thời những người xung quanh đều nhốn nháo cả lên một người đàn ông vội bế kim gia bảo lên chạy thẳng đến bệnh viện thằng nhóc tự hào kiêu ngạo trước đó đã ngăn cản cuộc cãi vã của mẹ nó với người khác bằng cái đầu bị vỡ của mình những người đến sau xem cuộc vui không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy trên mặt đất có vết máu, làm sao vậy làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì, hai người phụ nữ nhà họ Tàng Gia và nhà họ Kim đánh nhau vỡ đầu à, ai đã xảy ra chuyện thế, là Kim Gia Bảo, đứa con trai bảo bối nhà họ Kim, hả? Sao lại độc ác như vậy, ngay cả trẻ con cũng không tha, là do Kim Gia Bảo tự mình lấy quốc đập chính mình, mọi người phải về nhà dạy con nhà mình không được tùy tiện cầm quốc, lưỡi hái không cẩn thận khiến mình bị thương hả kim gia bảo ở bệnh viện xã khâu vết thương bằng bó xử lý vết thương xong bác sĩ y tá nói phải nằm viện một hai ngày để quan sát tình hình tần hậu anh khóc trên mặt tràn đầy nước mắt nước mũi miệng không ngừng kêu trên bảo bối của mẹ bảo bối của mẹ bảo bối duy nhất của mẹ ơi nhớ tới việc trên đường đi đứa con kim gia bảo của mình chảy nhiều máu như vậy tần hậu anh chỉ cảm thấy vô số máu thịt trên người chính mình như bị người ta xẻo đi vậy đau đến nỗi cô ta muốn hét toáng lên cho tất cả mọi người biết chồng của cô trương lão tam đang ngồi bên cạnh hút thuốc vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc hồ sĩ cau mày đừng khóc nữa bệnh nhân cần được nghỉ ngơi bảo bối của mẹ bảo bối của mẹ tần hậu anh như là không nghe thấy vẫn thì thào nói lão tam nhà họ kim phun ra một làn khói sao em lại đi cãi nhau với nhà họ tằng không nhắc đến người nhà đó còn không sao một khi nhắc đến đôi mắt tần hậu anh đỏ ngầu cô ta nghiến răng nghiến lợi tức giận nói con đàn bà khốn nạn đó, tất cả đều do con đàn bà đó làm hại, cô ta muốn giết bảo bối của em, bảo bối của mẹ, bảo con ơi, đều là lỗi của cô ta, em muốn cô ta trả giá bằng mạng sống, em muốn cô ta trả giá bằng mạng sống của mình, em muốn báo cáo với thư ký. Em muốn báo cáo với thư ký, lão tam nhà họ Kim nói, vết thương trên đầu gia bảo không phải do cô ta gây ra, dù bây giờ em đi báo cáo với thư ký cũng không liên quan gì cô ta cả, Tần Hậu anh khóc nói oan uổng quá gia bảo nhà chúng ta còn oan hơn cả đậu nga gia bảo đáng thương của mẹ chẳng lẽ cứ để mặc cho gia bảo của chúng ta bị thương vô ích sao nhất định phải để con đàn bà thối tha kia phải trả giá thật đắt lão họ kim kia nếu anh còn là bố của gia bảo thì nhanh đi tìm tên côn đồ đến đốt phòng nuôi tầm của con đàn bà chó thuận kia đi đốt hết chỗ tầm mà cô ta nuôi giọng nói của tần hậu anh càng thêm độc ác nói lão tam nhà họ kim do dự phóng hỏa là phạm pháp nếu bị bắt đó chính là chẳng lẽ cô ta hại gia bảo nhà chúng ta ra nông nổi này thì không phải phạm tội sao? Em không tin không làm gì được cô ta, anh đi tìm một tên côn đồ đến đốt phòng nuôi tầm của cô ta, đến lúc đó, ai biết là do chúng ta làm, cũng không làm gì được hai chúng ta. Không tìm thấy tên côn đồ thì đi tìm ăn mày, nếu tên đó chạy thoát thì ai có thể điều tra ra là do chúng ta làm, chẳng lẽ anh muốn nhà họ kim chúng ta trở thành trò cười trong thôn sao? Bảo bối, con trai bảo bối đáng thương của mẹ lão tam nhà họ kim nhìn đứa con trai nằm trên giường bệnh của mình băng vải cuốn trên đỉnh đầu thằng bé tràn đầy vết máu mặt mũi trắng bệch đây là đứa con độc đinh của nhà họ kim bọn họ nếu như gia bảo không còn anh sống còn có ý nghĩa gì nữa gốc rễ của nhà họ kim đấy trong ánh mắt anh hiện lên một tia ác độc tần hậu anh nói đúng bọn họ thuê một tên côn đồ đến chỗ đó đốt lửa dù có đoán được là do nhà họ làm nhưng không có chứng cứ thì cũng không làm gì được nhà họ kim bọn họ nếu như không làm cái gì về sau bảo bối nhà bọn họ chẳng phải sẽ bị mọi người cười nhạo sao thể diện nhà họ kim biết để đi đâu hôm sau lão tam nhà họ kim cũng không quay về thôn anh ta lén lút đi đến thôn ngoã quán bên cạnh tìm thấy tên côn đồ lang thang vương đồng tiền của làng đó vương đồng tiền là kẻ vô cùng lười biếng suốt ngày chỉ biết làm mấy việc trộm cướp nhà nghèo đến nỗi không có nổi một hào trong nhà còn có một đứa con trai và một đứa con gái đều phải dựa vào gia đình vợ giúp đỡ sống qua ngày lão tam nhà họ kim tìm anh ta hỏi anh ta có muốn làm một một cuộc giao dịch lớn hay không vương đồng tiền không thích làm việc nặng nhọc rất thích đi đường ngang ngõ tắt làm việc phi pháp nghe nói có cuộc giao dịch lớn ánh mắt anh ta lóe sáng như nhìn thấy tiền vậy giao dịch lớn gì một mồi lửa một trăm tệ ba mươi kg phiếu gạo lão tam nhà họ kim nói yêu cầu của mình cho vương đồng tiền nghe vương đồng tiền nghe vậy thì vô cùng vui vẻ với anh ta một trăm tệ chính là tiền tài phi pháp mà ông trời ban cho, việc này tôi nhận, đến chỗ kia, hai chúng ta bàn bạc kế hoạch, tạ Minh Đồ đang trên đường lái xe tải quay về thôn, hôm nay anh lái xe đến công xã Vân Cẩm mua vài món đồ, nhìn gói màu xám đặt ở ghế phụ, loáng thoáng có thể thấy được một màu đỏ tươi lộ ra ngoài, tâm trạng của anh vô cùng vui vẻ, lái xe chậm chậm quay về thôn. Trên con đường quê thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim hót ríu rít, hoặc có tiếng chào hỏi của dân làng khi xe đi qua lúc xe đi ngang qua con đường nhỏ hẹp của thôn ngoã quán anh loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người giống như đang âm mưu chuyện gì đó nếu là cuộc nói chuyện bình thường thì anh cũng không chú ý làm gì nhưng tạ minh đồ rất nhạy cảm với những cuộc nói chuyện như vậy giọng điệu đó mang theo sự nham hiểm nhất định là anh ta đang lập kế hoạch gì đó gây hại cho người khác từ nhỏ đến lớn tạ minh đồ đã nghe thấy rất nhiều những chuyện kiểu này rồi mắt anh rủ xuống nói chung là anh không muốn quan tâm những chuyện như vậy Người khác có âm mưu xấu xa gì cũng không liên quan gì đến anh. Anh muốn giả vờ như mình không nghe thấy. Tạ Minh Đồ kéo cửa kính lên, lúc định mau chóng lái xe đi, anh vô tình liếc nhìn gói đồ bên cạnh, khiến anh không kiềm chế được mà phanh gấp lại. Xe tải dừng ở ven đường, anh tập trung lắng nghe cuộc nói chuyện truyền đến trong gió. Không nghe thì không sao, nghe qua mới biết hai người kia đang âm mưu, phóng hỏa, địa điểm phóng hỏa không phải nơi khác mà chính là chỗ mạng mạng nhà anh đang nuôi tầm tạ minh đồ bình tĩnh lắng nghe kế hoạch của hai người đang thảo luận sau đó mở máy lái xe về nhà họ chu lúc này tô hiểu mạng đang sửa chiếc áo cưới của chu hiểu phượng lần cuối khi ngẩng đầu lên thì phát hiện tạ cẩu tử đang lén lút làm gì đó tạ minh đồ vừa mới giấu gói đồ mình mang về tô hiểu mạng luôn cảm thấy tạ minh đồ đang giấu câu chuyện gì đó anh có chuyện gì vậy mạng mạng lúc anh trở về nghe được một việc tạ minh đồ kể việc bản thân anh nghe thấy cho tô hiểu mạng Tô Hiểu Mạn nghe xong thì hết sức sợ hãi, cô không ngờ nhà họ Kim vì trả thù mà có thể làm chuyện điên rồ như vậy, em phải đem chuyện này nói cho chị Thuận biết. Cô hoàn toàn không chút nghi ngờ độ chính xác trong lời nói của tạ Minh Đồ, lập tức tin lời anh nói, Tô Hiểu Mạn nhanh chóng gấp chiếc váy trong tay, cùng tạ Minh Đồ chạy đi tìm chị Thuận. Sau khi chị Thuận biết tin này, khuôn mặt liền lộ vẻ khó tin, đốt. Anh ta định tìm người phóng hỏa. Nhưng chị đâu có khiêu khích gì nhà bọn họ sao? ngay từ đầu là do tần hậu anh tìm cô gây sự nhưng bây giờ việc kim gia bảo bị vỡ đầu sao lại quay sang trách cô chị thuận cảm thấy bản thân mình oan không để đâu cho hết được nhưng mà một số tình huống đối nhân xử thế yêu hận tình thù đều không không phải lúc nào cũng giải quyết được bằng lẽ thường người nhà họ kim muốn trút giận lên người cô bọn họ cho rằng cô là kẻ đầu sỏ gây ra những việc này đây là phòng nuôi tầm của thôn sao bọn họ dám làm như vậy trong đó có tơ tầm mới thu hoạch chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy mà đột sạch chúng đây không chỉ là công sức của một mình chị mà còn là thành quả lao động của mọi người trong thôn anh ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được chứ hiểu mạng chồng của em thật sự nghe thấy họ nói như vậy chú ấy sao lại nghe thấy chuyện lão tam nhà họ kim tìm người phóng hỏa vậy hai người bọn họ chẳng lẽ thảo luận chuyện như vậy ở ngã tư đường à còn có thể để người khác nghe được dễ dàng như vậy về việc lão tam nhà họ kim muốn tìm người đốt phòng nuôi tầm trong lòng chị thuận vẫn có chút nghi ngờ dù lão tam nhà họ kim thật sự tìm người làm chuyện như vậy cũng không thể tình cờ bị tạ minh đồ nghe lén được trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được em thật sự nghe thấy việc này tạ minh đồ không ngại phiền nói lại một lần kế hoạch của hai người kia tô hiểu mạng gật đầu cô kéo tay áo của tạ minh đồ nhìn anh một cách tin tưởng vô luận tạ cẩu tử là như thế nào nghe được tô hiểu mạng đều lựa chọn tin tưởng hắn không cần biết tại sao tạ cẩu tử lại nghe được việc này nói xong lúc sau tạ minh đồ cười một cái đã từng có những lúc anh cũng nhắc nhở một ít người trong thôn nhưng là không có người tin tưởng lời nói của anh thuận tỷ thà rằng tin này có không thể tin này vô hôm nay buổi tối chúng ta vài người ở tầm thất ngồi canh không tới phóng hỏa thì càng tốt nếu tới chúng ta vừa vặn bắt tận tay thuận tỷ mím môi nghiêm túc nói hiểu mạng em nói đúng chúng ta không thể trách oan người tốt, cũng không thể buông tha bất luận một kẻ xấu nào cả. Ban đêm, Tô Hiểu Mạn, Tạ Minh Độ, Thuận Tỷ cùng với nam thanh niên Lâm Chi Động trong thôn cùng nhau ngồi canh ở gần phòng nuôi tầm. Lâm Chi Động là chồng của một thành viên dưỡng tầm trong tiểu tổ, Tô Hiểu Mạn cùng Tạ Minh Độ canh giữ ở phía đông, Thuận Tỷ cùng Lâm Chi Động canh giữ ở phía tây. Gió mùa thu khiến nhiệt độ ban đêm ngày càng lạnh hơn, Tô Hiểu Mạn ngồi sát ở góc tường, nhìn không được cuốn chặt áo khoác ở trên người. Cô không nghĩ tới nhiệt độ bên ngoài không khí lại có thể lạnh như vậy. Lúc này đã là đêm khuya tĩnh lặng, bên ngoài là một bầu trời đen nhánh, không có ngôi sao cũng không có ánh trăng, an tĩnh đến mức có chút khiếp người, gió thổi qua lùm cây, phát ra tiếng vang sàn sạc. Tô Hiểu Mạng cảm nhận được cơn buồn ngủ đổ ập đến, sau khi xuyên tới thời đại này, cô đã dưỡng thành thói quen ngủ sớm dậy sớm. Mỗi ngày cô đều đi ngủ rất sớm cho nên sáng hôm sau cũng dậy rất sớm, Đặc biệt là khi thời tiết lạnh lẽo thì càng khiến người ta ngủ ngon hơn. Cô rất muốn cuốn một tấm chăn thật ấm áp lên người rồi đánh một giấc ngủ ngon. Một khuỷu tay khỏe mạnh hữu lực kéo cô vào trong lòng ngực ấm áp. Nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh như bếp lò nhỏ trong mùa đông mang đến cho cô từng đợt ấm áp. Cô bị đối phương ông ở trong ngực, đến gió rét lạnh mùa thu cũng không cảm nhận được nữa. Có lẽ là cái ông này quá mức ấm áp cho nên tô hiểu mạng cũng không có tránh ra cũng không có chủ ý khác mà thành thành thật thật dựa vào trong lòng ngực của tạ minh đồ cô nghĩ thầm lúc này hai người bọn họ chỉ là đang sưởi ấm cho nhau mà thôi giống như là hai cái gà con cùng nhau rút ở trong góc không hẳn là cô là gà con đối phương là chó nhỏ dính ở bên nhau sưởi ấm mà đó còn là cô chiếm tiện nghi của người ta tuy rằng ban đêm không có sao nhưng đôi mắt của tạ minh đồ lại vô cùng sáng sau khi anh lấy hết can đảm đem bên người người ôm vào trong lòng ngực mình thì anh hoàn toàn không dám nhìn về phía của cô nữa phải đến một lúc sau thì anh mới dám quay đầu đi lặng lẽ quan sát người đang dán ở trong lòng ngực của chính mình mạng mạn không đẩy anh ra sau khi ý thức được điểm này quả thực trong lòng tạ minh đồ đã bắn một hồi pháo hoa tung tóe anh hoàn toàn không cảm thấy chính mình đang ở góc tường trong gian nhà ngói mà là cùng người bên cạnh cùng nhau đang ngắm trăng sao trên trời và xem pháo hoa chẳng sợ lúc này căn bản là không có ánh trăng, không có ngôi sao, cũng không có pháo hoa. Tô Hiểu Mạng đang buồn ngủ lại không thể cảm nhận được sự sung sướng vô cùng của anh, khát vọng giấc ngủ của cô dâng lên khiến cô không nhìn được mà đánh cái nhát, thời điểm lúc trước bị gió lạnh thổi còn có thể nhìn được cơn buồn ngủ, hiện tại cô lại đang dựa vào trong một lòng ngực mềm mại ấm áp, sâu ngủ đã ở trong thân thể tạo phản, chiếm cứ hết đầu óc của cô, tạ minh đồ nhỏ giọng khuyên cô, mạng mạn, em ngủ đi, anh trông cho giọng nói này quả thực là giọng nói dụ hoặc của ma quỷ tô hiểu mạng không thể chống cự được sự dụ hoặc này ngã vào trong lòng ngực của tạ minh đồ ngủ rồi bên góc tường còn lại hai người kia cũng không chống được cơn buồn ngủ mà thiếp đi chỉ có tạ minh đồ là người giữ được tinh thần tỉnh táo nhất trong bốn người thân thể của anh cứng đờ ở nơi đó vẫn không nhúc nhích thường thường cúi đầu liếc mắt một chút người con gái đang ngủ trong lòng ngực của mình sau khi cô ngủ rồi thì càng có bản năng mà tìm kiếm nguồn nhiệt mà kệ sát vào trong lòng ngực anh. Khuôn mặt xinh đẹp ngủ thật điềm tĩnh, tiếng hít thở vừa đều đều mà lại ôn nhu, dung hợp với bóng đêm xung quanh, ông lấy bả vai đối phương. Quả thực không có điều gì khiến anh vui vẻ hơn so với việc này, tạ minh đồ giữa óc vào tường, trong miệng nằm một cây cỏ đuôi chó, cỏ đuôi chó như thể đang đắc ý vô cùng mà theo gió đêm phất động lắc lư. Vương Đồng Tiền là một tên ngốc gan lớn, trời sinh đã vô tâm vô phế, chỉ cần đưa tiền cho anh ta thì chuyện gì anh ta cũng dám làm đều nói có tiền thì có thể sai cả ma quỷ cho anh ta tiền ngay cả quỷ anh ta cũng không sợ trên đường vấp phải cục đá bị ngã hai tầng vương đồng tiền cũng không dám mắng nhẹ nhàng vỗ chân lại tiếp tục đi anh ta biết đường năm ngoái đã từng tới trong thôn ăn cổ uống rượu một lần gió lạnh thổi vù vù bên tai thổi đến cả thể xác và tinh thần anh ta đều run lên vương đồng tiền mặc một cái áo khoác rách cũng không đủ để chống chọi lại gió lạnh ban đêm hơn nữa đi làm chuyện không muốn người khác nhận ra vương đồng tiền lạnh run mà run rẩy hai cái đứng lại vẹn đường phun nước cực cờ đái bậy đó phun nước xong anh ta lại nghĩ tới chuyện gì cạo cạo ít bùn xoa khắp mặt mũi thật ra anh ta cũng chẳng thèm để ý cái gì trên người anh ta trừ bao diêm thì còn có hai bình rượu mà cậu ba nhà họ kim đưa cho bảo anh ta đến lúc đó thì đổ rượu vào tăng thêm một chút lửa cho vạn sự may mắn vương đồng tiền hít mắt mở nắp chai rượu ra ngửa đầu uống một ngụm dùng để làm ấm cơ thể. Rượu mà cậu ba nhà họ Kim mua đến tuy rằng hơi đỡ một chút nhưng vẫn đủ để đỡ thèm. Trên đường đi, Vương Đồng Tiền vẫn do dự mãi, cuối cùng là uống hết một bình, để lại một bình để phóng hỏa, hay là uống hết cả hai bình, ném chút cỏ khô bật lửa que diêm lên phóng hỏa thiêu cái là xong hết mọi chuyện. Cuối cùng Vương Đồng Tiền vẫn cảm thấy, tuy mình chỉ là một tên du côn đầu đường xó chợ nhưng vẫn nên có một chút đạo đức nghề nghiệp, anh ta uống một bình, còn một bình để lại để làm việc. Anh ta uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, không dám uống nhiều. Lão đảo lắc lư tiếng dần về phía trước. Mọi người đều nói rượu vào gan cũng lớn, đúng là không sai chút nào. Khi Vương Đồng Tiền đang đến gần thôn, Tạ Minh Đồ đã biết được hành động của anh ta, phun cây cỏ đang nằm trong miệng ra, anh tự nhiên cảm thấy có chút mất mát, vẫn không nỡ đánh thức người trong lòng. đứng ở phía trước nhà nuôi tầm, Vương Đồng Tiền híp mắt thầm nghĩ, chính là chỗ này rồi, một trăm đồng tiền sắp tới tay anh ta nhất định phải vào trong thành ăn uống thả ga mấy ngày cũng có cuộc sống thoải mái dễ chịu đến hơn nửa tháng anh ta bắt đầu đánh lửa một que diêm trong đêm tối ngọn lửa nháy mắt bén lên cỏ khô vương đồng tiền mở nắp bình rượu đang muốn rót rượu làm cho lửa cháy to hơn bỗng nhiên có một người từ đâu nhảy ra lâm chi động đang mơ mơ màng màng bị âm thanh đốt lửa đánh thức ngay lập tức bất chấp tất cả lão ra ngoài quyết tâm phải bắt được vương đồng tiền đầu tiên vương đồng tiền hoảng sợ sau đó giật mình một cái sau đó cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng vào trong rừng, bình rượu trong tay anh ta rơi xuống dưới đất choang. Một tiếng nát bét, chất lỏng trong bình văng ra tung tóe khắp nơi, có một ít chảy vào trong đám cháy, trong nháy mắt bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ, đuổi theo. Bắt lấy nó, trong lúc chạy trốn, Vương Đồng Tiền hắc hắc cười đắc ý, nghĩ thầm, chúng mày làm sao có thể bắt được tao cơ chứ, cậu ba nhà họ Kim thuê anh ta làm chuyện này cũng có nguyên nhân bởi vì vương đồng tiền có ưu điểm riêng, anh ta chạy trốn rất nhanh, không đuổi kịp. Không đuổi kịp rồi, anh ta mới chạy chưa được 100 mét, cũng chỉ trong thời gian vài giây, đột nhiên có một luồng sức mạnh lớn đánh tới từ phía sau lưng anh ta, vương đồng tiền chỉ cảm thấy thân thể mình lân lân bay lên không trung, rồi sau đó đột nhiên rơi xuống đất, ai da, chị thuần sợ hãi còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ trong vài giây mà biến động quá lớn. Chị ta còn chưa kịp ngăn lại cảm xúc dao động quá lớn, lâm chi động rút dây động rừng nhìn theo bóng lưng vương đồng tiền chạy trốn lâm chi động chạy đuổi theo phía sau lưng anh ta dây tiếp theo lại nhìn thấy một bóng đen hiện ra trên nóc nhà nhanh như mũi tên bắn ra ngoài trong bóng đêm còn chưa kịp nhìn rõ cách chạy của anh ta thì bóng đen đã phi thân lên đá vào vương đồng tiền bắt được rồi lâm chi động vui mừng rạo rực bắt lấy vương đồng tiền xoay sang đối phương muốn nhìn xem anh ta là ai lại bị mùi khai của nước tiểu hung đến sắp ngất mẹ nó nôn À, Minh đồ cau mày lùi lại một bước, không chút tiếng động mà cách xa hai người này ra. Anh không muốn bị nhiễm mùi không rõ ràng. Tô Hiểu Mạng đang mơ mạng giật mình tỉnh dậy, còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, hoang mang rối loạn cùng chị Thuần dập lửa trước cửa. Hơi nóng của lửa và hơi cồn bốc lên hung đến mức cô đỏ cả hai mắt, gió thu thổi tan cho lửa, suýt nửa mù cả mắt. Bắt được người không? Sau khi dập lửa, chị Thuần và Tô Hiểu Mạng chạy lên phía trước muốn nhìn mặt hung thủ ở đây cách xa bên kia quá nên tô hiểu mạng cũng không rõ bên này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Cô và chị Thuận cùng nhau đi đến thì thấy Lâm Chi Động đang đè lên người một người đàn ông đang kêu gào, tạ minh đồ làm bộ không liên quan đến mình đứng ở bên cạnh. Hết chương 110, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.